Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 34. Cha ta nói, là thật sao? Gấp cắn chặt hàm răng, Cổ Tam Thông hung tợn nhìn về phía quỷ vương, tức giận chất vấn. Trong lòng bất giác run lên, quỷ vương con ngươi loạn chuyển, chết không thừa nhận, cãi chày cãi cối nói, đây chỉ là hắn suy đoán lung tung mà thôi, 300 năm trước sự tình, hắn làm sao có thể biết? Không tệ, ta xác thực không biết, vừa mới hết thảy cũng là ta đoán. Bất quá, vẫn rất hợp tình hợp lý, không phải sao? Riêng là ngươi nói lộ ra miệng cái kia đoạn, bất giác ta cười một tiếng, Trác Phàm khoan thai tự đắc nói. Cổ Tam Thông cũng là nhướng mày, hư híp mắt nhìn về phía quỷ vương, chất vấn lên tiếng, đúng vậy a, ngươi làm sao lại biết nghĩa phụ ta làm người? Trong thiên hạ, đều là vương thổ, năm đó ngươi huyên náo lớn như vậy, ngươi bối cảnh, chúng ta tự nhiên muốn thật tốt điều tra một phen, cái này có cái gì kỳ quái? Cưỡng chế để cho mình chấn định lại, quỷ vương đạm mạc lên tiếng. Thản nhiên cười, Trác Phàm lần nữa đưa ra nghi vấn, nhân thánh tiền bối. Ngài trí nhớ thật là tốt. Trừ tiểu tam tử cái tầng quan hệ này, hắn nghĩa phụ chỉ là cái phổ thông thư nhân mà thôi, người vậy mà có thể đem hắn phẩm tính cái 300 năm, cũng thật sự là có lòng a, ha ha ha. Nhìn không được nắm nắm quyền đầu, quỷ vương thật hận không thể xông đi lên cho Trác Phàm hai quyền. Tuy nhiên Trác Phàm đối 300 năm trước lần kia bố cục, trong tay không có chứng cứ, nhưng là mỗi một vấn đề đều thẳng đâm muốn chút. Để hắn không thể không tận lực đền bù che lấp. Thử hỏi, giống bọn họ dạng này cao thủ, nơi nào sẽ đem con kiến hôi người bình thường để vào mắt? Riêng là đối người kia phẩm tính, còn chưa bao giờ thấy qua, thì cái 300 năm. Bọn họ dạng này tuyệt thế cao thủ, nào có nhàm chán như vậy, quả thực nhàn nhức cả trứng. Duy nhất giải thích chính là, đó chính là bọn họ chăm chú bố một lần cục, nhằm vào suy yếu 7 nhà thế lực một ván cờ lớn. Lớn như thế một cái hành động, làm năm đó hộ long thần vệ đứng đầu hắn, lại có thể quên. Thật sâu hít một hơi, quỷ vương trầm ngâm thật lâu, giữ im lặng, tựa hồ tại nghĩ đến lý do. Cổ Tam Thông đem hết thảy nhìn ở trong mắt, đã là không sai tại ngực, trong lòng không lý do đau xót. Như chuyện này là thật, như vậy hắn nghĩa phụ đối với hắn đủ loại hết thảy hành động, rất có thể là phụng mệnh hành sự. Đối với hắn tất cả quan tâm. Cũng bất quá là hư giả mà thôi. Như vậy hắn cái này 300 năm đến tâm hồn duy nhất một chút ký thác, lại tất cả đều là hoa trong gương, trăng trong nước giống như hư vô, không có chút nào chân thành. Hắn, cho tới bây giờ liền không có qua người nhà. A, à, Cổ Tam Thông ngửa mặt lên trời thét dài lên tiếng, gào rú bên trong tràn đầy bi thương cùng kêu gào. Trác Phàm ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Lại cũng là có chút không đành lòng. Vốn là, nếu không phải quỷ này vương nhất định muốn lấy năm đó lời thề trói buộc Cổ Tam Thông lời nói, hắn cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu sâu như vậy, tìm kiếm nghĩ cách dỡ bỏ cái này gông xiềng. Cổ Tam Thông muốn bảo vệ hoàng thất cơ nghiệp lại như thế nào? Dù sao hắn lại không có nghĩ qua, nhất định muốn đem cái này hoàng thất lật đổ. Chỉ cần tiểu tam tử không ngại hắn tay chân, là được rồi. Nhưng là bây giờ, mắt thấy chân tướng càng ngày càng rõ ràng, tiểu tam tử lại là mất đi hắn trong cuộc đời ấm áp nhất nhớ lại. Làm hắn đời thứ hai nghĩa phụ, Trác Phàm cũng là có chút bi thương. Tuy nhiên hắn ngay từ đầu chỉ là đối Cổ Tam Thông sử dụng mà thôi, nhưng là theo thời gian chuyển rời, hai người cùng một chỗ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lẫn nhau tình phụ tử cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Giờ này khắc này nhìn lấy nhi tử như thế như vậy ngửa mặt lên trời kêu rên, đau nhập nội tâm tình cảnh. Hắn cái này phụ thân tâm lý cũng không chịu nổi. Cổ Tam Thông, năm đó nghĩa phụ của ngươi thật là chúng ta người. Hắn là chung với xã tắc, chung với hoàng thất, bị chết không oán không hối. Ngươi thân là hắn con nuôi, biết được trung tâm báo quốc. Không cần phải nói. Quỷ vương gặp giấy đã không gói được lửa, dứt khoát thừa nhận hết thảy, nhưng còn muốn lấy trung hiếu lễ nghĩa khung ở Cổ Tam Thông ý chí. Thế nhưng là còn không đợi hắn nói xong. Cổ Tam Thông đã là nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ thẫm mà nhìn xem hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, tên lừa đảo, các ngươi đều là tên lừa đảo. Mí mắt lắc một cái, quỷ vương trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Cái này Cổ Tam Thông toàn thân cao thấp sát khí đã là càng ngày càng đậm, tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng vài phút thì sẽ động thủ. Cổ Tam Thông thực lực,
cái này 300 năm hắn nhưng là một mực trong bóng tối nhìn ở trong mắt. Tuy nhiên bọn họ đã dùng hạ đẳng dược tài, cực lực áp chế hắn lực lượng. Nhưng là dù vậy, hắn thực lực bây giờ, vẫn như cũ là thiên vũ không người có thể địch tồn tại. Một khi chiến lên, ba người bọn họ coi như liên thủ hợp lực, đều tất nhiên là đầu một nơi thân một nẻo hạ tràng. Kết quả là, ba người liếc nhìn nhau, trong lòng đều là lo sợ lên. Đường đường tam đại thần chiếu đỉnh phong cao thủ, đối mặt một cái thần chiếu tam trọng hài đồng, đúng là như chuột gặp mèo một dạng, ngăn không được hướng sau chuyển lấy cước bộ, trong mắt càng là nổi lên thật sâu vẻ mặt ngưng trọng. Các ngươi gạt ta, còn lừa gạt tiểu gia 300 năm. Đạp đạp đạp, cổ tam thông từng bước hướng ba người tới gần, mỗi một bước đều thế nặng lực mãnh liệt, tại cứng rắn khắp nơi dưới, dẫm ra từng cái thật sâu dấu chân. Thậm chí, dấu chân kia bên trong, vậy mà dấy lên lửa nóng hừng hực. Ưng ực một tiếng, ba người cùng nhau nuốt ngụm nước bọt, trong lòng hoảng hốt. Cái này liệt diễm bọn họ lại có thể nhìn không ra. Rõ ràng là nguyên lực trong cơ thể thiêu đốt gây nên. Thế nhưng là, nguyên lực trong tay thiêu đốt cũng liền thôi, tựa như nguyên lực chi như lửa, tầm thường tu giả cũng có thể làm đến. Nhưng là nguyên lực rời đi bên ngoài cơ thể, thế mà còn có thể tiếp tục thiêu đốt, lại là để bọn hắn ngăn không được quá sợ hãi. Đây rõ ràng cũng là nguyên lực tinh luyện tinh thuần tới cực điểm biểu hiện. Vốn là bọn họ chỉ cho là cổ tam thông bất quá có cố cậy mạnh mà thôi, nhưng hiện tại bọn hắn mới phát hiện, tiểu tử này nguyên lực trong cơ thể cũng như thế biến thái, lại tinh thuần đến trình độ như vậy. Nhìn như vậy đến, cổ tam thông muốn so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn được nhiều a. Trong lúc nhất thời, ba người tất cả đều trong lòng hoảng sợ từng bước gấp lui, trên ót càng là phủ đầy mồ hôi lạnh. Tiểu tam tử, cái thế giới này vốn là thật thật giả giả, giả giả thật thật. Hư giả bên trong, có lẽ có dấu chân ý, coi như 300 năm trước sự tình, là cái cớ. Nhưng cũng không biểu minh nghĩa phụ của ngươi, liền không có đối ngươi động thật tình nhân không phải cây cỏ, riêng là những cái kia thực lực thấp thu giả, ở chung thời gian lâu, người nào có thể bảo chứng cái kia tình phụ tử, hay là giả đâu. Thế mà, ngay tại cổ tam thông từng bước một hướng ba người tới gần, cường đại sát khí ép tới ba người nhanh không thở nổi lúc, một bên Trác Phàm lại là khoan thai lên tiếng nói. Thân thể nhịn không được trì trệ, cổ tam thông dừng bước lại, trong mắt có chút mê mang, ngược lại nhìn về phía Trác Phàm ngơ ngác nói, lão cha, ngươi. Ngươi nói ta cái kia nghĩa phụ hắn, thật đem ta coi như con trai. Chắc là a, dù sao ta cái này không chuyện ác nào không làm bại hoại, đều đem ngươi trở thành nhi tử. Nghĩ đến cái kia một giới thế tục phàm nhân, lại có thể tránh thức làm đến đoạn tình tuyệt nghĩa. Muốn thật sự là nói như vậy, ta cái này ma đạo thì bạch tu, còn không bằng cái phàm nhân, ha ha ha. Trác Phàm khóe miệng hơi vểnh, chân thành tha thiết gật đầu. Bỗng nhiên, cổ tam thông giật mình tại nguyên chỗ, trong đầu hồi tưởng đến 300 năm trước bao nhiêu chuyện xưa, trên thân sát khí cũng cắt giảm không ít. Thừa dịp này thời cơ, Trác Phàm đột nhiên chuyển hướng ba người, quát lạnh lên tiếng, các ngươi ba cái nghe kỹ, hôm nay ta cùng tiểu tam tử thả các ngươi một ngựa, coi như thanh toán xong. Các ngươi không cần xách cái kia cổ xưa lời thề, chúng ta cũng sẽ không lại lật các ngươi năm đó lừa gạt tiểu tam tử nợ cũ. Bất quá từ nay về sau, tiểu tam tử cùng các ngươi mỗi người đi một ngả. Hắn lại không là cái gì hoàng thất hộ long thần vệ, cũng sẽ không lại bảo vệ ngươi nhóm giang sơn xã tắc, nghe đến sao? Không khỏi sững sờ, cổ tam thông ngẩng đầu không hiểu nhìn xem Trác Phàm, lại nhìn xem ba người khác. Quỷ vương mi đầu sâu nhăn, trong lòng có chút không cam lòng, nhưng là thấy bây giờ thời khắc nguy cơ, cổ tam thông lúc nào cũng có thể sẽ đem ba người bọn hắn kéo, còn chỗ nào có thể vì bọn họ sử dụng. Có thể giữ được tánh mạng, đã là không còn gì tốt hơn sự tình, nơi nào còn dám xách năm đó lời thề. Cái này cổ tam thông dựng vào Trác Phàm chiếc thuyền này, quả nhiên là lại khó lừa gạt, ai? Trong lòng ai thán một tiếng, quỷ vương bình tĩnh gật đầu tốt. Cái kia năm đó lời thề như vậy coi như thôi, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói, quỷ vương chuyển một cái bài hướng nơi xa bay đi, Tư Mã Huy hai người gặp, cũng theo bay lên giữa trời. Chỉ là Phương Thu Bạch lại là tại trước khi đi, lại trệ trệ thân thể, quay đầu không hiểu nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác Phàm, lấy ngươi phong cách, hôm nay không phải cái kia thừa cơ muốn ba người chúng ta mạng già, đối với ngươi mà nói lớn nhất có chỗ hữu ích sao?
Làm sao? Hừ, ngươi cho ta thả các ngươi, thật sự là phát từ tâm. Ha ha ha, ta bất quá là vì tiểu tam tử mà thôi. Cười lạnh, Trác Phàm khinh thường bĩu môi. Phương Thu Bạch sững sờ, lại nhìn Cổ Tam Thông liếc một chút, mới bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, thì ra là thế. Hắn tâm lý minh bạch, vừa mới Cổ Tam Thông tao ngộ trong cuộc đời thống khổ nhất sự tình, chính là cửu oán tới cực điểm. Coi như hắn giết ba người bọn họ, cũng sẽ rơi vào vô tận trong cửu hận, sau cùng nhập điên cuồng, đối tâm cảnh tu vi là nhất đại chí mạng uy hiếp. Có lẽ đời này của hắn, liền nhập ma chướng, trì trệ không tiến, lại cuối cùng sinh hoạt tại vô tận trong thống khổ, trốn không thoát cái này luân hồi. Nhưng là vừa vặn Trác Phàm một lời nói, lại là để hắn giải thoát đi ra, lời thề hủy bỏ, cũng là để hắn trước mặt bụi làm đoạn, lại là đối hắn sau này đường, không thể tốt hơn. Thật sâu hít một hơi, Phương Thu Bạch trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, yên lặng nhìn Trác Phàm liếc một chút, đạm mạc lên tiếng, cao đại quản gia, bị cừu hận mê hoặc hai mắt người, không phải tốt nhất khống chế a. Giống như người cơ trí người, thế mà lại buông tha như thế cái cơ hội thật tốt. Ha ha ha, xem ra người âm hiểm ngoan độc đều là đối ngoại, người đối với mình người, thật đúng là chiếu cố có thêm a. Thì tính sao, có quan hệ gì tới ngươi? Lông mày nhíu lại, Trác Phàm hừ nhẹ nói. Lắc đầu, Phương Thu Bạch trong mắt lóe lên một đạo cơ trí ánh sáng, đương nhiên là có liên quan, đừng quên, ngươi thế nhưng là cùng cái kia tam hoàng tử kết vì huynh đệ, hắn không phụ ngươi, ngươi liền không thể phụ hắn. Bây giờ nghĩ đến, hắn có vẻ như còn chưa làm qua một kiện có lỗi với ngươi sự tình. Như vậy ngươi, ha ha ha, bất giác sợ hãi cả kinh, Trác Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhà cái phi, tiểu tam tử trên thân gông xiềng giải, thế nhưng là hắn quên, hắn trên thân còn có một bộ đâu. Thật không biết lúc đó chính mình nghĩ như thế nào, thế mà cùng cái kia mập mạp kết bái, hiện tại muốn đối phó hoàng thất, cũng không thể động đến hắn. Ai, thất sách thất sách. À, đúng, lúc đó chính mình còn thực lực nhỏ yếu, cùng hắn kết bái là vì ôm bắp đùi. Nhưng là rất nhanh, hắn liền nhớ tới lúc đó dự tính ban đầu. Không khỏi im lặng sờ mũi một cái. Thật sâu liếc hắn một cái, Phương Thu Bạch không khỏi mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm, ngươi làm người, lão phu hôm nay mới tính tránh thức thấy rõ ràng. Ngươi yên tâm đi, tam hoàng tử vĩnh viễn không phải là ngươi địch nhân. Mà lại nói nhiều một câu, bệ hạ thành phủ chi thâm, không phải ngươi ta có khả năng tưởng tượng. Bây giờ chuyện này thế, đều tại hắn trong khống chế. Ngươi, phải cẩn thận. Há? Thân là hộ long thần vệ, nguyên lai ngươi. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm hơi hơi gật gật đầu. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, Phương Thu Bạch khẽ vuốt một chút râu dài, nhìn về phía Cổ Tam Thông nói, tiểu tam tử, tuy nhiên chúng ta ở chung thời gian không nhiều, nhưng lão phu lần này thực tình vì ngươi cao hứng. Theo Trác Phàm lăn lộn, không lỗ, hắn đối với mình người thế nhưng là luôn luôn quan tâm đầy đủ, ha ha ha. Tiếng nói vừa dứt. Phương Thu Bạch cũng là một bước cước bộ, bay lên lăng không, biến mất trong nháy mắt không thấy. Cổ Tam Thông nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, không khỏi ngại ngùng cười rộ lên, Trác Phàm cũng là mỉm cười, đi vào trước mặt hắn, vỗ vỗ hắn cái đầu nhỏ. Giữa hai người cha con tình nghĩa, càng thêm nồng hậu dày đặc. Thậm chí, trải qua chuyện này, Cổ Tam Thông cảm giác đến, Trác Phàm mới là hắn chân chính ý nghĩa phía trên đời thứ nhất phụ thân. Lão cha, ngươi không phải đã cửu long quy nhất à, làm sao tu vi mới đến thiên huyền ngũ trọng? Cái kia cá trạch, thế nhưng là trong nháy mắt đến thần chiếu đỉnh phong a. U Lam không trung ở giữa, hai đạo lưu quang lóe lên liền biến mất. Bên trong một trong, sau lưng mọc lên xanh thẳm hai cánh, khóe miệng thời khắc treo một bộ tà dị tiếu dung. Một người khác thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, toàn thân hồng mang, như thằng bé con. Lại chính là Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông hai cha con. Cổ Tam Thông có chút không hiểu nhìn về phía Trác Phàm, Trác Phàm lại là mỉm cười cười một tiếng, trong mắt lóe lên nói đạo tinh quang, ha ha ha. Con đường tu luyện, coi trọng nhất tiến hành theo chất lượng. Ta tuy nhiên thân phụ chín đạo địa mạch long hồn, lại không nghĩ nhanh như vậy đưa chúng nó luyện hóa. Nếu không, bằng cửu long chi uy, thoáng chốc đến hóa hư cảnh giới, nhìn như một bước lên trời. Thực đối ngày sau tu luyện không có có chỗ tốt gì. Lão cha đời ta tu luyện cơ sở, thế nhưng là đánh cho trước đó chưa từng có tốt,
ta còn muốn bằng này trùng kích cảnh giới cao hơn, cũng không muốn vì ham nhất thời lực lượng, mà biến đến bình thường, hủy tương lai tiền đồ. Hắc hắc hắc, tóm lại, tu luyện không có đường tắt có thể đi. Nếu là ngươi thật đi, như vậy ngươi nhưng là tiến lên đường cũng liền ngắn. Trác Phàm thở dài, cảm khái nói. Cổ Tam Thông không sai gật đầu, giống như có điều ngộ ra, nhưng rất nhanh vừa dài thở dài ra âm thanh, có điều, cái kia cá trẻ còn thật khó đối phó. Ngay cả ta trở về bản tướng, dẫm mấy cước, đều dẫm không chết hắn. Sớm biết như thế, chúng ta lúc trước thì không nên đem bồ đề tu căn cho hắn, miễn cho hôm nay phiền phức. Không, nhất định muốn cho. Thế mà, Cổ Tam Thông vừa dứt lời, Trác Phàm đã là kiên định lắc đầu, trong mắt lóe lên một đạo cơ trí tinh quang, cười nói, Cửu Long Kim Cương thân là cam đoan hắn có thể hướng chúng ta khai chiến lý do, hắn nếu không có luyện thành lời nói, liền sẽ không cùng chúng ta đánh, như vậy hoàng đế chỗ đó cũng không tốt động thủ. Hắn nếu không thể động, hướng bên trong thế lực không cách nào thanh tẩy, chúng ta cũng rất khó tiến vào chiếm giữ. Cho nên, hắn cái này kíp nổ nhất định phải động. Hoặc là nói một cách khác, chỉ có chúng ta song phương khai chiến, hoàng đế mới có thể yên tâm thanh lý triều chính, chờ thiên hạ đại loạn, chúng ta mới có thể danh chính ngôn thuận thay vào đó, đoạt lấy cái này triều đình. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Cổ Tam Thông suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút mơ hồ, lão cha, có phiền toái như vậy sao? Hiện tại người ta liên thủ, thiên hạ vô địch, chúng ta bây giờ liền đi bình đế đều, dù sao ta cũng không nhận kia cầu thí lời thề ước thúc. Đến lúc đó nhìn những cái kia gan nhỏ quỷ, ai còn dám không phục. Ha ha ha, tiểu tam tử, đây chính là người 300 năm trước bại nguyên nhân. Ta dám nói, coi như không có người thánh bọn họ đối ngươi lừa gạt, ngươi cũng bắt không được đế quốc này. Không khỏi cười lớn một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, cái gọi là danh bất chính, tất ngôn không thuận. Ngươi như không có một cái nào rất tốt cơ, cho dù cầm xuống đế quốc này, cũng sẽ không có người phục ngươi. Lại giả thuyết, quốc gia là cái gì, cũng là tư nguyên. Ngươi muốn làm cho tất cả mọi người nghe lệnh của ngươi, nhất định phải có một cái công khai lý do, làm cho tất cả mọi người đem tư nguyên cung phụng đến trên tay ngươi. Không phải vậy, coi như thực lực ngươi mạnh hơn, đối mặt cái này to như vậy khu vực, chẳng lẽ còn tự mình đi khai thác linh thạch linh dược sao? Nếu như là Thiên Vũ Hoàng đế lời nói, không cần lên tiếng, thiên hạ tài nguyên tu luyện, tự nhiên sẽ liên tục không ngừng đến trên tay hắn. Bằng này hắn lại có thể mời chào càng mạnh cao thủ, củng cố thế lực. Cho nên, phàm là đế vương đều coi trọng một cái chính thống tư chất, danh chính ngôn thuận. Không phải vậy, cho dù ngươi thiên hạ vô địch, muốn lướt đoạt thiên hạ tư nguyên, cũng là hạt cát trong sa mạc, làm nhiều công ít, không có lợi. Cổ Tam Thông khẽ giật mình, suy nghĩ kỹ một chút, không sai gật đầu. Hắn còn nhớ rõ. Một mình hắn tìm dược tài thời điểm, gọi là cái khổ a, khả năng một tháng cũng không tìm tới một cái ra dáng mặt hàng. Nhưng là dược phương điện chờ ngự hạ thất ra chỗ đó, lại là cất giữ không ít, làm cho hắn một lần ăn cướp cái đầy đủ. Bọn họ không cũng là bởi vì một phương chư hầu thân phận, mới có thể thu thập nhiều như vậy sao? Nghĩ tới đây, Cổ Tam Thông cuối cùng minh bạch cái gì gọi là chính thống danh phận. Cái kia chính là có thể dưới ban ngày ban mặt đoạt người khác đồ vật, còn để bọn hắn cảm giác đến chuyện đương nhiên, sẽ không sinh ra oán hận. Nghĩ như thế, cái này hoàng thất cùng ngự hạ thất gia, thật sự là so với hắn cái này mỗi ngày trộm đoạt dược tài tiểu ác ma còn đen a. Đúng, tiểu tam tử, người bây giờ thủ đoạn cũng thay đổi nhiều a. Lúc này, Trác Phàm lại quay đầu nhìn về phía Cổ Tam Thông, hỏi. Cổ Tam Thông nhếch miệng cười một tiếng. Đắc ý dương dương đầu, đúng vậy a, đại bá mở cho ta phát mấy tháng thiên phú thần thông, xem như có chút thành tựu. Hiện tại ta có thể thuần thục sử dụng kỳ lân cháo, còn có hóa về bản tướng. Mặt khác có một bộ ngút trời bá quyền, cũng đang luyện quen. Trác Phàm thở dài một hơi, khẽ gật đầu, trong lòng yên tâm một số. Xem ra cho đến trước mắt, cái kia kình thiên côn bằng cũng không có đối bọn hắn sinh ra ác ý chút nào. Ngược lại thật tại kiên nhẫn trợ giúp tiểu tam tử đề cao thực lực, điều này không khỏi làm hắn giải sầu không ít. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, từng tiếng bạo hưởng từ đằng xa truyền đến, Trác Phàm hai người ngẩng đầu nhìn qua, lại chính thấy phía trước bên ngoài một dặm, một tòa nguy nga hùng tráng thành trì trước, đã là bị vây cái nước chảy không lọt. Thành trì chung quanh sóng nước lấp loáng,
rõ ràng là từng tầng kết giới phòng ngự. Mấy chục vị thần chiếu cao thủ, thì vây quanh tòa thành trì này chung quanh, đang không ngừng tấn công. Mà tại cái kia trong thành, cũng có vài chục cái thần chiếu cao thủ, trông coi kết giới trận ấn, như từng khối tảng đá, sừng sững bất động. Cái kia chính là đế vương môn tổng bộ, tỏa Long Thành. Cổ Tam Thông trên mặt vui vẻ, nhìn về phía Trác Phàm nói. Nhếch miệng lên, Trác Phàm cũng là đạm mạc gật đầu, vui vẻ cười nói, đúng vậy a, đi qua 7 ngày bay thật nhanh, chúng ta rốt cục đến. Xem ra cửu trưởng lão bọn họ, đã đang vây công tỏa Long Thành. Hắc hắc hắc, cái này thành chỉ 300 năm trước ta cũng đánh qua một lần, cứng rắn rất, ta chỉnh một chút dùng một ngày mới đem nó san bằng. Thế nhưng là bọn họ lời nói, đoán chừng cả một đời đều đánh không dưới tới. Cái kia ngự hạ thất gia đứng đầu đế vương môn tổng bộ, tỏa Long Thành 385 đạo kết giới, bên trong còn có thập đại cấp 5 trận thức, cho dù trăm vạn đại quân đến đây cũng thúc thủ vô sách, cũng không phải là trưng cho đẹp. Cổ Tam Thông khoan thai lên tiếng, tựa hồ tại khoe trước kia công tích. Trác Phàm liếc hắn một cái, gương mặt không khỏi hung hăng co lại, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, ai, tiểu tam tử, bọn họ muốn là nghe đến ngươi đoạn văn này, đoán chừng nhất định phải xấu hổ không chết nhưng là. Vậy làm sao bây giờ, ta đi không nói với bọn họ sao? Muốn là bọn họ hỏi đâu? Đương nhiên không thể không nói, hơn nữa còn nhất định muốn đại nói đặc biệt nói. Tại đám người kia trước mặt trang bức, thế nhưng là hai cha con chúng ta bản phận, ha ha ha. Không khỏi cười lớn một tiếng, Trác Phàm đột nhiên tăng thêm tốc độ, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cổ Tam Thông đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy cũng là cười lớn một tiếng, siêu một tiếng theo sau. Một phương diện khác, Cửu Viêm Hải phu phụ hai người lăng không đứng ở tỏa Long Thành phía trước, lại là chau mày, liếc nhìn nhau, lắc đầu thở dài. Cửu trưởng lão, không được, không công nổi, tỏa Long Thành phòng ngự quá kiên cố. Lúc này, một bóng người cấp tốc bay đến trước mặt bọn hắn, vội vã bẩm báo nói. Cửu Viêm Hải tập trung nhìn vào, thấy người này là một quy hàng tới thần chiếu trưởng lão, sắc mặt bất giác có chút âm trầm, không công nổi. Đã chỉnh một chút 10 ngày, các ngươi một đạo kết giới đều không phá, cái này muốn đánh tới ngày tháng năm nào a? Có phải hay không các ngươi còn niệm lấy tình cũ, cho lão phu tiêu cực biếng nhác a? Không không không, chúng ta nào dám. Từ khi chúng ta tìm nơi nương tựa lạc ra, liền đã cùng quá khứ một đao cắt đứt, không còn dám có lòng hắn. Chỉ là, cái này tỏa Long Thành, xác thực rất khó công a. Người kia sắc mặt một xẹp, mặt hiện ngượng nghịu. Cửu Viêm Hải gặp, càng thêm nổi trận lôi đình, hét lớn, cút ngay cho ta, lão phu nói cho ngươi, muốn là thành này lại không có thể đánh hạ tới. Trác quản gia trở về tìm lão tử phiền phức, lão tử liền lấy đầu ngươi. Cổ nhịn không được co rụt lại, người kia đầy bụng ủy khuất, vội vàng sợ chết khiếp tiếp tục công thành. Chỉ có Cửu Viêm Hải một người, từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng nhìn về phía trước khói lửa chi địa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tuyết Thanh Kiến ở một bên nhìn lấy, cũng là thở dài, khuyên nhủ, lão đầu tử, cái này thành trì xác thực không tốt cầm xuống, không bằng. Chúng ta hai cái hợp lực dùng sinh tử quyết thử một chút. Tuyệt đối không thể. Thế mà, nàng lời ấy vừa ra, một bên Mỗ Mỗ liền đã là vội vã khoát khoát tay, ngăn cản nói, Tuyết trưởng lão, bây giờ Lệ lão trọng thương được đưa về Phong Lâm thành cứu chữa. Lúc này chúng ta nơi này chỉ có hai vị là giường cột, có thể trấn nhiếp nội thành cao thủ. Thế nhưng là cái này sinh tử quyết cực kỳ hao tổn nguyên lực, Lãnh Vô Thường lại xảo trá phi phàm. Nếu để cho hắn bắt được hai vị khí tức suy yếu lúc xuất kích, chúng ta khả năng phản bị thua cục, mời hai vị nghĩ lại. Ha ha, người lão thái bà này, lời này có ý tứ gì, xem thường huynh đệ chúng ta, mà đạo anh kiệt đúng hay không? Lúc này, hung sát quỷ lại dị thường không cam lòng nhảy ra, mắng to lên tiếng, không có cái này hai cái lão gia hỏa, còn có chúng ta huynh đệ bốn người tại cái này đỉnh lấy đây. Yên tâm, các ngươi lên đi, chết cũng không quan hệ. Đúng a đúng a, còn lại ba quỷ, cũng theo ồn ào hét to lớn tiếng. Tuyết Thanh Kiến trong mắt ngưng tụ, hung tợn chừng bọn họ liếc một chút, nổi giận nói, bốn người các ngươi tên nhóc khốn nạn, có biết nói chuyện hay không, các ngươi mới chết đâu. Tiềm Long các cùng Kiếm Hầu phủ mọi người gặp này, cũng toàn cũng không có cách nào lắc đầu, liên tục cười khổ.
Cái này bốn tên tiểu quỷ, thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng là đầu không bình thường, làm sao có thể gánh đến đại cục. Như Cửu Viêm Hải hai người thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn họ cũng không dám đem cái này nặc đại chiến trường, giao cho cái này bốn cái tiểu đông tây chúa tể. Vậy đơn giản cùng lấy chính mình mệnh nói đùa, không có gì khác biệt. Thế nhưng là, nhìn lên trước mặt cái kia không nhúc nhích tí nào thành trì, mọi người lại không có biện pháp gì, chỉ có thể than thở. Thế mà, đúng lúc này, một đạo cười khẽ lại là đột nhiên vang lên, ha ha ha. Ta còn tưởng rằng các ngươi sớm đã đem những cái kia binh tôm tướng cua thu thập sạch sẽ, không nghĩ tới, đến sau cùng còn phải ta tự thân xuất mã a. Nghe được lời này, mọi người bất giác cùng nhau ánh mắt sáng lên, quay đầu hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn qua, lại chính gặp một bóng người chậm rãi xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Trác Phàm, mọi người kinh hỉ kêu lên, nhưng là bọn họ vui mừng còn chưa tiêu tán, một bóng người khác nhưng cũng từ Trác Phàm sau lưng thoáng hiện. Để bọn hắn ngăn không được một trận quá sợ hãi, kêu sợ hãi liên tục bất. Bất bại ngoan đồng, Cổ Tam Thông. Trác Phàm cẩn thận, truy sát người cái kia Cổ Tam Thông, ngay tại phía sau ngươi. Long Quỷ bất giác giật mình một hồi, lập tức ngón tay Trác Phàm phía sau, hoảng sợ hét to lớn tiếng. Thế nhưng là Trác Phàm nhưng như cũ bình chân như vậy đứng ở nơi đó, trên mặt treo vẻ đạm nhiên. Cùng lúc đó, Lạc gia chư vị cao tầng trưởng lão. Cửu Viêm Hải phu phụ cùng Ma Sách Tứ Quỷ bọn người, lại cùng nhau cung cung kính kính đi vào hai người trước người, trước hướng Trác Phàm thật sâu cúi đầu, Trác quản gia. Sau đó, tại tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị trong ánh mắt, lại sâu sắc hướng Cổ Tam Thông cúi xuống 90 độ vòng eo, cung kính lên tiếng tiểu thiếu gia. Cái gì? Chỉ một thoáng, tất cả mọi người mắt trợn tròn, một mặt ngơ ngác nhìn hai người, thật lâu phản ứng không kịp. Tiểu thiếu gia là có ý gì? Một đám minh hữu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là trượng nhị hòa thượng, không nghĩ ra. Cái này Cổ Tam Thông chính là hoàng thất mạnh nhất hộ long thần vệ, một đường truy sát Trác Phàm chiến lực mạnh nhất. Làm sao lúc này nhìn qua, người Lạc gia phản mà đối với hắn tương đối quen biết, còn như thế khom người kính xưng tiểu thiếu gia đâu? Mọi người làm sao cũng không hiểu, Trác Phàm nhếch miệng khẽ cười một tiếng, đem Cổ Tam Thông kéo đến trước người. Tiến lên một bước, thản nhiên nói, ha ha ha. Mọi người hẳn còn chưa biết ha, hiện tại ta thì vì mọi người chính thức giới thiệu một chút. Cổ Tam Thông, ta con nuôi, cái gì? Bất giác sợ hãi cả kinh, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt đều là không hiểu ánh sáng. Cái này Trác Phàm không giải thích còn tốt, một giải thích lời nói, bọn họ ngược lại là đối tiểu thiếu gia một xưng có chỗ giải. Dù sao lấy Trác Phàm tại Lạc gia địa vị, hắn nhi tử được xưng là thiếu gia, cũng lại có mặt ở đây. Thế nhưng là, mọi người càng thêm kinh nghi bất định là, Cổ Tam Thông dạng này tiểu ma đầu, làm sao lại sẽ trở thành Trác Phàm nhi tử đâu? 300 năm, không có người có thể thu phục cái này tiểu ác ma, chẳng lẽ cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị Trác Phàm cho hàng phục? Mọi người chăm chú nhìn Trác Phàm khuôn mặt, trên mặt một trận cổ quái, lại là nói không ra lời. Như vậy Trác quản gia, ngài cùng Cổ Tam Thông đại nhân là khi nào kết cơ duyên này đâu? Lúc này, mỗ mỗ suy nghĩ nửa ngày, cẩn thận từng ly từng tí hỏi ra. Nhạt cười một tiếng, Trác Phàm chỗ nào nhìn không ra nàng tâm tư, liền tiện hóa nói, đại khái 7-8 năm trước, ta cùng tiểu tam tử không đánh nhau thì không quen biết, liền thành tựu hôm nay tình phụ tử, ha ha ha. Há, thì ra là thế, mỗ mỗ thở sâu, âm thầm gật đầu. Tựa hồ minh bạch một chút sự tình. Vốn là nàng còn tại nghi hoặc, đã hai người là cha con, vì sao tại trong hoàng thành hội không hề nể mặt mũi ra tay đánh nhau. Nếu là bọn họ tại cái kia về sau, mới trở thành cha con, ngược lại có thể thông cảm được. Nhưng là ở trước đó thì lẫn nhau quen biết lời nói, cũng chỉ có thể chứng minh, hai người tại trong hoàng thành nhất chiến, chẳng qua là làm một cảnh phim mà thôi. Mà lại liên tưởng đến gần nhất hoàng thất đối bảy nhà đủ loại thái độ, mỗ mỗ tựa hồ đã ngửi được một số mùi âm mưu. Nghĩ tới đây, mỗ mỗ trong mắt dần dần phát lên một tia ngưng trọng đến, lại nhìn về phía Trác Phàm nói, Trác quản gia, sau trận chiến này, ngài có tính toán gì không? Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Trác Phàm nói thầm một tiếng thông minh, liền cười nói, yên tâm, ta tự có sắp xếp. Nghe được lời này, mỗ mỗ cuối cùng không sai gật đầu.
trong lòng có một tia lực lượng. Thực nàng cũng là mới vừa vặn đoán ra, gần nhất một hệ liệt kỳ quặc sự tình nguyên do. Vì sao hoàng đế lại đột nhiên cùng Lạc gia trở mặt, chẳng lẽ thì bởi vì một cái ban hôn sao? Vì sao ngày bình thường luôn luôn chú trọng bảo trì bảy nhà thăng bằng hoàng thất, lần này đối với đế vương môn lấy việc công làm việc tư, hội khoanh tay đứng nhìn, giả câm vờ điếc. Nguyên lai theo khi đó Trác Phàm đại náo hoàng thành bắt đầu, cũng đã định trước, hoàng thất muốn cầm bảy nhà khai đao. Mà Trác Phàm lần kia cũng không phải đột nhiên phát tác, khẳng định đồng dạng sớm có dự mưu. Nhìn hắn khi đó mượn cơ hội đem Cổ Tam Thông cái này viên đại tướng, dẫn xuất hoàng thành, liền biết hắn mưu đồ đã lâu. Chỉ sợ lúc trước liền hoàng đế cũng không biết, hai người bọn họ quan hệ như thế thân cận đi. Đem dạng này quan hệ ẩn tàng gần 5 năm, tâm chỉ, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Như vậy cứ như vậy, hết thảy đều nói thông được, hoàng thất muốn đem hướng ra ngoài thế lực diệt trừ, Trác Phàm sớm đã sinh ra kiếm chỉ thiên hạ chi tâm, đế vương môn thì càng là thừa cơ quật khởi, muốn thừa cơ xưng bá. Tam phương đều có mục đích, chỉ có bọn họ còn lại thế gia, bị mơ mơ màng màng, như pháo hôi đồng dạng bị chơi xoay quanh. Mà hiện nay, bọn họ đã dựng vào Trác Phàm chiếc thuyền này, tự nhiên cùng hắn buộc cùng một chỗ. Cho nên Mỗ Mỗ mới có thể trong bóng tối hướng Trác Phàm hỏi thăm, đánh bại đế vương môn về sau, có nắm chắc hay không đối phó hoàng thất. Mãi đến nghe đến hắn khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Mỗ Mỗ mới yên lòng. Thế nhưng là Tiềm Long Các cùng Kiếm Hầu phủ mọi người, nhưng như cũng không rõ bọn họ bí hiểm, có chút kỳ quái nhìn về phía hai người. Đúng, Trác quản gia, cái kia hoàng phủ Thiên Nguyên thế nào? So với hôm nay thiên hạ đại cục, mọi người quan tâm hơn tựa hồ vẫn là cái kia nắm giữ Cửu Long Kim Cương thân quái vật. Thật sâu nhìn Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông hai người liếc một chút, Long Giật Phi đã là vội vã không nhịn nổi hỏi ra. Lời vừa nói ra, bọn người người cũng đồng loạt đem ánh mắt hướng bọn họ. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm đạm mạc gật gật đầu, cười nói cái này còn phải nói sao, có tiểu tam tử xuất thủ tương trợ, hắn đã chết đến mức không thể chết thêm. Nghe được câu này, mọi người cuối cùng dài ra một miệng, yên lòng gật đầu cười cười. Thực, bọn họ tại hai người xuất hiện lúc, liền đã đoán được kết quả. Có thể tưởng tượng, coi như cái kia Cửu Long Kim Cương thân mạnh hơn, gặp phải Cổ Tam Thông cùng Trác Phàm hai đại cao thủ liên doanh, cũng muốn thua chỉ kém em. Bọn họ hỏi lại một tiếng, bất quá là vì an tâm mà thôi. Lại một lần thật sâu nhìn hai người liếc một chút, mọi người không khỏi liên tục tán thưởng, hai người này nếu là liên thủ, Thiên Vũ người nào còn có thể cùng địch nổi a? Lạc gia theo một cái tam lưu thế gia phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, cũng bất quá ngắn ngủi thời gian 10 năm a, nhưng cũng mạnh quá không ra gì, so với bọn hắn Ngự Hạ thất gia ngàn năm nội tình đều chỉ có hơn chứ không kém. Nghĩ tới đây, mọi người không khỏi lại đối Trác Phàm năng lực âm thầm tán thưởng, bởi vì bọn hắn biết, cái này tất cả mọi thứ đều là Trác Phàm mang đến. Trác quản gia, lão phu vô năng, cái này tỏa long thành công 10 ngày đều không thể đánh hạ, thực sự có phụ ngài trọng thác. Lúc này, Cửu Viêm Hải khom người liền ôm quyền, thở dài nói. Trác Phàm không nói gì, chỉ là liếc mắt nhìn một bên Cổ Tam Thông liếc một chút. Cổ Tam Thông thật dài thư cái lưng mỏi, ngáp một cái nói ai, 10 ngày công không được một tòa thành, các ngươi cũng là man vô năng. Như vậy đi, để tiểu gia cùng lão cha công một cái cho các ngươi nhìn xem, cũng tốt để cho các ngươi được thêm kiến thức. Gương mặt nhìn không được co lại, Cửu Viêm Hải mặt già bên trên bất giác có chút nóng lên. Tuy nhiên hắn biết Cổ Tam Thông thực lực cường hãn, nhưng như thế bị một đứa bé con răn dậy, vẫn như cũ để hắn tấm mặt mo này không nhịn được. Bọn người người gặp này, thì là bất đắc dĩ lắc đầu, liên tục cười khổ. Đây thật là cùng cái dạng gì cha, học cái dạng gì xấu. Lúc trước cái kia lạnh lùng cao ngạo bất bại ngoan đồng, hiện tại cũng học được trang bức lên. Trác Phàm thì là cười lớn một tiếng, cưng chiều vỗ vỗ tiểu tam tử đầu, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Lão tử anh hùng nhi hảo hán, cái này tiểu tam tử không trang bức, vẫn là lão tử nhi tử à, ha ha ha. Kết quả là, tại tất cả mọi người chờ mong trong ánh mắt, Trác Phàm cùng Cổ Tam Thông hai người đạp chân xuống, liền bay về phía tỏa long thành trước. Trác Phàm phải đồng tử bên trong một đạo vầng sáng màu vàng óng lập lòe, Cổ Tam Thông cái kia non nớt trên nắm tay, thì là tản mát ra cuồn cuộn khí tức khủng bố.
mau nhìn, lại có người đến công thành. Tỏa Long Thành trong kết giới, một vị thần chiếu cao thủ, nhìn lấy bên ngoài hai đạo nhân ảnh, không khỏi vội vã lên tiếng. Một người khác thì là thờ ơ khoát khoát tay, hoàn toàn thất vọng, có cái gì tốt ngạc nhiên, quản hắn người nào đến, có chúng ta Bát Đại Kim Cương tỏa trấn Kim Cương tỏa thiên trận, coi như thiên vương lão tử cũng đừng nghĩ cầm xuống. Không không không, cái kia người thật giống như là Trác Phàm a. Người kia lần nữa kêu to, mọi người mới cùng nhau giật mình, hướng nhìn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy bộ kia quen thuộc tà dị tiếu dung, không khỏi giật mình trong lòng run lên, sắc mặt trong nháy mắt liền rất trắng lên. Trác Phàm xuất hiện tại ngoài thành, chẳng phải là nói bọn họ môn chủ. Cũng ngay một khắc này, Trác Phàm hô quát nhất thời vang tận mây xanh, truyền vào toàn bộ Tỏa Long thành phố lớn ngõ nhỏ, phảng phất là ma vương tức sắp giáng lâm giống như, làm cho tất cả mọi người tâm, đều ngăn không được lo sợ lên. Không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không. Ngút trời bá quyền, nứt khung. Cổ Tam Thông cũng là hét lớn một tiếng, một cái bóng loáng trắng nõn nắm tay nhỏ, đột nhiên hướng về phía trước đánh ra. Hiu, oanh. Chỉ một thoáng, một đạo vô hình ba động, đột nhiên xuyên qua tầng tầng không gian, nhất thời liền đem cái kia hơn 300 đạo kết giới, từng cái phá vỡ. Đồng thời, cổ Tam Thông cái kia cỗ kinh khủng quyền lực cũng sau đó tới. Đột nhiên liền đem bốn phía tầng kia tầng phòng ngự trận thức, trong nháy mắt toàn bộ chấn vỡ. Ầm ầm, uyển như sơn băng hải thiếu trào lên đồng dạng, những cái kia đóng tại trận thức bên trong thần chiếu cao thủ, còn chưa kịp phản ứng, liền đã là bị cái kia bất chợt tới quyền kình chấn động đến nhịn không được một miệng đỏ tươi phun ra, giống một cái diều đứt dây giống như, bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt liền không có sinh cơ. Toàn bộ Tỏa Long thành cũng đang không ngừng rung động. Dường như thiên địa sụp đổ đồng dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đụng, một đạo cửa gỗ bị bỗng nhiên phá tan, một vị đế vương môn trưởng lão vội vàng hấp tấp chạy vào, hô lớn, lãnh tiên sinh, không tốt, chúng ta kết giới đều bị phá, nên làm cái gì? Thật sâu hít một hơi, lãnh vô thường ngồi ngay ngắn ở một chương trên bình đài, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, một mặt hưu quạnh nói còn có thể làm sao? Đầu hàng đi, chúng ta duy nhất cơ hội thắng. Thì tại môn chủ chỗ đó. Vừa mới ta nghe đến Trác Phàm tiếng la, đã hắn xuất hiện, như vậy môn chủ. Ai, cho dù trận này môn không phá, chúng ta cố thủ ở đây cũng không có ý gì. Cái này, người kia bất giác khẽ giật mình, suy nghĩ một lát, cũng đành chịu lắc đầu, lui xuống đi. Hiện tại liền đa mưu túc trí lãnh vô thường đều không có cách, bọn họ còn có thể như thế nào. Sau đó hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi xuống truyền lệnh. Mọi người vẫn là mau chóng tước vũ khí, tham sống sợ chết đi. Mà U Vạn Sơn bọn người nghe đến mệnh lệnh này, tự nhiên không phục. Trác Phàm thế nhưng là bọn họ hủy nhà diệt tộc cửu nhân, há có thể dễ dàng như vậy thì khuất phục. Riêng là Nghiêm Bá Công, hiện tại bách độc quấn thân, hấp hối. Hắn thân là Dược Vương Điện Điện Chủ, cùng Nghiêm Tùng tên phản đồ này liều độc trưởng, thế mà thua, liền đã đầy đủ mất mặt. Nhưng là bây giờ lại còn muốn làm hắn tù binh, cái này khiến hắn làm sao có thể đầy đủ nuốt được cái này khẩu khí. Bất quá không có cách, bọn họ một trận này doanh chiến lực chủ yếu, cũng là đế vương môn. Hiện tại đế vương môn đều hạ lệnh đầu hàng, bọn họ lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng vô dụng thôi. Ai, lúc trước theo đế vương môn lăn lộn, cũng là muốn theo Trác Phàm cái kia nha báo hủy nhà diệt tộc mối thù. Nhưng là bây giờ... Liền đế vương môn đều bại, ha ha ha. Thật sự là trời không giúp ta à. U Vạn Sơn liên tục cười khổ, lắc đầu thở dài. Bọn người người gặp, cũng là trong lòng bi thương, ai thán lên tiếng. Một phương diện khác, nhìn đến bọn họ công phạt 10 ngày đều không phá vỡ một tầng kết giới đế vương môn phòng thủ đại trận, thế mà bị Trác Phàm hai cha con trong nháy mắt đảo phá, không cần tốn nhiều sức. Tất cả mọi người nhất thời liền toàn mắt trợn tròn. Hai người này liên thủ, lại có uy lực như thế, quả thực thì cùng hai cái cổ Tam Thông xuất thế, không có gì khác biệt. Quái vật này cha con, coi là thật thiên hạ hiếm có. Đúng lúc này, Trác Phàm mệnh lệnh cũng rõ ràng truyền vào tại chỗ tất cả mọi người trong tai, tất cả mọi người nghe lệnh, cầm xuống đế vương môn, bắt sống lãnh vô thường. Hống hống hống, từng tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, lạc ra một phương quần tình kích chấn hưng, như là đánh máu gà đồng dạng. Một mặt hung sát thì hướng Tỏa Long thành phóng đi.
riêng là Hoa Vũ Lâu, Tiềm Long Các cùng cấp Minh Thế Gia, càng là trước ngực một cơn tức giận, cuối cùng được đến phóng thích. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, để ngươi nha hủy ta ngàn năm cơ nghiệp, hiện tại cái kia lão tử đồ giết các ngươi à, ha ha ha. Thế mà, còn không đợi mọi người hướng vào trong thành, đại sát tứ phương, cái kia tàn phá không chịu nổi trước tường thành, lại là xuất hiện từng đạo ủ rũ bóng người. Người cầm đầu, chính là Lãnh Vô Thường không thể nghi ngờ. Giờ này khắc này, hắn trên tay cầm lấy một cái nhánh cây, phía trên treo một mặt vải trắng, tại không thể làm gì khác hơn huy động. Trác quản gia, cái này, Cửu Viêm Hải đi vào Trác Phàm trước người, hỏi đến hắn ý tứ. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm thật sâu xem bọn hắn liếc một chút. Chỉ thấy những người kia mỗi một cái đều cùng xương đánh cả tím giống như, ỉu xìu bẹp, rất lộ ra không sai đã không có chiến ý. Bất quá, tại U Vạn Sơn, Nghiêm Bá Công những thế gia này gia chủ trong mắt, trừ thật sâu bất đắc dĩ bên ngoài, còn có một tia tràn đầy không cam lòng phẫn hận. Đã không sai hết thảy, Trác Phàm bất giác phất phất tay, đạm mạc lên tiếng, đem bọn hắn vây quanh. Vâng, Cửu Viêm Hải gật đầu một cái, liền bắt chuyện mấy chục cái thần chiếu cường giả, trong nháy mắt đi vào chung quanh bọn họ, đem bọn hắn đoàn đoàn vây vào giữa. Những người kia gặp này, bất giác có chút khẩn trương, trong lòng càng là nhấc lên phòng bị. Thế nhưng là, Lãnh Vô Thường lại là đối bọn họ khẽ gật đầu, ra hiệu trầm tĩnh lại, mới đứng ra một bước, hướng về Trác Phàm cao giọng nói, Trác quản gia, lần này là ngươi thắng, lão phu thua tâm phục khẩu phục. Cái gì gọi là lần này, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng lão tử đến lần tiếp theo? Trác Phàm dương dương đầu, đắc ý nhếch miệng tà cười ra tiếng. Lãnh Vô Thường lại là liên tục cười khổ, ai thán nói, không dám không dám, lão phu lần này thua thương tích đầy mình, lại là không dám tiếp tục tại trước mặt ngài lỗ mãng. Chỉ là, lão phu còn muốn hỏi một chút, lúc trước ngài cho lão phu tấm kia cũ vé tàu, còn có hay không dùng? Lão tử nói chuyện. Từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên hữu dụng. Mi đầu bất giác nhếch lên, Trác Phàm cười khẽ một tiếng. Nghe được lời này, Lãnh Vô Thường cuối cùng thở dài ra một hơi, trong lòng một khối đá rơi xuống đất, vui vẻ khom người bái hạ nói, nếu là như vậy lời nói, lão phu nguyện ý xuất lĩnh đế vương môn còn lại bộ hạ, toàn thể tìm nơi nương tựa tại ngài, nhìn ngài có thể không tiếc thu lưu. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Riêng là mỗ mỗ bọn họ, liếc nhìn nhau, trong lòng kinh ngạc càng là khó nói lên lời. Vốn là lúc này Lạc Gia cũng đã là mạnh rối tinh rối mù, tám trong nhà không người có thể địch. Nếu là lại đem cái này đế vương môn toàn bộ cao thủ hấp thu, vậy sẽ trở thành như thế nào đáng sợ một cái quái vật khổng lồ a. Tuy nhiên bọn họ cùng Lạc Gia là đồng minh, nhưng là theo Lạc nhà thế lực, khủng bố như thế tốc độ mở rộng, bọn họ cũng không thấy cảm thấy thật sâu uy hiếp. Tựa như hai ngọn núi lớn cùng tồn tại tại thế một dạng, người này tòa đỉnh núi coi như so với hắn nhỏ một chút, nhưng hắn sẽ còn đưa ngươi nhìn ở trong mắt. Nhưng là như hai ngọn núi chênh lệch càng lúc càng lớn, đến sau cùng, người phát hiện ngươi chỉ là hắn chân núi một khối hòn đá nhỏ về sau, hắn sẽ còn cúi đầu nhìn ngươi liếc một chút sao. Lạc Gia hiện tại phát triển tốc độ, tựa như không ngừng tại trong phong trần trồng chất đại sơn, chỉ sợ rất nhanh, tại Lạc Gia trong mắt. Bọn họ ba nhà liền trở thành không có ý nghĩa đá vụn. Đến lúc đó, ba nhà còn có tư cách làm Lạc Gia minh hữu à, đoán chừng người ta liền ăn đều chẳng muốn ăn. Đến lúc đó, ba nhà bi kịch mới chính thức bắt đầu, chỉ sợ bọn họ địa vị đem về liền những tù binh này cũng không bằng đi. Nghĩ tới đây, ba nhà gia chủ trong bóng tối suy nghĩ, đều tại vì ngày sau sinh kế làm lên tính toán. Đem hết thảy nhìn ở trong mắt, Trác Phàm trong bóng tối cười trộm. Mà nhìn về phía trước mặt những cái kia hàng bắt được lúc, trong mắt lại là đột nhiên lóe qua một đạo tàn khốc, lạnh lùng nói, Lãnh tiên sinh, bọn họ thật nguyện ý thực tình quy hàng sao? Mọi người không nói gì, chỉ có Lãnh Vô Thường gật đầu nói, đương nhiên. Vậy thì tốt, đã như vậy, các ngươi hiện tại phải nghe theo mệnh tại ta. Tất cả mọi người tự phong tu vi, ngay lập tức. Khóe miệng xẹt qua một đạo lạnh lẽo đường cong, Trác Phàm lạnh nhạt lên tiếng. Thế nhưng là nghe được lời này, mọi người lại là sững sờ. Tự phong tu vi, đây chẳng phải là tương đương đưa tay chân trói lại, mặc người thịt cá sao? Nào có tu giả, hội cam tâm tình nguyện tự phong tu vi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngốc tại chỗ, không biết vì sao.
Lãnh Vô Thường cũng là nhướng mày, vội vàng nói, Trác quản gia, ngươi. Các ngươi đều là hàng bắt được, thực lực cao cường. Nếu không tự phong tu vi, ta làm sao yên tâm đi các ngươi mang về, trên nửa đường chạy làm sao bây giờ? Trác Phàm suy cười một tiếng, lý do khá đầy đủ. Lãnh Vô Thường vừa nghĩ cũng đúng, liền dẫn đầu tự mình đi đầu, đem chính mình tu vi phong bế. Bọn người người gặp này, cũng không thể tránh được, theo làm theo. Riêng là U Vạn Sơn bọn người, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Nhưng nhìn nhìn bốn phía vây quanh bọn họ những cái kia hung thần ác sát, cũng chỉ đành trước phong tu vi lại nói. Thế nhưng là, khi bọn hắn tất cả mọi người phong tu vi, lại không sử dụng ra được một tia nguyên lực thời điểm, Trác Phàm sắc mặt lại là đột nhiên lạnh xuống đến, hét lớn lên tiếng, người tới, giết. Hả? Thân thể nhìn không được lắc một cái, tất cả mọi người sửng sốt. Không chỉ là những cái kia hàng bắt được, liền vây quanh bọn họ những cái kia thần chiếu cao thủ, cũng tất cả đều ngốc tại chỗ, trên mặt nổi lên nghi hoặc. Những người này không đều đầu hàng à, mà lại Trác quản gia cũng đáp ứng tiếp nhận bọn họ, vì sao muốn giết? Chẳng lẽ là mình lỗ tai xảy ra vấn đề? Thế nhưng là, còn không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng sự tình nguyên do, đụng một tiếng vang thật lớn. Cửu Viêm Hải đã là không chút do dự đem trước mặt một cái tự phong tu vi thần chiếu cao thủ, nhất trưởng đánh chết, trong nháy mắt liền không có khí tức. Lạnh lùng quét những cái kia thủ hạ liếc một chút, Cửu Viêm Hải gầm thét lên tiếng, mắng to các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, không nghe thấy Trác quản gia mệnh lệnh à, muốn chết đúng hay không? Lạnh không khỏi đánh cái rùng mình, mọi người cái này mới phản ứng được, nguyên lai không phải chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề, đây là thật a. Kết quả là, mọi người cũng không dám thất lễ, ao ao xuất thủ, hướng những thứ này đã cùng tay không tấc sắt lão nhân không có gì khác biệt thần chiếu cao thủ, duỗi ra tội ác độc thủ. Tuy nhiên, trong lòng bọn họ cũng không hiểu vì cái gì, nhưng bọn hắn chỉ hiểu rõ một chút, đây là Trác Phàm mệnh lệnh, nếu là dám có chỗ chống lại, bị chết cũng là bọn họ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu gào, tiếng mắng chửi vang vọng bầu trời, tất cả đế vương môn một phương còn thừa cao thủ. Tại không có chút nào phản kháng chỗ chống dưới, bị từng cái đổ sát, máu tươi như dòng sông giống như hội tụ cùng một chỗ. Trác Phàm, cái tên vương bát đản ngươi, bị ổi vô sỉ, không thủ tín nghĩa, lão tử làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, a. U Vạn Sơn trước khi chết, bất giác ngửa mặt lên trời lớn lên giống, giận mắng lên tiếng. Trác Phàm gãi gãi đầu, thở ơ sâu xa nói, ngươi một người sống đều không làm gì được lão tử, huống chi ngươi chết. Hừ, lão tử sách nhiều, người dọa không được ta. Lãnh Vô Thường, người cái này bán chủ cầu vinh hỗn đản, thế mà cùng Trác Phàm cùng một chỗ hại chúng ta. May mà ta nhóm đế vương môn cung cấp nuôi dưỡng người mấy chục năm, ngươi lại một chút không đọc chủ tớ tình nghĩa, lương tâm bị chó ăn sao. Một vị đế vương môn cung phụng, ngửa mặt lên trời giận mắng. Lãnh Vô Thường quính lên, vội vàng nhìn về phía Trác Phàm, khó hiểu nói, Trác quản gia, cái này. Cái này vì cái gì? Bọn họ đầu nhập vào ngươi, đối ngươi trăm ích mà không một hại a. Há, thật sao? Nghi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm cười lạnh thành tiếng, Lãnh tiên sinh, ngươi cũng là người hiểu chuyện, chắc là tương đối rõ ràng bọn họ đầu hàng mục đích, bất quá vì bảo vệ nhất thời chi mệnh mà thôi, há có thể thực tình làm việc cho ta. Ha ha ha, hàng bắt được, ta cũng không phải là cái gì người đều tiếp. Ta bây giờ thu hàng bắt được. Trên cơ bản đều là lấy lợi dụ. Bọn họ muốn cầu cạnh ta, tự nhiên vì ta làm việc, những người này, ha ha ha. Trác Phàm lắc đầu, khinh thường bĩu môi. Lãnh Vô Thường lại là nao nao, trong tai nghe lấy cái kia chói tai gào thét, tiếp tục lên tiếng xin xỏ cho, thế nhưng là người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình. Những người này cho dù đối chủ cũ có lưu luyến, nhưng chỉ cần cẩn thận điều giáo, y nguyên có thể. Lão tử không có thời gian. Thế mà, còn không đợi hắn nói xong, Trác Phàm đã là lạnh lùng nhìn về phía hắn, không thêm một chút tình cảm nói, bây giờ tình thế, người lớn nhất quá là rõ ràng, chúng ta song phương mặc kệ người nào thắng, đến phía sau cùng đối đều là hoàng thất thảo phạt. Tại như thế tình cảnh bên trong, đổi vị trí, Lãnh Vô Thường, người quyết chiến trước tiếp nhận một nhóm hàng bắt được sử dụng sao? Người không lo lắng bọn họ lâm trận phản bội sao? Hừ hừ hừ. Trước khi chiến đấu kỵ thu hàng bắt được, đây là binh gia đại kế. Lãnh tiên sinh a, ngươi là coi ta không biết chuyện,
vẫn là đối lão cố chủ vẫn có tình cũ, làm như thế hồ đồ chi quyết định biện pháp. Nếu như các ngươi như ong vỡ tổ phá vây, có lẽ còn có mấy người cao thủ có thể tồn tại tánh mạng, nhưng bây giờ... Ha ha ha, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lãnh Vô Thường bả vai, Trác Phàm trong mắt tràn đầy hí ngược chi sắc. Lãnh Vô Thường thì là thật sâu nhắm mắt lại, không cam lòng khẽ cắn môi, thở dài. Hắn vốn phải biết, Trác Phàm vô tình, là thế chỗ đều biết, nhưng vẫn như cũ. Trong tai nghe lấy mọi người chửi mắng, còn có vô tận kêu gào, Lãnh Vô Thường tâm lần đầu cảm thấy không thể nhận dạng đau đớn. Tham, quá tham, Lãnh tiên sinh, ngươi chính là quá tham, muốn cứu đế vương môn tất cả mọi người, lại đem bọn hắn tất cả mọi người hố. Phải biết, một cái mưu sĩ tất yếu lý tính, không thể xử trí theo cảm tính. Ngươi cả đời thay người mưu đồ, sao có thể phạm loại này sai lầm đâu. Ai, muốn hấp thụ giáo huấn, đến chúng ta Lạc gia làm việc, nhưng là ngàn vạn không thể tái phạm loại sai lầm cấp thấp này a. Trác quản gia, Trác Phàm một bên thưởng thức lấy cái kia máu chảy thành sông, một bên nói ngồi châm chọc, Lãnh Vô Thường rốt cuộc chịu không được, bất giác giống to, ngươi không phải đáp ứng cho ta vé tàu à, vì sao muốn đem ta người. Vé tàu chỉ có một chương, ta chỗ này cũng chỉ có một cái mưu sĩ chi vị, ngươi muốn cho người nào sống. Trác Phàm đem một cái hồ lô lấy ra, phía trên chậm rãi bò ra ngoài một cái huyết tằm, ăn người khác, liền có thể sống, hắn đều phải chết, ngươi tự mình lựa chọn. Thân thể bất giác trì trệ, Lãnh Vô Thường run run rẩy rẩy đem cái kia huyết tằm cầm trong tay, trong mắt nhìn không được run run, quay đầu lại nhìn về phía cái kia một mảnh kêu giết kêu gào tràng diện, trên đầu đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Cứu ta, cứu ta! Bọn họ đã bị phong tu vi. Không cách nào lăng không chạy trốn, chỉ có thể đầy đất chạy, trong miệng gào rú lên tiếng. Thỉnh thoảng nhìn về phía Lãnh Vô Thường phương hướng, trong mắt chỉ có thật sâu hoảng sợ cùng cầu xin. Lãnh tiên sinh, a, nhiều người như vậy, người muốn cứu người nào? Khóe miệng hơi vểnh, Trác Phàm lần nữa hí ngược lên tiếng. Lãnh Vô Thường khó có thể phán đoán, chỉ là ngơ ngác nhìn, người càng ngày càng ít, đến sau cùng tất cả mọi người bị đuổi tận giết tuyệt về sau. Hắn vẫn tại kinh ngạc nhìn, trong tay huyết tằm, còn đang không ngừng lắc lư, không cách nào lựa chọn. Chậm rãi đưa tay khoác lên trên tay hắn, nhẹ nhàng vừa nhấc, liền đem cái kia huyết tằm cho ăn nhập trong miệng hắn. Trác Phàm cười tà nhìn về phía hắn, thì thào lên tiếng, ha ha ha. Sau cùng, người còn không phải lựa chọn chính mình à, cái này có cái gì khó. Trác Phàm, người thật là một cái ác ma. Hung hăng khẽ cắn môi, Lãnh Vô Thường ừng ực một tiếng. Đem huyết tằm nuốt đến trong bụng, nhìn lên trước mặt một mảnh đỏ tươi, hai mắt đã sưng đỏ. Trác Phàm không chút phật lòng, cười to lên, ha ha ha. Ngươi không phải đã sớm biết à, cái này có cái gì kỳ quái. Còn có nơi này tất cả mọi người, chắc là đều biết lão tử xử sự phong cách đi. Ừng ực một tiếng, mọi người cùng nhau nuốt ngụm nước bọt, câm như hến, không dám lên tiếng. Chỉ là nhìn về phía Lãnh Vô Thường ánh mắt. Đây là vẻ đồng tình. Nghĩ không ra liền đường đường thần toán tử Lãnh Vô Thường, đều bị trêu đùa đến tận đây, rơi vào kết cục như thế. Cái này Trác Phàm, quả thật đáng sợ rất a. A, lộn xộn phế tích bên trên, truyền ra từng tiếng thê lương kêu rên. Lãnh Vô Thường toàn thân co rút, đầu gân xanh nổi lên, tại trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại. Một bên thì là những cái kia gần đây bị thu phục hàng bắt được. Thì là làm thành một vòng, tại run như cầy sấy quan sát cái này một nghiêm hình. Nguyên lai, đây chính là nuốt cái kia huyết tằm hậu quả a, xem ra bọn họ về sau muốn hành sự cẩn thận. Không phải vậy lời nói, quả nhiên là sống không bằng chết hạ tràng. Liếc nhìn nhau, những thứ này đến từ các đại thế gia những cao thủ, tất cả đều trong lòng lo sợ, trên ót sớm đã phủ đầy mồ hôi. Trác Phàm thì là trấn định tự nhiên chỉ huy Lạc gia tử đệ. Thông thạo làm lấy nghề cũ, giết người đào mộ sự tình. Mà lại, lần này Trác Phàm bội thu cũng không nhỏ. Đế vương môn không hổ là bảy nhà đứng đầu, đào ra cao thủ thi thể số lượng, đúng là so mặt khác 6 nhà tổng cộng còn nhiều hơn gấp bội. Trác Phàm vốn định luyện chế 100.000 chiến khôi kế hoạch, trong nháy mắt liền đến đếm. Điều này không khỏi làm hắn hết sức hài lòng, lần này đánh với đế vương môn một trận, quả nhiên là chuyến đi này không tệ a. Trác quản gia, ta đã thành tâm quy hàng, vì sao còn đối với ta như vậy?
Lãnh Vô Thường khàn cả giọng địa đại hô lên tiếng, bọn người người cũng là cùng nhau nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, chờ lấy hắn đáp án. Theo lý thuyết, giống Lãnh Vô Thường dạng này mưu sĩ, không cần phải muốn lễ ngộ có thêm sao? Vì sao? Nhẹ nhàng toát một miệng trà thơm, Trác Phàm khoan thai tự đắc nằm tại một chương trên ghế bành, ta cười ra tiếng nói, Lãnh tiên sinh, ngươi chớ có cảm thấy oan uổng, đây đều là ngươi tự tìm. Lúc trước ta cho ngươi lạc ra vé tàu, để ngươi giúp ta vơ vét người. Kết quả ngươi ngược lại tốt, bắt người chất uy hiếp ta. Ha ha ha, lão tử thế nhưng là thù rất dai, bằng này điểm, ta liền nên đem ngươi thuyền kia phiếu giảm nửa, trước mày ngươi 3 ngày 3 đêm lại nói, để ngươi lại cùng lão tử bàn điều kiện, hừ. Cái gì, thì vì chuyện này đây? Không khỏi giật mình, Lãnh Vô Thường quả thực cũng nhanh khóc lên, kêu gào nói, Trác quản gia, ban đầu là ngươi nói với ta, chỉ cần ta đem người muốn đi ra liền có thể, ta vẫn như cũ là đế vương môn quản gia, vì đế vương môn lợi ích cân nhắc, việc nằm trong phận sự, chuyện đương nhiên a. Ngươi sao có thể? Bất giác dương dương đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến cười ra tiếng, tiện hóa nói, đúng a, ta là nói qua ngươi có thể tiếp tục làm ngươi đế vương môn quản gia. Thế nhưng là, ta có nói qua, người đế vương môn quản gia có thể tiếp tục tính kế lão tử cái này, có thể là người tương lai chủ tử người sao? Cho nên a, người vẫn là không biết thời thế, cái kia nghiêm trị một phen. Còn có, người không cần lại tìm cớ gì, liên quan tới tấm kia vé tàu như thế nào thực hiện, cuối cùng giải thích quyền về lão tử tất cả, ha ha ha. Khóe miệng bất giác một xẹp, Lãnh Vô Thường cảm thấy mình lên thuyền giặc, cái này nha căn bản không giảng đạo lý. Hắn quả thực khóc không ra nước mắt a. Ngươi giết cái kia chút đế vương môn một phương hàng bắt được, còn có thể thông cảm được. Nhưng ngươi tội gì ngay cả ta cùng một chỗ tra tấn a, ta một cái không nhà để về lão đầu tử, cần gì chứ? Mọi người gặp này, cũng là bất đắc dĩ thở dài, riêng là Cửu Viêm Hải phu phụ hai người, càng là trong lòng cười thầm. Cái này tân nhân quả nhiên là non đến có thể, liền xem như thần toán tử Lãnh Vô Thường, cũng không ngoại lệ. Mình vị này Trác quản gia chẳng những mang thù, còn không từ thủ đoạn. Nhớ năm đó hai người bọn họ bị mạnh kéo vào lạc gia, cũng là thụ một phen không phải người tra tấn a. Cái này Lãnh lão đầu thế mà còn muốn cùng Trác quản gia giảng đạo lý, thật sự là tự làm mất mặt, phải bị lại tra tấn 2 ngày. Trác đại ca, cái này Lãnh tiên sinh đều là người một nhà, làm gì như thế khắc nghiệt đây, không sai biệt lắm quên đi. Lại nói bị đế vương môn giam giữ thời điểm, hắn cũng man chiếu cố chúng ta. Lúc này, Lạc Vân Hải từ đằng xa đi tới, nhìn xem lòng đất Lãnh Vô Thường, trong lòng có chút không đành lòng, hướng Trác Phàm cầu lên tình. Lãnh Vô Thường trong mắt sáng lên, trong lòng phát lên một tia hy vọng. Thế nhưng là Trác Phàm trầm ngâm một trận, lại là vẫn như cũ lắc đầu, không được, lão gia hỏa này tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, nhất định phải nghiêm trị. Bất quá, đã có gia chủ ra mặt cầu tình, vậy liền giảm nhẹ một chút hình phạt, đổi thành 2 ngày đi. Trong lòng lộp bộp một tiếng, Lãnh Vô Thường vội vã nhìn về phía Lạc Vân Hải, hy vọng hắn lại nói tốt vài câu. Minh bạch hắn ý tứ, Lạc Vân Hải lần nữa một mặt cầu khẩn nhìn về phía Trác Phàm, muốn cầu tình, cũng là bị Trác Phàm quả quyết khoát khoát tay, từ chối. Sau đó đưa cho hắn một ánh mắt, hai người liền cùng một chỗ hướng nơi xa đi đến, rời xa mọi người. Vân Hải, ngươi cho rằng ta thật sự là ghi hận lúc trước hắn tính kế ta, mới như thế tra tấn lão tiểu tử kia sao? Hai người đứng sóng vai, một bên tản bộ, Trác Phàm một bên mật ngữ nói. Chố mắt nhìn, Lạc Vân Hải không khỏi sững sờ nói, chẳng lẽ không đúng sao? Trác đại ca, người ta còn không hiểu, người lòng dạ cũng không có lớn như vậy. Ha ha ha, không sai, ta là so sánh bụng dạ hẹp hòi. Bất quá, đó cũng là nhìn người. Hiện tại lão gia hỏa kia là người một nhà, ta tội gì lại tìm hắn để gây sự. Cái kia vì sao, lần này, Lạc Vân Hải càng thêm không hiểu. Mỉm cười cười một tiếng, Trác Phàm quay đầu thật sâu nhìn một chút nơi xa, vẫn tại lăn lộn đầy đất, kêu rên không thôi Lãnh Vô Thường cười nói, lão đầu tử này tâm cơ rất sâu, kiệt ngao bất thuần. Nhập lạc gia, hẳn là đảm nhiệm chức vị trọng yếu. Cho nên, trước đó, ta tất phải thật tốt ma luyện một chút lão gia hỏa này không thể, cho hắn cái hạ mã uy, để hắn hiểu được cái gì là trên dưới tôn ti. Nếu không, ta sợ ngươi ngày sau trấn không được bọn họ. Ách,
ngày sau, Trác đại ca, không phải còn có ngươi sao? Lạc Vân Hải khẽ giật mình, trong lòng có chút không ổn. Cười nhẹ lắc đầu, Trác Phàm thở dài nói, hiện tại ta cũng không gạt ngươi, ta chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này, 3 năm trước đây ta thì cùng Ma Sách Tông định ra hiệp nghị, hội thêm vào bọn họ. Đến lúc đó, ngươi liền muốn tránh thức một mình gánh vác một phương. Lệ lão bọn họ tuy nhiên ngang ngược, nhưng ở chung lâu như vậy, cũng có thể yên tâm một số. Chỉ là những thứ này mới tới hàng bắt được, phải thật tốt đánh mới được. Trác đại ca, ngươi, Lạc Vân Hải trong lòng chua chua, tựa hồ khó có thể tiếp nhận sự thật này, cuống họng trong nháy mắt liền nghẹn ngào. Thế nhưng là còn không đợi hắn mở miệng, Trác Phàm lại là khoát tay chặn lại, không để ý chút nào cười ra tiếng, không nói ra thoải mái, cùng Ma Sách Tông định ra hiệp nghị, hiện tại ta cũng không thể bội ước, nếu không bút chướng này nhất định tính toán tại Lạc gia trên thân. Bất quá ngươi yên tâm, trước khi ta đi, sẽ đem hết thảy an bài tốt. Còn có, nhất gia chi chủ thực cùng đạo làm vua không có gì khác biệt, đều ở chỗ lá mặt lá trái, chế hành chi đạo. Vừa mới ngươi cầu tình, ta như không nhượng bộ lời nói, ngươi uy vọng liền không có. Cho nên sau này, coi như ta không tại, cái tên xấu xa này vị trí, ngươi còn phải lại tìm một người đi làm. Có lúc ngươi muốn làm sự tình, ngươi lại không thể tự mình ra mặt, hiểu chưa? Lạc Vân Hải suy nghĩ một lát, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm cuối cùng lộ ra hài lòng nụ cười. Trác quản gia. Đột nhiên, hét lớn một tiếng vang lên, Mỗ Mỗ cùng Long Giật Phi, Tạ Khiếu Phong hai vị gia chủ, vội vã hướng bọn họ bên này bay tới, đầu đầy mồ hôi, bối rối nói, việc lớn không tốt, 4 phương 8 hướng đều xuất hiện đại lượng quân đội, đem chúng ta bao bọc vây quanh. Nhìn qua, tựa hồ là Độc Cô lão nguyên soái Độc Cô đại quân a. Nghĩa phụ, Lạc Vân Hải giật mình, sắc mặt không khỏi ngưng trọng xuống tới. Trác Phàm lại là từ chối cho ý kiến cười nói, bọ ngựa bắt phe chim sẻ núp đằng sau, cái này Độc Cô lão nguyên soái còn thật hội bóp một chút, lúc này xuất hiện, không hổ là chiến thần, nắm phân tấc, nắm đến thật tốt. Trác đại ca, ta tại Độc Cô quân ngốc 5 năm, không có người so ta càng giải Độc Cô quân cường đại. Tuy nhiên tại cao thủ về số lượng, chúng ta chiếm ưu. Bất quá thua thiệt tại nhân số quá ít, tất cả mọi người cùng nhau đều không siêu 50.000. Lần này nếu là nghĩa phụ xuất mã, đại quân hẳn là 1 triệu chi chúng, một khi hình thành chiến trận, chúng ta khẳng định sẽ thương vong thảm trọng a. Lạc Vân Hải thở dài, trong mắt đều là vẻ sầu lo. Còn lại 3 người cũng là vội vã nhìn về phía Trác Phàm, chờ lấy hắn nghĩ biện pháp. Kết quả Trác Phàm lại là không chút phật lòng, vung tay lên, cười nói, không cần quản hắn, tiếp tục đào chúng ta phần mộ, thì khi bọn hắn là không khí là được. Mọi người giật mình, đều là không hiểu, chỉ có Trác Phàm, khóe môi nhếch lên nụ cười tự tin, trong mắt tinh quang rạng rỡ, tràn đầy thâm thúy. Một phương diện khác, Độc Cô Chiến Thiên trong soái trướng, lớn nhất vị trí trung tâm bày biện một bộ bàn cát, Độc Cô Chiến Thiên cùng Thiên Vũ Tứ Hổ làm thành một vòng. Tại bàn cát phía trên chỉ trỏ, diễn luyện quân trận. Đối phương mạnh nhất cũng là Trác Phàm, Đông Lộ cùng Nam Lộ đại quân bọc đánh đi lên, Tây Đường quấy dày, Bắc Lộ bố trí mai phục, thận trọng từng bước. Dạng này, coi như hắn lợi hại hơn nữa, mài hắn cái răm 3 tháng, cũng nhất định mỏi mệt đan sen, thúc thủ chịu trói. Còn lại người, đều là 5 bè 7 mảng, từng người tự chiến, đối tại đại quân chúng ta hình bất thành uy hiếp. Lão Tam Lão Tứ, các người dẫn người cho ta toàn lực tiến công, đem bọn hắn cầm xuống, không thành vấn đề. Độc Cô Chiến Thiên bố trí hoàn tất, Thiên Vũ Tứ Hổ đều là khẽ gật đầu, Độc Cô Lâm trầm ngâm một trận, lại là thở dài, thì thào lên tiếng, nguyên soái, chúng ta thật muốn đem lão ngũ một nhà cầm xuống sao? Bọn họ, thế nhưng là đã hủy qua một lần ra môn a. Trong mắt đồng dạng lóe qua một tia không đành lòng, nhưng rất nhanh, Độc Cô Chiến Thiên liền một mặt kiên định gật đầu. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là cao nhất thiên chức, lần này bệ hạ muốn cầm Trác Phàm, Lạc gia một mực bao che không nói, còn làm ra tiêu diệt Ngự Hạ Thất gia, ý đồ xưng bá thiên hạ sự tình, thực sự đạo trời không tha. Cho dù Vân Hải là lão phu con nuôi, lão phu cũng chỉ có thể đại nghĩa diệt thân. Trong lòng bất giác run lên, Thiên Vũ Tứ Hổ liếc nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Báo! Lúc này, hét lớn một tiếng vang lên. Ngoài chướng một tên binh lính vội vã chạy vào, chân sau quỳ sát bẩm báo nói,
khởi bẩm nguyên soái, Lạc gia thám tử đã phát hiện chúng ta tứ phía bọc đánh giả vờ binh. Ha ha ha, binh pháp chi đạo, giả cũng như thật, thật cũng như giả, đây là lão phu cố ý để bọn hắn phát hiện. Thế nào, bọn họ hiện tại đã bắt đầu bối rối à, Trác Phàm tiểu tử kia có động tĩnh gì? Độc Cô Chiến Thiên khẽ cười một tiếng, trong mắt tinh quang rạng rỡ, tựa hồ hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Thế nhưng là tên lính kia chỉ trệ, lại là trầm ngâm nửa ngày, mới ấp a ấp úng nói, ây. Nguyên soái, bọn họ không có phản ứng gì, còn đang không ngừng mà theo Tỏa Long Thành cướp đoạt đế vương môn vật tư, thật giống như. Giống như. Tốt như cái gì, Độc Cô Chiến Thiên vừa trừng mắt, hét lớn lên tiếng. Giống như coi chúng ta là không khí, hoàn toàn không nhìn. Minh sĩ kia trầm thấp đầu, gương mặt bất giác một đỏ. Thế nhưng là Độc Cô Chiến Thiên nghe đến, lúc này giận không chỗ phát tiết, giận quá mà cười nói, ha ha ha. Tốt, tốt ha, tốt người cái Trác Phàm, ngược lại là càn rỡ vô cùng. Nhìn đến lão phu quân kỳ, thế mà đều nhắm mắt làm ngơ, ngươi cho rằng ngươi một người thì thiên hạ vô địch sao? Người tới, truyền lệnh xuống, toàn doanh nhổ trại, xuất phát Tỏa Long Thành. Lão phu ngược lại muốn nhìn xem, Trác Phàm hắn có bản lãnh gì? Dám không nhìn lão phu cái này bất bại đội quân thiện chiến. Độc Cô Chiến Thiên hét lớn một tiếng, mày râu nghênh phong phi dương, giận không nhịn nổi. Thiên Vũ tứ hổ lẫn nhau nhìn xem, đều là bất đắc dĩ thở dài. Đúng lúc này, lại một lính liên lạc xông vào soái trướng, đưa tay khom người đưa lên một đạo ngọc giản bẩm báo nói, bẩm nguyên soái, đế đâu ngàn dặm truyền tin. Cái gì, bệ hạ truyền tin? Không khỏi giật mình. Độc Cô Chiến Thiên vội vàng cầm lấy nhìn một cái, lại là sợ hãi cả kinh, nhất thời tay vạch một cái, liền đem ngọc giản rơi trên mặt đất. Thế nào, nguyên soái? Thiên Vũ tứ hổ gặp này, cùng nhau hỏi. Sắc mặt âm trầm không chừng, Độc Cô Chiến Thiên trầm ngâm thật lâu, mới thở sâu, một mặt lo lắng nói, xấu, đế đô gặp nạn, đây là bệ hạ cầu cứu lệnh a. Cái gì? Bốn người giật mình, đều là không thể tin lẫn nhau nhìn xem. Sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Cái này sao có thể? Trước đây không lâu bệ hạ mới phát qua ngự chỉ, để cho chúng ta toàn lực ứng phó, tiêu diệt lần này phản loạn. Hiện tại như thế nào lại phát ra đạo này cầu cứu lệnh, để cho chúng ta khải hoàn hồi chiều đâu? Khẽ chau mày, Độc Cô Lâm cảm thấy sự tình có kỳ quặc, nghi ngờ nói, ngắn ngủi thời gian, trước sau truyền dụ mệnh lệnh, chênh lệch như thế chi đại. Nguyên nhân chính là như thế. Mới chính nói rõ đế đô xác thực nguy nan cùng cực, cho nên tại bệ hạ không thể không phía dưới rút quân ý chỉ. Thế mà, Độc Cô Lâm lời còn chưa nói hết, Độc Cô Chiến Thiên đã là một mặt xúc động phẫn nộ, lo lắng nói, căn cứ ngọc giản phía trên nói, cái kia Gia Cát lão thất phu quả thật động thủ a, hiện tại, ngoài thành 2-100.000 đại quân chính hãm thành. Người tới, truyền ta tướng lệnh, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng hồi đều cứu giá. Độc Cô Chiến Thiên hét lớn một tiếng, đã là không khỏi giải thích truyền hạ quân lệnh. Độc Cô Lâm tựa hồ còn đợi nhiều lời, nhưng trầm ngâm một trận, nhìn đến nguyên soái tâm ý đã định, liền không còn nói. Mà lại, bọn họ cùng Lạc Vân Hải dù sao đều là nghĩa huynh đệ, cũng không muốn khai chiến là địch, như thế rút lui, cũng là không thể tốt hơn sự tình. Kết quả là, nửa canh giờ về sau, mãnh liệt mà tới Độc Cô đại quân, bắt đầu nhổ trại lùi lại. Chớp mắt liền biến mất tung tích. Lạc gia thám tử, được nghe này tin tức, vội vàng hồi báo. Trác quản gia, ngài thật sự là thần cơ diệu toán a, Độc Cô đại quân toàn bộ rút đi. Mỗ mỗ một mặt vui sướng chạy vội tới Trác Phàm trước mặt, duỗi ra ngón cái tán dương. Lúc trước còn một mực lo lắng không thôi Long Giật Phi cùng Tạ Khiếu Phong hai vị gia chủ, nghe đến tin tức này, không cảm thấy ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sau đó liền mừng rỡ như điên. Đồng dạng hướng Trác Phàm tán thưởng lên tiếng. Cái này Trác Phàm thậm chí ngay cả Độc Cô Chiến Thiên dạng này bất bại quân thần tâm tư đều sợ đến, quả thực thần. Chỉ có Lạc Vân Hải mi đầu sâu nhăn, một mặt không hiểu lẩm bẩm nói, không đúng, cái này không nên là nghĩa phụ tác phong a. Lão nhân gia ông ta hành sự luôn luôn nhanh chóng quyết đoán, đã đại quân đã động, không có khả năng không có chút nào thành tích thì triệt binh. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Vân Hải không hiểu, nhìn về phía Trác Phàm, Long Giật Phi lại là cười lớn một tiếng, suy đoán nói, có lẽ lão nguyên soái động lòng Trác ẩn, không muốn cùng ngươi là địch, hồi chiều hướng bệ hạ cầu tình đi.
Điều đó không có khả năng, quân nhân từ trước đến nay quân lệnh như sơn. Nghĩa phụ coi như muốn vì ta cùng Lạc gia cầu tình, cũng chắc chắn sẽ trước đánh tan chúng ta, sau đó buộc tử lên điện, tuyệt không có khả năng dạng này vô thanh vô tức rút đi. Lạc Vân Hải lắc đầu, trong mắt hiện ra hồ nghi. Cổ Tam Thông nghe đến, khinh thường bĩu môi, hừ, mặc kệ hắn tới hay không, đối tiểu gia đều không có gì lớn không. Đừng nói hắn 1 triệu, coi như 300 vạn đại quân lại như thế nào. Tiểu gia nhất quyền sự tình mà thôi. Ách, mọi người chung quanh nghe đến, bất giác đều là cười khổ gật gật đầu. Đối với vị này bất bại ngoan đồng cậy mạnh, bọn họ đều là giải quá sâu. Đoán chừng cái kia Độc Cô đại quân, còn thật không làm gì được hắn. Bất quá, Lạc Vân Hải lại là bật cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, Cổ Tam Thông tiền bối, ta biết ngài thực lực kinh người, không sợ Độc Cô đại quân chi uy. Nhưng là ngài mạnh, Độc Cô đại quân cũng không yếu. Vì đối phó ngài dạng này cậy mạnh cao thủ, Độc Cô đại quân có đặc thù để lộ lực chiến trận. Bọn họ chỉ cần phân ra một đội nhân mã cuốn lấy ngài, chúng ta nhưng là mặc người chém giết. Nghe được lời này, Cổ Tam Thông từ chối cho ý kiến nhẹ hừ một tiếng, lật qua mí mắt, tựa hồ tương đương không để bụng. Chỉ có Trác Phàm, toàn bộ hành trình không nói một lời, thật lâu, mới giống như xem thấu hết thảy giống như, đạm mạc lên tiếng, những thứ này chúng ta đều không cần suy nghĩ tiếp, vẫn là tăng tốc vận chuyển đế vương môn vật tư hồi Phong Lâm Thành đi. Độc Cô chiến thiên nhánh đại quân này, có lẽ chúng ta về sau cũng sẽ không gặp lại. Thân thể thình lình chấn động, Lạc Vân Hải một mặt kỳ quái nhìn về phía Trác Phàm, hỏi Trác đại ca, cớ gì nói ra lời ấy. Độc Cô chiến thiên lão nhi này, tại chiến trường là đầu hùng sư. Nhưng tại thiên vũ cái này lồng giam bên trong, lại là không phát huy ra thực lực gì. Cười nhẹ lắc đầu, Trác Phàm chậm rãi đứng lên, hướng nơi xa đi đến, chỉ là rất nhanh hắn thở dài liền lần nữa chuyển đến, giết được thỏ, mổ chó săn, từ xưa đến nay, đều là như thế. Hoàng đế, sốt cục động thủ, mi đầu hơi hơi lắc một cái, mọi người nghe đến Trác Phàm lời nói, đều là không rõ ý. Hoàng đế, không đã sớm động thủ à? Một phương diện khác, đế đô trong hoàng thành, hoàng đế ngồi tại long án trước, trong tay cầm một cái xanh biếc ngọc giản, trong mắt tinh quang nhấp nháy, thì thào lên tiếng, Trác Phàm thế mà cùng Cổ Tam Thông là nghĩa phụ tử quan hệ, hiện tại Cổ Tam Thông còn triệt để tìm nơi nương tựa hắn, cái này là cái gì thời điểm sự tình đâu? T, Trác Phàm a Trác Phàm, ngươi ngược lại là giấu sâu, chấm còn thật không ngờ tới ngươi có dạng này năng lực. Báo. Đột nhiên, hét lớn một tiếng theo ngoài điện vang lên, một tên thị vệ vội vàng hấp tấp chạy đến hoàng đế trước mặt, quỳ sát bái nói, bệ hạ, xin ngài nhanh chóng rút lui, ngoài thành phản quân cản rỡ, thành vệ quân đã nhanh chịu không được. Bệ hạ long thể quan trọng, mong rằng ngài chú ý khắp thiên hạ xã tắc an nguy, nhanh chóng di giá hoàng thành đi. Hoàng đường, chấm chính là nhất quốc chi quân, há có thể tùy ý rời đi đế đô. Hung hăng nguyết hắn một cái, hoàng đế ánh mắt híp lại, đạm mạc lên tiếng, ta đến hỏi ngươi, ra Cát Trường Phong bọn họ hạ lạc, các ngươi điều tra ra sao? Ách, bẩm bệ hạ, còn không có. Người kia bất giác chỉ trệ, có chút xấu hổ cúi thấp đầu. Cười lạnh, hoàng đế từ chối cho ý kiến nói, vị này ra Cát thừa tướng A, nghĩ đến ngược lại là Chu Toàn. Chấm quanh người hộ long thần vệ đã toàn bộ rời đi, thế mà còn sợ chấm phái cao thủ đi tìm hắn, từ phản loạn ngay từ đầu, thì lẫn mất không thấy bóng dáng. Ha ha ha, như thế gan chuột, làm sao có thể thành sự. Xem ra, cũng chỉ có phản loạn sau khi thành công, lão thất phu kia mới bằng lòng hiện thân. Phụ hoàng, phụ hoàng. Lúc này, từng tiếng vội vàng hò hét lại không hẹn mà cùng truyền đến, rất nhanh. Thái tử cùng bàn tử liền vội vội vàng vàng theo ngoài điện chạy vào, một thân chật vật. Phụ hoàng, thành xung quanh trận thức đã toàn bộ bị phá, liền sau cùng cấp 6 đại trận, cũng không biết bị tên vương bát đản nào phá trận mắt. Ngoài thành 200.000 phản quân đã chen chúc mà tới, đế đô thất thủ, còn mời phụ hoàng nhanh chóng di giá. Thái tử một mặt bi phẫn, quỳ sát cầu đạo. Bàn tử cũng là vội vã gật đầu, thỉnh thoảng còn hốt hoảng hướng ra phía ngoài nhìn quanh một phen. Thế nhưng là đúng lúc này, bên ngoài lại truyền tới từng trận tiếng hò giết, rất hiển nhiên phản quân đã cùng hoàng thành cấm vệ quân giao phong. Lúc trước vốn là tại nhị hoàng tử trong phản loạn tổn thất nặng nề cấm vệ quân, thượng còn đến không kịp khôi phục nguyên khí, lúc này lại cùng phản quân giao chiến,
đoán chừng rất nhanh liền muốn thua trận, bàn tử bất giác nhất thời gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Hừ hừ hừ, xem ra lão thất phu kia trong thành cũng bố lấy ám kỳ, liền chờ giờ phút này cho chấm nhất kích chí mệnh a. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, hoàng đế không sợ chút nào, ngược lại sải bước đi ra ngoài, cất cao giọng nói, chấm chính là thiên tử, được thiên che chở. Chấm ngược lại muốn nhìn xem, vị này thiên vũ đệ nhất trí giả, chấm phụ trợ thừa tướng, như thế nào đem chấm kéo cách nơi này vị. Phụ hoàng, ngài, thái tử cùng bàn tử khẩn trương, không khỏi đuổi vội vàng khuyên nhủ. Nhưng nhìn hoàng đế cái kia ánh mắt kiên định, muốn xuất khẩu lời nói, lại là lại nghẹn trở về. Chỉ có thể thầm than một tiếng, đi cùng hai bên, đi ra đại điện. Mà cũng ngay một khắc này, bên ngoài tiếng chém giết đã tới gần bọn họ nơi này. Rất nhanh, liền nhìn thấy tại từng tiếng kêu rên bên trong, chen chúc tràn vào một nhóm áo đen phản quân, giống như thủy triều đem bọn hắn toàn diện vây quanh. Cấm vệ quân cái bóng, lại là một cái đều nhìn không thấy. Rất hiển nhiên, đã là bị toàn diệt. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, phản quân theo hoàng thành công kích trực tiếp đến trung ương đại điện, như vào chỗ không người, có thể thấy được chiến đấu lực mạnh, không so trùng phong chiến trường nhiều năm át chủ bài quân đội kém bao nhiêu. Thái tử cùng bàn tử một mặt ngưng trọng, lo lắng hộ vệ tại hoàng đế bên người, cùng đối diện phản quân chết đối mặt. Hoàng đế lại là mắt rồng bên trong tinh quang lóe lên, không sợ chút nào, ngược lại hơi thêm tán thưởng gật đầu, cười khẽ một tiếng, ha ha ha. Chi quân đội này không biết lão thất phu kia giấu bao nhiêu năm, ngược lại là huấn luyện có thêm. So với Độc Cô đại quân cũng chỉ thiếu một chút mà thôi, Gia Cát thừa tướng vì cục diện hôm nay, ngược lại thật sự là hao tâm tổn trí không ít a. Ha ha ha, bệ hạ không hổ là bệ hạ, 1 triệu quân trước mặt không đổi sắc, không quan tâm hơn thua, lão phu bội phục bội phục. Cười to một tiếng vang lên, phản quân chậm rãi nhường ra một con đường đến, Gia Cát Trường Phong mang theo Âm Dương Nhị lão còn có đầy triều đại thần, Dương Dương tự đắc chậm rãi đi ra, nhìn về phía hoàng đế trên mặt, đều là thắng lợi vui sướng cùng tự đắc. Gia Cát thất phu, người dám phạm thượng làm loạn, quả thật nên chết. Thái tử không khỏi khẽ cắn môi, trợn mắt nhìn. Nhưng là hoàng đế lại hơi hơi khoát khoát tay, đạm mạc lên tiếng, hoàng nhi không được vô lễ. Gia Cát tại thừa tướng chi vị mấy chục năm, đem thiên vũ chữa trị đến ngay ngắn rõ ràng. Công tại xã tắc, lợi tại đời đời, là thiên vũ phụ quốc trọng thần, người không được đối với hắn tùy ý chửi rủa, này không phải minh quân gây nên. Quá tử khí khí tức trì trệ, bất giác nghẹn lại âm thanh, hậm hực mà cúi thấp đầu, khom người thụ giáo. Gia Cát Trường Phong lại là cười lạnh, chế nhạo nói, bệ hạ a bệ hạ, người ta cùng một chỗ cộng sự đem gần trăm năm. Ngươi, vẫn như cũ như vậy dối trá. Hiện tại lão phu đã chấp trưởng đại cục, cái này một khắc cuối cùng, ngươi cũng không muốn nói với lão phu phía trên một câu nói thật lòng à, cho dù là chửi rủa a. Ha ha ha, thừa tướng cớ gì nói ra lời ấy. Qua nhiều năm như vậy, chấm đối ngươi làm ra chiến tích, thế nhưng là tương đương hài lòng. Thậm chí có thể nói, không có ngươi Gia Cát thừa tướng, liền không có hôm nay phồn vinh hưng thịnh thiên vũ đế quốc. Cười nhạt một tiếng, hoàng đế trên mặt mang ấm áp nụ cười, mảy may nhìn không ra vẻ tức giận. Nếu không phải hiện tại hai người đã là đao binh gặp nhau, dương cung bạt kiếm tình cảnh, mọi người bất đắc dĩ vì, bọn họ cái này quân thần chủ tớ đến cỡ nào tâm tâm tương ánh không thể. Khinh thường bĩu môi, Gia Cát Trường Phong quay đầu nhìn xem những cái kia phụ thuộc ở bên người hắn đại thần, chỉ hướng hoàng đế cười nhạo nói, cỡ nào thánh minh đế quân. Hôm nay lão phu làm ra như thế mưu nghịch phản nghịch sự tình, thẹn với minh chủ, có phải hay không vạn không thể chết tiêu tan ta tội a? Dạng này anh minh nhân từ thánh thượng, lão phu vì sao muốn phản nghịch tại hắn? Ách! Bất giác trì trệ, những đại thần kia ào ào rất là kỳ lạ lẫn nhau nhìn xem, đều là không biết rõ thừa tướng đại nhân lời nói bên trong chân ý. Thật lâu, mới có một vị đầu đội hướng lên trời mũ quan đại thần cười khan một tiếng. A-dua nói, hắc hắc hắc. Hoàng đế này sắp chết đến nơi còn đầu óc chậm chạp, coi là thật ngu ngốc cùng cực, ngu xuẩn đã đến. Thiên vũ giao tại loại người này trong tay, khó trách hội dẫn tới các đại thế lực phản nghịch, tàn phá bừa bãi thiên hạ. Như loại này người, thì không nên xưng đế, chỉ có Gia Cát thừa tướng dạng này trí giả, mới là chúng ta thật minh chủ. Mọi người nói, đúng hay không? Đúng, mọi người một tiếng hô quát, cao giọng hò hét.
Thái tử cùng bàn tử đầy mặt sắc mặt giận dữ, tức giận đến phát run, ngược lại hoàng đế lại là vẫn lạnh nhạt như cũ, rất bình tĩnh. Gia Cát Trường Phong quay đầu nhìn người kia liếc một chút, khóe miệng xẹt qua một đạo khinh thường đường cong, nhạt cười ra tiếng, lại bộ thị lang Tào đại nhân, lão phu trước kia thì đã nói với ngươi, ngươi mông ngựa quá trần trụi, đập còn không bằng không đập tốt. Mà lại, ngươi có một chút nói sai, chúng ta bệ hạ thế nhưng là khôn khéo rất, cái nào có chút ngu ngốc có thể nói. Lão phu, thế nhưng là cùng hắn đấu chỉnh một chút cả một đời a. Hắn như ngu ngốc lời nói. Vậy lão phu há không phải dân bạch si? Hoàng đế mặt mỉm cười, từ chối cho ý kiến, còn lại đại thần lại là tất cả đều sửng sốt. Cái này thừa tướng đại nhân là chuyện gì xảy ra, hôm nay mình không phải phản nghịch à, thấy thế nào bọn họ giống như tại lão bằng hữu ôn chuyện đồng dạng, một chút không khí khẩn trương đều không có. Xin nhờ, hai vị lão đại, các ngươi cũng tốt xấu chiếu cố một chút chúng ta những thứ này theo phản loạn côn đồ nhóm tâm tình có được hay không? Không muốn làm đến cùng tiệc trà một dạng. Tối thiểu cái kia phách lối, cái kia giận mắng, cái kia kinh hoàng, hiện tại mọi người như thế hòa thuận vui vẻ, chúng ta rất khó dung nhập chính mình nhân vật a, chúng ta phản phía trên làm loạn người cũng là có tôn nghiêm a, xin đừng nên không nhìn chúng ta. Thế nhưng là Gia Cát Trường Phong cùng hoàng đế vẫn như cũ đánh lấy bí hiểm, hoàn toàn mặc kệ người chung quanh có thể hay không nghe hiểu bọn họ ân oán. Chỉ có thể một mặt mơ hồ đứng ở một bên, liền mông ngựa cái này làm quan chuẩn bị kỹ năng, cũng không biết làm như thế nào dùng. Ây, thừa tướng đại nhân, cái kia, bệ hạ coi là thật, anh minh sao, vị kia Tào đại nhân bị Gia Cát Trường Phong hỏi lại, xấu hổ dị thường, nín thật lâu, lại là không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ chúng ta phản vị hoàng đế này, không mắng hắn, ngược lại khen hắn, vậy chúng ta phản hắn làm gì? Thế nhưng là, Gia Cát Trường Phong đối với hắn đáp án này, lại là tương đương hài lòng, cười gật gật đầu, không sai, chúng ta bệ hạ tương đương anh minh, hoặc là càng nói cho đúng là khôn khéo. Qua nhiều năm như vậy, lão phu một mực ăn không ngon, ngủ không yên, liền sợ vị này bệ hạ, ngày nào lại đột nhiên xuống tay với lão phu, lấy cái có lẽ có tội danh, đem lão phu đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Qua hôm nay, lão phu rốt cục có thể an gối không lo. Ồ, cái kia chấm thế nhưng là thực sự cùng thừa tướng đại nhân nói lời xin lỗi, thế mà để ngươi như thế hết hồn nhiều năm như vậy, tư vị kia nhất định không dễ chịu a, ha ha ha. Hoàng đế khẽ cười một tiếng, dương mắt hướng bốn phía vây nhìn sang. Gia Cát Trường Phong nhìn thấy, không khỏi phốc một tiếng, cười ra tiếng, chê cười nói, bệ hạ, ngài còn đang chờ viện quân đi. Ha ha ha, tính toán, đừng chờ. Tuy nhiên tại nhị hoàng tử phản nghịch khi đó, ngài không có triệt để giao ra át chủ bài, nhưng ngài thật coi ta không có tra được, ngài thực còn bí mật huấn luyện một chi hơn 5 vạn người hoàng vệ quân, từng cái đều kiêu dũng thiện chiến. Bất quá đáng tiếc, lão phu đã để Khuyển Nhung quốc bằng hữu đi phục kích bọn họ. Cái kia 50.000 người, hiện tại đoán chừng cũng đã toàn quân bị diệt đi. Khuyển Nhung, ha ha ha, chấm sớm nên nghĩ đến. Người dốc hết sức thúc đẩy Khuyển Nhung sứ đoàn đến đế đô mừng thọ, các người tất có liên hệ, quả là thế a. Từ người biến mất về sau, phản loạn bắt đầu, Khuyển Nhung sứ đoàn cũng không hiểu biến mất tại dịch quán bên trong. Bất quá, bọn họ người tới chỉ có 5.000, có thể đối phó chẫm 50.000 tinh binh sao? Mi đầu bất giác vẩy một cái, hoàng đế yên lặng nhìn lấy hắn. Khóe miệng hoa qua nụ cười đắc ý, Gia Cát Trường Phong không khỏi cười to lên, 5.000. Đó bất quá là sứ đoàn nhân số, ngài đừng quên, lão phu chính là đế quốc thừa tướng, hai nước buôn bán đều do lão phu trưởng quản. Thực sự một năm trước đó, lão phu thì bí mật để thác bà Thiết Sơn tinh binh, cải trang thành thương lữ, từng nhóm nhập cảnh, thông quản thương vận lễ bộ thị lang lại là ta người. Ngài cùng độc cô chiến thiên lão thất phu kia, đều không biết rõ việc này. Hiện tại trong đế quốc Khuyển Nhung quân đội, thế nhưng là có 100.000 chi chúng. Thì ra là thế, tốt một chiêu giấu giếm kế sách. Hít sâu một hơi, hoàng đế không sai gật đầu, xem ra, chấm mệnh số, coi là thật chấm dứt. Đúng vậy a, bất quá cái này cũng không thể trách người khác, ai bảo bệ hạ như thế vội vã muốn bình định bảy nhà đâu. Cho nên lúc này hướng bên trong trống rỗng, mới khiến cho lão phu có cơ hội để lợi dụng được, nóng vội có thể ăn không đậu hũ nóng a. Nhưng là lão phu cũng minh bạch bệ hạ vội vàng chi tâm. Bệ hạ thân thể,
lão phu rõ ràng, lập tức liền muốn đến thiên nhân ngũ suy chi cảnh. Thế nhưng là bệ hạ dưới gối, thượng không thể thế chân và con nối dõi, truyền thừa chính thống. Như ngài không thể trước thời gian trải đường, ngày sau bảy nhà thế lớn, rất có thể sẽ tự xây quân đội, khi đó thiên vũ thì thật sụp đổ. Biết rõ chấm người, không qua ra cát thừa tướng vậy. Khụ khụ khụ, bất giác ho nhẹ hai tiếng, hoàng đế đạm mạc gật đầu. Gia Cát Trường Phong cũng là thở dài, tựa hồ cảm động lây, bất quá ngài bố chiêu này không thành kế, quả nhiên là chiêu cờ hiểm, cũng thật đem lão phu chấn một hồi. Thiên hạ có thể đem lão phu đùa bỡn cùng vỗ tay ở giữa, cũng chỉ có bệ hạ. Nói đến đây, Gia Cát Trường Phong trên mặt vẫn có một ít cùng chung chí hướng cảm giác, nhưng rất nhanh liền đạm mạc đi xuống, quay đầu nhìn về phía thái tử chỗ đó, cười nói, thái tử, bệ hạ thoái vị về sau, thiên hạ tất nhiên bất ổn. Cần chính thống kế vị, lấy chính thiên hạ chi tâm, người có hay không ý nguyện, trước thời gian tiếp vị. Cái gì? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi, riêng là những đại thần kia, bọn họ vẫn cho là phản nghịch thành công, là Gia Cát Thừa Tướng làm hoàng đế. Nhưng ai biết, cái này Gia Cát Thừa Tướng càng đem hoàng vị chắp tay để trở về, vậy bọn hắn còn phản nghịch cái cọng lông a. Thái tử cũng là nheo mắt, trong lòng bất giác động động. Nhưng là vẫn như cũ khó có thể ước lượng mò, cái này Gia Cát Trường Phong ý tứ là thật là giả, vẫn là vì cố ý nhục nhã bọn họ Vũ Văn gia tộc. Chỉ có hoàng đế, đạm mạc gật đầu, cười nói, Gia Cát Thừa Tướng thật sự là tốt dự định, người biết coi như được đến thiên hạ, cũng tất khó kẻ dưới phục tùng, huống hồ còn có Độc Cô Chiến Thiên cần muốn đối phó, còn không bằng đến đỡ một cái khôi lỗi lên sân khấu, chính mình tại đằng sau làm Thái Thượng Hoàng, đến sảng khoái. Đợi đến thời cơ chín muồi, lại để cho hoàng đế nhường ngôi cũng không muộn. Nghe được lời này, thái tử bất giác hơi hơi trì trệ một chút, nhưng là vừa nghĩ tới cho dù là khôi lỗ, đó cũng là hoàng đế a, dù sao cũng so hiện tại thân chết tốt, không khỏi liền lại động tâm. Gia Cát Trường Phong mỉm cười cười một tiếng, khinh thường bĩu môi, bệ hạ, ngài cái này xem thường lão phu. Tuy nhiên ngài nói cũng có đạo lý. Nhưng lão phu lại từ đầu đến cuối không có xưng đế chi tâm, bây giờ phản nghịch, nói thật, chỉ là cùng bệ hạ tranh giành một hơi thôi. Còn Độc Cô Chiến Thiên, ha ha ha, lão phu chỉ cần cầm tới bệ hạ Ngọc Ấn, liền lập tức truyền lệnh vùng biên cương, để chú quân thả thác Bạt Thiết Sơn đại quân nhập cảnh. Tại không có triều đình lương thảo trợ giúp tình huống dưới, Độc Cô Chiến Thiên gặp phải thác Bạt Thiết Sơn cái này lão đối thủ, người cảm thấy hắn còn có thể chống bao lâu đâu. Nguy đầu bất giác nhất động, hoàng đế không sai gật đầu, xác thực giỏi tính toán, thật có thể nói là không chê vào đâu được. Bất quá, thừa tướng đại nhân, người vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót a. Vừa dứt lời, hoàng đế đột nhiên trong mắt ngưng tụ, hét lớn lên tiếng, động thủ. Bắt phản tặc, theo bản công chúa phía trên, một tiếng khẽ kêu truyền ra, Vĩnh Ninh công chúa nhất thời tư thế hiên ngang lao ra, đồng thời. Nương theo lấy từng đạo tiếng xé gió lên, còn có từng tiếng quỷ dị quái khiếu, gần 10 vị thần chiếu cao thủ hòa thượng trăm quỷ ảnh vệ cùng nhau hướng Gia Cát Trường Phong phóng đi. Bởi vì cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, như Gia Cát Trường Phong bị bắt, phản quân cũng sẽ trong nháy mắt tan tác. Thế nhưng là, đối mặt như thế chen chúc mà chí cao tay, Gia Cát Trường Phong lại là cười lạnh, từ chối cho ý kiến nói, bệ hạ, ngài chiêu này tại đối phó nhị hoàng tử bọn họ lúc. Liền đã bại lộ, không dùng. Nói, Gia Cát Trường Phong hướng bên cạnh Âm Dương Nhị Lão đưa cái ánh mắt, hai người khẽ gật đầu, bốn cái trong ánh mắt, đồng thời ánh mắt sáng lên. Ông, một đen một trắng hai đạo vô hình ba động đột nhiên phát ra, tiếp lấy dung hợp cùng một chỗ, hình thành một cỗ tản ra hủy diệt khí tức thao thiên cự lãng, bỗng nhiên hướng những cái kia đánh tới cao thủ phóng đi. Oanh, giống như sơn băng địa liệt đồng dạng. Những cái kia quỷ ảnh vệ cùng thần chiếu cao thủ, nhất thời liền bị cái này tấn công một đòn, trong nháy mắt đánh tan trở về. Thượng trên không trung, liền một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra mà ra. Đợi rơi xuống mặt đất, đã sắc mặt trắng bệch, uể oải suy sụp. Trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt, 10 vị thần chiếu cao thủ cùng mấy trăm vị quỷ ảnh vệ, toàn diện bại trận. Vĩnh Ninh gặp, không khỏi kinh hãi. Một mặt kinh hãi nhìn về phía cái kia đen trắng hai cái lão giả, trong mắt lóe lên không hiểu kinh khủng. Cái này nhưng đều là thần chiếu cao thủ, coi như so ra kém hộ long thần vệ, cũng là thực lực mạnh mẽ thế hệ, há có thể một ánh mắt liền có thể toàn diện đánh tan.
hai người này, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Vĩnh Ninh chỉ biết bọn họ đáng sợ, nhưng không biết bọn họ có nhiều đáng sợ, chỉ có một cái thần chiếu thị vệ miễn cưỡng chống lên thân thể đến, nhìn về phía Âm Dương nhị lão ánh mắt, tràn đầy kinh hãi nói, hóa. Hóa hư cao thủ. Hắn biết, làm thần chiếu cảnh cao thủ tới nói, lực lượng nguyên thần đã tương đương cường hãn, không có khả năng bị tùy ý một cái nguyên thần trùng kích thì cho đánh bay. Thần chiếu cảnh cao thủ ở giữa chiến đấu, cũng lớn đều không cần nguyên thần, bởi vì không dùng. Cho dù hộ long thần vệ mạnh hơn bọn họ được nhiều, nhưng ở nguyên thần phía trên, lại không có mạnh bao nhiêu, nhưng hai người này. Vừa nghĩ đến đây, những thứ này thần chiếu thị vệ trong mắt đã tràn đầy cho tàn chi sắc. Bọn người người, thì càng thêm lớn kinh hãi liên tục. Thiên Vũ còn không có đi ra một cái hóa hư cảnh cao thủ đây, nhưng không nghĩ tới, cái này hai đại hóa hư cảnh cao thủ, lại tất cả đều tại Gia Cát thừa tướng bên người làm hộ vệ. Khó trách thừa tướng đại nhân, sẽ như thế không có sợ hãi đi vào tuyến đầu. Nghĩ tới đây, các vị đại thần bất giác lần nữa một trận hô to, Gia Cát thừa tướng quả nhiên người tài ba A, liền dạng này cao thủ đều có thể mời đến trợ trận, khó trách một đường lên không có sợ hãi. Thế nhưng là Gia Cát Trường Phong lại là lắc đầu, mỉm cười tiếng nói, ha ha ha. Người sai, bọn họ còn không phải hóa hư cao thủ, nếu không lão phu lại có thể đợi đến hôm nay mới động thủ. Bọn họ mạo xưng, bất quá ngụy hóa hư cảnh mà thôi. Chỉ là hai người liên thủ, âm dương tương hợp, có thể tương đương với một vị hóa hư cao thủ. Nghe được lời này, chúng thần chiếu thị vệ, vẫn như cũ đầy mặt cho tàn, lắc đầu ai thán. Liền xem như ngụy hóa hư cảnh, bọn họ cũng không thể trêu vào a. Đem hết thảy thu hết vào mắt, Gia Cát Trường Phong bất giác mặt hiện tốt sắc, nhìn về phía hoàng đế nói, bệ hạ. Ngài thủ đoạn nếu là chỉ có những lời này, lão thần khuyên ngươi, vẫn là nhanh chóng thỏa hiệp cho thỏa đáng. Quân thần một trận, lão phu cũng không muốn đến mạnh. Ha ha ha, thừa tướng đại nhân, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Vừa mới chấm chỗ hạ mệnh lệnh, cũng không phải đối bọn hắn dưới, mà chính là đúng. Trong mắt lóe lên một đạo tà dị ánh sáng, hoàng đế mặt lộ vẻ vẻ giảo hoạt, hướng về Gia Cát Trường Phong phương hướng chỉ. Gia Cát Trường Phong bất giác sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, lại là đột nhiên cảm giác đầu vai đau xót, hai cái thiết chảo đã là hung hăng chộp vào hắn xương bả vai phía trên. Không khỏi sợ hãi cả kinh, Gia Cát Trường Phong quay đầu nhìn qua, lại chính gặp bắt hắn không là người khác, đúng là hắn thứ nhất cậy vào hộ vệ, Âm Dương Song Lão. Các ngươi, trong mắt nhìn không được co lại, Gia Cát Trường Phong lần đầu lộ ra khó có thể tin khuôn mặt. Bên cạnh những đại thần kia, cũng tất cả đều quá sợ hãi, vội vội vàng vàng liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt đều đã hoàn toàn trắng bệch. Cái này, đây là có chuyện gì? Hai người này, không phải thừa tướng đại nhân trợ thủ đắc lực à, sao lại thế? Đến tột cùng là, vì cái gì? Gia Cát Trường Phong bất giác ngơ ngác, nhìn hoàng đế liếc một chút, lại quay đầu nhìn về phía Âm Dương nhị lão, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Không khỏi thở dài một tiếng, Âm Dương nhị lão hơi hơi gật đầu, bất đắc dĩ nói, xin lỗi, thừa tướng đại nhân, đa tạ ngài qua nhiều năm như vậy lễ ngộ chi tình. Bất quá đáng tiếc, hai người chúng ta vốn là bệ hạ trước người hộ long thần vệ. Đến ngài bên người, cũng bất quá là phụng mệnh hành sự thôi. Cái gì? Thân thể nhịn không được chấn động, Gia Cát Trường Phong kinh ngạc nhìn ngốc tại chỗ, ngốc ở. Không chỉ hắn ngốc ở. Còn lại người cũng đều ngốc ở, cho dù là thái tử, bàn tử cùng Vĩnh Ninh ba vị này hoàng thất con cháu, cũng là cả kinh khó hiểu. Nguyên lai hoàng thất hộ long thần vệ, thật có 5 người a. Mà lại hai người này, là liền 3 người bọn họ đều chưa thấy qua, người khác thì càng đừng nói. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đây hết thảy, thậm chí đều quên bọn họ một phương vì kẻ phản loạn, một phương vì người bảo vệ, lẫn nhau là địch sự thật. Bởi vì cái này bạo tạc tính sự kiện, thực sự quá chấn động lòng người. Thật lâu, Gia Cát Trường Phong tựa hồ mới tiếp nhận sự thật này, thở dài, thì thào lên tiếng, như vậy. Các ngươi cũng không gọi Âm Dương Song Lão đi. Lão phu thân thể vì đế quốc thừa tướng, điều tra vì hoàng thất hiệu mệnh cao thủ tông quyển ghi chép, bên trong cũng không hai người các ngươi tính danh. Không sai, bọn họ thật là dùng tên giả đi bên cạnh ngươi. Bọn họ tránh thức danh hào là. Thiên địa song thánh, hoàng đế khẽ vuốt chòm râu,
bình tĩnh lên tiếng. Thiên địa song thánh, 300 năm trước cùng cổ Tam Thông đại chiến, mạnh nhất ba vị hộ long thần vệ thứ hai. Nguyên lai, các ngươi lại không có chết, mí mắt hơi hơi run run, Gia Cát Trường Phong thật sâu hít một hơi, bật cười nói, nguyên lai là dạng này, ha ha ha. Hai người liếc nhìn nhau, trong mắt cũng lộ ra một tia cực kỳ bí ẩn vẻ thống khổ, tựa hồ vô cùng không muốn nhắc lên cái kia đoạn chuyện cũ đồng dạng. Có điều, cứ như vậy, lấy bệ hạ trí tuệ, hẳn là sớm đã bố trí thỏa đáng đi. Ta muốn hiện tại chúng ta cái này 200.000 phản quân, cũng đã bị hết bao vây hết. Mặt khác Huyền Nhung quốc cái kia 100.000 tinh kỵ, cũng đã rơi vào bệ hạ bẫy dập. Chỉ là, muốn làm đến điểm này, cần đại lượng quân lực. Lấy lão phu biết, cũng chỉ có Độc Cô Chiến Thiên lão gia hỏa kia có cái này năng lực. Thế nhưng là, hắn hiện tại chính phụng mệnh bình định đế vương môn cùng Trác Phàm một đám. Trầm ngâm một trận, Gia Cát Trường Phong hai mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, thật sâu nhìn về phía hoàng đế nói, bệ hạ, ngài sẽ không phải còn nuôi một cái thế lực to lớn, là lão phu không biết được đi. Mỉm cười lấy lắc đầu, hoàng đế bất chí khả phủ nói, Gia Cát thừa tướng A. Chấm kết bạn với ngươi nhiều năm, đối phương trong bụng có mấy đầu run đũa, ai cũng biết. Chấm nếu muốn trong bóng tối động cái tay chân, tại ngài thừa tướng đại nhân một tay che trời dưới mí mắt, khả năng sao? Hoàn toàn không có khả năng, lão phu cũng có cái này tự tin. Khẽ cười một tiếng, Gia Cát Trường Phong khẽ vuốt chòm râu, nhưng rất nhanh lại nhíu mày nói, cho nên, lão phu mới kinh ngạc, ngài trước mắt trong tay cỗ này to lớn binh lực, từ đâu mà đến? Có một điểm nào, lão phu là sai tính toán. Nghe được lời này, thái tử cùng bàn tử hai người cũng là trong lòng run lên, cùng nhau quay đầu nhìn về phía hoàng đế, yên tĩnh lắng nghe. Bởi vì hoàng đế tay này, ẩn tàng đến thực sự quá sâu, đừng nói là Gia Cát Trường Phong, thì liền bọn họ cũng không chút nào biết rõ. Mà lại, từ lần trước lão nhị phản loạn, đến lần này Gia Cát Trường Phong phản nghịch, một lần so một lần hung hiểm. Còn mỗi lần đều tới gần nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng dù vậy, hoàng đế cái này một to lớn quân lực, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, có thể thấy được đế vương tâm thuật, thành phủ chi thâm, hiếm thấy trên đời. Thì coi như bọn họ hai cái này con ruột vừa nghĩ đến đây, đều có chút cảm thấy lưng phát lạnh, trong lòng lo sợ không thôi. Hí ngược xem Gia Cát Trường Phong liếc một chút, hoàng đế bất giác cười khẽ một tiếng, ha ha ha. Muốn biết sao? Bất quá chấm vẫn là khuyên ngươi không biết cho thỏa đáng, miễn cho tăng thêm phiền não. Một kẻ hấp hối sắp chết, có gì phiền não có thể nói. Lão phu chỉ là muốn cái chết rõ ràng a. Trong mắt vẫn như cũ bình tĩnh, Gia Cát Trường Phong đạm mạc lên tiếng. Hoàng đế nhìn chằm chằm hắn thật lâu, mới hơi hơi gật gật đầu, khen tốt, không hổ là phụ tá chấm mấy chục năm xương cánh tay trọng thần, nước chi cột trụ, giờ này khắc này còn có thể như thế thản nhiên xử sự. Chấm cảm giác sâu sắc bội phục. Ba ba ba. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, hoàng đế khoan thai lên tiếng, người tới, bắt lấy bọn hắn đi. Ha ha ha, cần tuân bệ hạ ngự chỉ. Đột nhiên, một tiếng quen thuộc hét lớn vang tận mây xanh, truyền khắp tại chỗ tất cả mọi người trong tai. Gia Cát Trường Phong thân thể thình lình chấn động, sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Cùng lúc đó, nương theo lấy từng tiếng thú hống phát ra. Từng đám Huyền Nhung binh lính, dưới thân cầm linh thú, như thủy triều hướng mọi người vọt tới. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem tất cả mọi người vây quanh ở bên trong. Những cái kia phản loạn đại thần, nhìn đến như thế tình thế, bất giác đều có chút choáng váng. Đây là có chuyện gì, không phải đã nói Huyền Nhung đại quân là mình người của mình a, làm sao đem mình cho vây quanh. Đúng lúc này, Thác Bạt Lưu Phong mang theo quốc sư Hãn Thiết Ma. Muội muội Thác Bạt Liên Nhi cùng ba lang vệ, chậm rãi trong đám người đi ra, trực tiếp đi vào hoàng đế trước mặt, hơi hơi cúi người cười nói, hết thảy ấn ngài ý chỉ, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi. Thác Bạt công tử, các ngươi, một cái giữ lấy chòm râu dê rừng lão nhân, bất khả tư nghị nhìn lấy Thác Bạt Lưu Phong một đoàn người, cả kinh nói không ra lời. Gia Cát Trường Phong thật sâu hít một hơi, lại là suy cười ra tiếng, lễ bộ thị lang, không lại dùng nhiều lời. Sợ là chúng ta sớm đã bị những thứ này Huyền Nhung người cho bán. Hiện tại chúng ta chung quanh, chẳng những có Huyền Nhung 100.000 tinh binh, còn có bệ hạ sớm đã chuẩn bị tốt 50.000 hoàng vệ quân. Không, là 300.000 Huyền Nhung quân mới đúng. Thế mà,
còn không đợi Gia Cát Trường Phong nói hết lời, hoàng đế đã là nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói, Gia Cát thừa tướng, ngươi có thể giấu giếm đưa vào Thiên Vũ 100.000 khuyển nhung tinh binh, chẳng lẽ chấm thân thể vì thiên hạ chi chủ, liền không thể lại mang chút đi vào sao? Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Gia Cát Trường Phong thở dài lắc đầu, lại là không cần phải nhiều lời nữa, mà chính là nhìn về phía Thác Bạt Lưu Phong phương hướng nói, Thác Bạt công tử, lão phu có một chút không rõ, bệ hạ đến tột cùng cho các ngươi chỗ tốt gì, để cho các ngươi như thế giúp đỡ hắn. Thừa tướng đại nhân, thực không dám giấu giếm, bệ hạ hứa hẹn chúng ta, việc này một thành, Tô Lệ Lưu Hà phía bắc toàn bộ hóa thành ta khuyển nhung tất cả. Thác Bạt Lưu Phong khẽ gật đầu, giải thích nói. Trầm ngâm một chút, Gia Cát Trường Phong âm thầm tính toán, cao mày nói, Tô Lệ Lưu Hà phía bắc thừa thải mỏ quặng, là cái khó được đất tốt giới. Chỉ bất quá, cái kia cũng chỉ là Thiên Vũ 10% quốc thổ thôi. Lão phu hứa hẹn các ngươi, giang sơn nhất định, chia đều Thiên Vũ. Chẳng lẽ cái này sức hấp dẫn, không bằng bệ hạ hứa hẹn đến đại sao? Ha ha ha, Gia Cát thừa tướng, có lúc song phương hợp tác, không chỉ là nhìn lợi ích lớn nhỏ. Có thể hay không được đến, mới là quan trọng a. Lắc đầu, Thác Bạt Lưu Phong mỉm cười tiếng nói, lúc trước thừa tướng đại nhân cùng chúng ta thương nghị hợp tác lúc, bệ hạ liền đã biết rõ hết thảy. Ngài nhất cử nhất động, đều tại lão nhân gia ông ta giám thị bên trong, đại sự có thể thành sao? Lui thêm bước nữa mà nói, coi như thành, ngài nguyện ý cùng chúng ta chia đều thiên hạ. Nhưng cũng tiếc, ngài không phải chính thống, uy vọng không đủ. Ngài nói chuyện, quý quốc hộ quốc tam tông hội đáp ứng không? Đến lúc đó miễn không lại là một phen càn qua, chúng ta có lẽ hao người tốn của, còn cái gì cũng lấy không được. Cùng bệ hạ hợp tác thì không giống nhau, bệ hạ cửu ngũ chí tôn, thiên hạ đều biết. Hắn một lời đã nói ra, cho dù hộ quốc tam tông cũng không có quyền can thiệp, chúng ta mới có thể cầm tới tránh thức chỗ tốt. Gia Cát Trường Phong trầm ngâm nửa ngày, khẽ gật đầu, thì ra là thế, quý quốc thật sự là tính được lâu dài, lần này ngược lại là lão phu tính sai. Hừ hừ hừ, thật là đáng chết a đáng chết, chỉ bất quá độc cô chiến thiên lão thất phu kia, tuy nhiên trung dũng đáng khen, nhưng thân thể vì đế quốc nguyên soái, như thế nhục nước mất chủ quyền hiệp ước, hắn đoán chừng đến chết cũng sẽ không đáp ứng đi. Khóe miệng xẹt qua một đạo khinh miệt đường cong, Thác Bạt Lưu Phong không chút phật lòng, quay đầu nhìn bên cạnh hoàng đế liếc một chút. Hoàng đế trong mắt tinh quang lóe lên, lướt qua một tia trần trụi sát ý, thì thào lên tiếng, cái gọi là cô âm bất trường, cô dương bất sinh, độc cô lão nguyên soái tuổi tác đã cao, cũng nên thật tốt nghỉ ngơi một chút. Thân thể nhịn không được run lên, Gia Cát Trường Phong bất giác hung hăng khẽ cắn môi, trong lòng nổi lên vẻ bi thương, bệ hạ, lão nhi kia tuy nhiên bướng bỉnh, không thông thế sự. Nhưng nhiều năm như vậy, đối với ngài trung thành tuyệt đối, lão phu đều cũng nhìn ở trong mắt, ngài sao có thể nhẫn tâm. Đúng vậy a, độc cô lão nguyên soái xác thực trung hiếu nhân nghĩa, không có thể bắt bẻ, quả thật chấm chi trợ thủ đắc lực, như thế quyết định biện pháp, chấm trong lòng thực sự không đành lòng. Nhưng là hắn một người độc trưởng đế quốc bảy thành trở lên binh quyền, độc cô đại quân uy danh hiển hách, vang vọng thiên vũ, lại là đại tội vậy. Quân tử vô tội, mang ngọc có tội a. Ha ha ha. Bất giác si ngốc cười cười, Gia Cát Trường Phong thở dài, ngửa mặt lên trời buồn bã nói. Thua thiệt hai người chúng ta một văn một võ, là Thiên Vũ Cúc cung tấn tụy mấy chục nóng lạnh, kết quả là, lại rơi đến kết quả như vậy. Lão phu cũng coi như, liền lão nhi kia, ai, gần vua như gần cọp, coi là thật không lấy làm qua. Gia Cát Trường Phong nhìn lên bầu trời, trong mắt một mảnh hưu quạnh, sau cùng thật sâu nhắm lại hai con ngươi. Hoàng đế lạnh lùng nhìn lấy hắn, khoát tay một cái nói, dẫn đi, đánh vào lạnh 9 ngày nhà tù. Chặt chẽ trông giữ, không được sai sót. Vâng. Vừa dứt lời, liền có hai tên thị vệ tới đây, đem Gia Cát Trường Phong mang đi. Tiếp lấy hoàng đế hai con ngươi tia điện lóe qua, quét về phía còn lại phản nghịch đại thần. Mọi người bất giác thân thể một cái giật mình, tất cả đều lạnh rung co lại xúc địa lui về phía sau lấy. Có người càng là gương mặt co lại, thấp thỏm nói, bệ. Bệ hạ, cái này. Sự kiện này không tệ chúng ta. Chúng ta đều là bị cái kia Gia Cát Trường Phong mê hoặc, bị buộc đi đến đầu này không đường về. Mong rằng bệ hạ nể tình vi thần ngày bình thường đối triều đình coi như tận chức tận trách, tha cho vi thần mạng chó. Bệ hạ đại ân đại đức,
vi thần mà cảm quên mất. Mời bệ hạ tha cho vi thần nhất mệnh, đại ân đại đức, mà cảm quên. Bọn người người cũng cùng nhau hạ bái, co rúm lại phát run. Cười lạnh, hoàng đế trong mắt tràn đầy cười nhạo chi ý, toàn bộ thiên vũ, được xưng tụng công tại đời đời, chỉ có thừa tướng cùng đại nguyên soái hai người mà thôi. Các ngươi, hừ hừ hừ, một đám hạng giá áo túi cơm, cỏ đầu tường nghiêng ngả, không biết trung thần nghĩa sĩ vì sao, cũng dám hướng chấm cầu xin tha thứ. Người tới, tất cả đều kéo xuống chém. Vâng. Khom người liền ôm quyền, đông đảo hộ vệ liền cùng nhau tiến lên, đem những cái kia triều đình đại quan kéo ra ngoài. Chỉ một thoáng, tiếng kêu gào, tiếng khóc bên tai không dứt. Mà những quân phản loạn kia gặp này, thì càng là hoảng, liền lão đại bọn họ nhóm đều từng cái bị cầm xuống, bọn họ còn có thể làm sao? Giờ này khắc này, bọn họ tựa như con ruồi không đầu đồng dạng, không biết làm sao. Dương mắt quét về phía những người kia, hoàng đế một mặt uy nghiêm, đạm mạc lên tiếng, các ngươi đều là bị người phân công thế hệ, lần này phản loạn, chịu tội nhẹ nhất. Chấm nể tình trời xanh đức hiếu sinh, cho các ngươi một cơ hội. Chỉ muốn các ngươi hiệu chung với chấm, chấm đem bọn ngươi sắp xếp hoàng vệ quân, trung thân vì chấm hiệu mệnh. Lời vừa nói ra, mọi người bất giác đại hỉ, đây chính là bệ hạ thưởng một đầu sinh lộ a, sau đó ào ào hạ bái dập đầu tạ ơn. Một trận kinh thiên động địa đại phản loạn, nhất thời sụp đổ. Hoàng đế hài lòng gật đầu, Thác Bạt Lưu Phong thì là cười cười, ôm quyền nói, chúc mừng bệ hạ, bình định thành công. Cái này cũng làm phiền Khuyển Nhung chư vị hết sức giúp đỡ, chấm cái gì cảm kích. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, hoàng đế nhạt cười ra tiếng. Thác Bạt Lưu Phong cũng là cười gật gật đầu, tiếp lấy đem bên cạnh muội muội Liên Nhi kéo đến trước người, chỉ hoàng đế cười nói, Liên Nhi. Hiện tại ngươi biết vì sao ban đầu ở Thú Vương Sơn lúc, vì huynh dám đánh cược lần này kế hoạch nhất định thành công đi. Bởi vì thiên vũ bên trong, tiếp ứng chúng ta bằng hữu chính là thiên vũ nhất quốc chi quân, đương kim thánh thượng A. Ngươi nói, kế hoạch chúng ta, có thể không thành công sao? Không cảm thấy hơi hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Thác Bạt Liên Nhi tựa hồ còn không có từ nơi này gần đây tin tức trùng kích bên trong kịp phản ứng, nửa ngày không nói ra một câu. Nàng làm sao lại muốn đến, đường đường nhất quốc chi quân, trong hội thông ngoại nhân, đối chính mình quần thần xuất thủ. Thác Bạt Lưu Phong gặp này, trong lòng rõ ràng, không khỏi cười to lên. Quốc sư Hãn Thiết Ma cũng là khẽ gật đầu, cười nói, sự kiện này, chuyện rất quan trọng, cho nên mãi đến hành động trước, cũng chỉ có chúng ta Khuyển Nhung Hoàng đế, Thiết Sơn Huynh, Lão Phu còn có Chảy Phong Hiền Chất, bốn người biết được. Liên Nhi nhất thời khó có thể lý giải được. Cũng là có thể thông cảm được. Còn lại người nghe đến, cũng là cười lớn một tiếng, khẽ gật đầu. Lúc này, hoàng đế nhìn về phía Thác Bạt Lưu Phong, nghiêm túc nói, Thác Bạt công tử, không biết bên kia sự tình, ngươi an bài thế nào. Yên tâm đi bệ hạ, biết được lần này cần đối phó người là Độc Cô Lão Nguyên Soái cái này lão đối thủ, phụ thân ta thế nhưng là sớm đã ma quyền sát trưởng, vội vã không nhịn nổi. Bất giác khẽ cười một tiếng. Thác Bạt Lưu Phong đã tính trước nói, Khuyển Nhung đại nguyên soái Thác Bạt Thiết Sơn nhìn trời vũ chiến thần Độc Cô Chiến Thiên, cho đến tận này, hết thảy đại chiến hơn 20 chàng, tiểu chiến trên 100 chàng, chưa phân thắng bại. Không biết lần này, kết quả sẽ như thế nào đây? Đế đô phản loạn phát sinh nhanh, nhưng kết thúc càng nhanh. Cái này cùng nói là thừa tướng Gia Cát Trường Phong cầm quyền triều chính mấy chục năm, phòng bị đã lâu một lần hành động. Chẳng bằng nói là hoàng đế chăm chú bố trí xuống một cái la võng, đang chờ cái lão hồ ly này chính mình chui vào trong bẫy dập. Đợi hết thảy huyên náo đều sau khi bình tĩnh, hoàng đế trở lên khách chi lễ đem Khuyển Nhung cao tầng đều là tiếp nhập hoàng thành chiêu đãi. Thác Bạt Lưu Phong bọn người ôm quyền bái tạ về sau, liền vui vẻ rời đi. Quay đầu lại nhìn về phía thái tử cùng bàn tử ba người, hoàng đế bất giác trong lòng khẽ thở dài một cái. Chỉ thấy cái này ba cái thân sinh con gái, huyết nhục chí thân, giờ này khắc này, đúng là giống như nhìn một người xa lạ giống như nhìn lấy hắn, dường như đã không biết hắn đồng dạng. Thái tử, Thông Nhi, Vĩnh Ninh. Hoàng đế từng cái nhìn sang, thản nhiên nói, các ngươi có phải hay không cảm thấy phụ hoàng mời Khuyển Nhung người tới đối phó Gia Cát Trường Phong bọn họ, có sai lầm thiên vũ hoàng đế chi tôn. Đâu chỉ, quả thực cũng là bên trong thông bán nước. Vĩnh Ninh giận hừ một tiếng, mắng. Hỗn trướng, người một cái tiểu nữ nhi nhà biết cái gì?
Hoàng đế sắc mặt tái xanh, mắng to lên tiếng. Vĩnh Ninh bĩu môi một cái, nghiêng đầu đi, không để ý tới hắn, lúc này sải bước rời đi nơi này. Nhìn qua nàng cái kia xa xa đi xa bóng lưng, hoàng đế cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía thái tử hai người nói, hai người các ngươi, tương lai đều là muốn đối với chúng ta Thiên Vũ gia tộc và toàn bộ đế quốc làm ra quyết định biện pháp người, lúc này như thế nào đối đãi chấm làm. Ây, phụ hoàng chuyến này, tất có thâm ý, nhi thần không dám nói bừa. Thái tử khẽ khom người, khiêm tốn nói. Hoàng đế lại đem ánh mắt nhìn về phía bàn tử. Bàn tử hơi trầm ngâm, mặt hiện ngượng nghịu, phụ hoàng, Thiên Vũ ngàn năm qua, bảy nhà truyền nọc độc đã lâu, sớm trừ chào buổi sáng. Gia Cát Trường Phong cùng độc cô chiến thiên thế lớn, cũng không nhưng là lâu dài. Chỉ là, lấy cắt đất làm điều kiện, mượn tay ngoại nhân trừ bản quốc trọng thần, truyền đi lời nói. Việc này như truyền ra, chúng ta Vũ Văn gia tộc, đem lại khó đối mặt Thiên Vũ thần dân. Thiên Vũ hoàng vị, cũng không còn là chúng ta. Cho nên, sau ngày hôm nay, việc này không được nhắc lại. Kẻ trái lệnh, chém. Trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, hoàng đế đạm mạc lên tiếng, lại nói tiếp, có điều, chấm tuy biết bên trong lợi hại, nhưng vẫn như cũ như thế quyết ý, các ngươi biết tại sao không? Lắc đầu, hai người cùng nhau hạ bái, nhi thần không biết, mời phụ hoàng chỉ giáo. Vì quân giả, biết rõ tam cương, nặng ngũ thường, giảng nhân nghĩa, cùng thường nhân không khác. Nhưng chỉ có một điểm, là quân vương cả người tuyệt đối không thể liên hệ. Cũng là những vật này, phú tại thường nhân chi thân, chỉ vì thiên hạ yên ổn. Nhưng quân vương, lại tuyệt đối không thể bị quản chế nơi này. Thật sâu hít một hơi, hoàng đế khẽ vuốt chòm râu, trong mắt chớp động lên thâm thúy ánh sáng, các ngươi cũng biết, cái này Thiên Vũ là ai thiên hạ sao? Liếc nhìn nhau, hai người cùng nhau bái nói, là phụ hoàng. Không, là hoàng đế. Chậm rãi lắc đầu, hoàng đế đạm mạc lên tiếng, hiện tại cái này thiên hạ là chấm, chấm trăm năm về sau, cũng là đời tiếp theo hoàng đế. Hoặc là nói, là thuộc tại chúng ta Vũ Văn gia tộc. Thế nhưng là, trên thực tế, thiên hạ các đại thế lực giao thoa, chúng ta Vũ Văn gia tộc có thể trưởng quản sự tình tương đương thiếu. Ngự hạ thất gia tuy nhiên mặt ngoài thừa nhận chúng ta chính thống, nhưng lại đã phân đi thiên xuống một nửa lãnh địa. Gia Cát Trường Phong cùng độc cô chiến thiên. Lại trưởng quản lấy trong triều nhiều hơn phân nửa thế lực. Khá là mà nói, chúng ta Vũ Văn gia tộc còn lại quyền lực, lại là không nhiều. Thân là hoàng đế, chỉ có thể thông qua thăng bằng các đại thế lực, đến trong khe hẹp cầu sinh. Thiên hạ này, còn có thể coi như chúng ta Vũ Văn gia tộc sao? Nghe được lời này, thái tử cùng bàn tử hai người không khỏi trong lòng run lên, sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Hoàng đế xem bọn hắn liếc một chút. Nói tiếp, chúng ta Vũ Văn gia tộc đời đời đế vương, tất cả không có ngoại lệ đang làm tướng Thiên Vũ chính thức nắm giữ trong tay, mà nỗ lực phấn đấu. Lần này, tòa này Giang Sơn tại chấm trong tay, gặp phải ngàn năm một thuở cơ hội, chấm không thể bỏ qua. Tuy nhiên chấm mượn Khuyển Nhung binh lực, mất đi 10% quốc thổ. Nhưng là quét dọn Ngự Hạ thất gia cùng cái kia hai cái lão gia hỏa tất cả thế lực, ngược lại để chấm chính thức nắm giữ tòa này Giang Sơn thực quyền. Nghĩ như vậy lời nói, chấm ngược lại là kiếm lời. Thái tử, Thông Nhi, các ngươi nhớ kỹ, thiên hạ tất cả mọi thứ, chỉ có cầm tại ngươi trong tay mình, mới thật sự là thuộc về ngươi. Nếu không mà nói, hết thảy đều là hư vô. Cho dù đế quốc này gọi là Thiên Vũ, mọi người xưng ngươi là hoàng đế, cũng giống vậy không có ý nghĩa gì. Nhi thần thụ giáo, thái tử cùng bàn tử cùng nhau khẽ khom người, bái nói. Hoàng đế thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, vui vẻ gật đầu. Nửa tháng sau, một tòa vắng vẻ trong hạp gốc, vốn là chim hót hoa nở, thu thiền tại từng viên trên đại thụ, càng không ngừng phát ra quát kêu tiếng vang. Đột nhiên, từng trận ầm ầm tiếng vang đột nhiên phát ra, dẫn tới trong rừng phi điểu phốc vỗ một cái cánh, dọa đến bay lên không trung, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, còn tưởng rằng là động đất. Chờ nó sau khi ổn định tâm thần. Nhìn xuống dưới, đã thấy cái kia hạp gốc chính giữa, như lớn lên như rắn, từng đội chờ xuất phát quân lữ, ngay tại chạy bộ cấp tốc hướng về phía trước vội vàng đường. Cái kia đi lại chỉnh tề, mỗi một bước đều dẫn tới khắp nơi một trận rung động, suýt nữa gây nên sơn băng sụp đổ. Dương mắt nhìn lên, xem chừng lại có 1 triệu chi chúng.
Cầm đầu phía trước nhất là một vị lão giả râu bạc trắng, dáng người khôi ngô, uy phong lẫm liệt, một chi trường đao xoải bước ở bên, rất là hung hãn. Lại chính là Thiên Vũ Đại Nguyên Soái, Độc Cô Chiến Thiên không thể nghi ngờ. Nguyên Soái, núi này cao lâm dày, chính là binh gia hiểm địa. Chúng ta cứ như vậy cấp tốc hành quân, sợ trong hội nằm, vẫn là trước phái thám tử dò xét một phen rồi nói sau. Lúc này, một bóng người siêu một tiếng từ phía sau chạy đến, lại chính là Thiên Vũ Tứ Hổ thứ hai Độc Cô Lâm. Độc Cô Chiến Thiên liếc hắn một cái, trầm ngâm nửa ngày, lắc lắc đầu, Thiên Vũ bên trong, ta Độc Cô đại quân mạnh nhất, ai dám bố trí mai phục tại ta. Liền xem như cái kia ra Cát Trường Phong, tuy nhiên trí kế bách xuất, nhưng lượng hắn cũng không có nhiều như vậy binh lực. Lại nói, bây giờ đế đô nguy nan, không biết bệ hạ bọn họ còn có thể chống bao lâu. Coi như phía trước có phục binh, lão phu cũng muốn xông vào một lần. Truyền ta tướng lệnh, hành quân tốc độ lại thêm nhanh 3 phần, cần phải 1 tháng bên trong chạy về đế đô, bắt loạn tặc. Vâng. Độc Cô Lâm gật đầu một cái, liền quay người truyền lệnh. Kết quả là, đại quân tiến lên lại tăng tốc một mảng lớn, rất nhanh liền tới đến trong hạp cốc vị trí. Thế mà, đúng vào lúc này, nhưng nghe từng tiếng ầm ầm tiếng vang phát ra, như thiên lôi dẫn ra như lửa, tại từng trận quỷ dị trong ánh sáng, từng đạo lôi mang xẹt qua bầu trời, giống như từng chuôi đinh ba giống như, hướng tất cả mọi người đánh xuống. Nóng rực hỏa diễm, hóa thành từng cái hỏa long, cấp tốc lan tràn hướng toàn bộ sơn cốc, trong chớp mắt liền đem chọn cái đại quân đều vây quanh ở bên trong. Thậm chí có mấy ngàn tướng sĩ, nhất thời liền tại từng tiếng rú thảm dưới, ào ào mất mạng. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Độc Cô Chiến Thiên không khỏi kêu lên sợ hãi, là trận thức bẫy dập, nơi này quả nhiên có mai phục. Nguyên Soái, xin ngài hạ lệnh. Siêu 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 siêu. 4 đạo tiếng xé gió vang lên, Thiên Vũ Tứ Hổ trong nháy mắt đi vào Độc Cô Chiến Thiên trước người, khom người hạ bái. Mà những binh lính kia cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, cũng không có bởi vì chết mấy ngàn người thì thất kinh, ngược lại là mỗi người kết thành chiến đội, lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy. Không hổ là Độc Cô đại quân, quả nhiên quân kỷ nghiêm minh, thân kinh bách chiến, lại không có chút nào bởi vì bất chợt tới biến cố thất kinh. Một chỗ u ám mật lâm bên trong, một đôi lạnh đồng tử chính yên lặng nhìn lấy đây hết thảy, âm thầm tán thưởng, Độc Cô Chiến Thiên. Tuy nhiên trận chiến này lão phu cho dù thắng, cũng thắng không anh hùng. Bất quá, nhiều năm như vậy, lão phu còn là muốn tự mình theo người cắt hết thảy. Người tới, chuẩn bị xuất kích a, cái này ít trò mèo, dọa không được lão gia hỏa kia. Vâng, trong rừng rậm, lại truyền ra một đạo leng keng thanh âm. Nhìn khắp 4 phía, hỏa xa lượn lờ, lôi mang thoáng hiện, Độc Cô Chiến Thiên bất giác cười lạnh, tiếng hét lớn nói, ha ha ha. Cái này ra các thất phu thế mà thật tại lão phu đường về phía trên cho lão phu thiết kế. Bất quá, luận âm mưu quỷ kế, xảo trá nhiều biện ngươi lành nghề. Nhưng bàn về hành quân tác chiến, lão phu đời này, còn chưa từng bại qua đâu. Hừ, Thiên Vũ Tứ Hổ nghe lệnh, kết thành hình rắn chiến trận, linh xà xuất động. Độc Cô Chiến Thiên lạnh hừ một tiếng, truyền lệnh nói. Vâng, vừa dứt lời, Thiên Vũ Tứ Hổ lập tức tập kết binh lực. Lấy tiểu đội làm đơn vị xếp thành trận hình. Chỉ một thoáng, tuy nhiên trong đại quân, mỗi một sĩ binh thực lực thấp, nhưng khi bọn họ chăm chú dựa chung một chỗ lúc, lẫn nhau ở giữa nguyên lực đúng là phản sinh dung hợp, một cỗ cực kỳ khí thế cường hãn, tại mỗi một đội 4 phía hình thành một tầng thật dày bình chướng. Mượn đạo này nguyên lực hộ chướng, những cái kia liệt diễm cùng lôi mang nhất thời liền bị cùng nhau bắn ngược ra ngoài. Tứ Hổ lần nữa hét lớn một tiếng. Toàn bộ đại quân liền bỗng nhiên chia thành tốp nhỏ, như cùng một cái điều tiểu xà giống như, lấy tiểu đội làm đơn vị, hướng 4 phương 8 hướng vào tới, nhất thời liền thoát đi mảnh này biển lửa lôi mang bên trong. Chờ an toàn địa điểm, mọi người lần nữa tập kết, đều nhịp, lại không thiếu một cái. Độc Cô Chiến Thiên hoành đao ở bên, hướng nhìn 4 phía, cười lạnh, hừ, chỉ có điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ, nhưng là không làm gì được lão phu. Nếu là còn có phục binh, thì cứ việc đi ra chính là hống hống hống. Thế mà, hắn lời ấy vừa ra, từng tiếng thú hống lại là cùng nhau vang động trời lên, làm cho hắn ngăn không được giật mình cái này. Đây là ầm ầm, đại phát ra so lúc trước đại quân tiến lên, càng thêm điếc tai tiếng nổ lớn. Chỉ chốc lát sau,
kết bè kết đội linh thú bóng người, liền đột nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Xa xa nhìn lại, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Mà lại, cái này còn cũng không phải là đơn giản linh thú nhóm, bọn họ trên thân, còn chở một cái toàn thân khôi giáp tướng sĩ. Bức kia trang dung, Độc Cô Chiến Thiên bọn họ không thể quen thuộc hơn được. Đúng là Huyền Nhung linh thú đại quân, bọn họ làm sao lại xuất hiện ở đây, còn số lượng nhiều như vậy. Độc Cô Lâm giật mình, trên mặt cuối cùng lộ ra thật sâu vẻ mặt ngưng trọng. Độc Cô Chiến Thiên cũng là mí mắt khẽ run, nghiến răng nghiến lợi nói, ra Cát Trường Phong tên gian tặc này, vậy mà bên trong thông bán nước, đem Huyền Nhung đại quân dẫn vào Thiên Vũ. Nhóm này linh thú đại quân nếu là tàn phá bừa bãi thiên hạ, bách tính gặp nạn, Thiên Vũ gặp nạn a. Vì được đến thiên hạ, cái kia hỗn trướng thế mà làm ra như thế khiến thiên hạ bách tính sinh linh đổ thán sự tình, hắn thì không sợ nghiệp chướng nặng nề, bị trời phạt sao. Nguyên soái, việc này có kỳ quặc a. Coi như Gia Cát Trường Phong là Thiên Vũ thừa tướng, cũng không thể nào như thế lặng yên không một tiếng động đem đại quy mô như vậy Huyền Nhung quân đội dẫn vào Thiên Vũ, mà không bị người phát hiện. Chí ít, biên cảnh bên kia không có truyền qua dạng này tin đến. Độc Cô Phong nhíu mày, trong lòng nghi hoặc. Độc Cô Chiến Thiên cũng là không khỏi nổi lên vẻ ngờ vực, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng quản chẳng phải nhiều. Giờ này khắc này, đối phương linh thú đại quân số lượng đông đảo, chỉ sợ 1 triệu trở lên, bọn họ tại không có trận thức phòng ngự tình huống dưới, lại là rơi vào tránh thức thế yếu. Truyền ta tướng lệnh, tứ hổ ngỗng hình trận, đột kích. Xa xa nhìn một chút cái kia dần dần thành hình linh thú quân đoàn. Độc Cô Chiến Thiên đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, quyết định thật nhanh, hét lớn lên tiếng. Thiên Vũ tứ hổ tuân lệnh, lập tức liền ôm quyền, trong nháy mắt liền đem 1 triệu hùng sư chia làm tứ đại chiến đội, thành ngỗng hình đột kích trận thức, hướng về phía trước mãnh liệt tiến lên. Chỉ một thoáng, 4 đội, mỗi đội hơn 200.000 người nguyên lực lẫn nhau dung hợp, ngưng tụ một đoàn, giống như 4 thanh dao nhọn một dạng, thẳng tắp hướng về phía trước cắm tới. Thừa dịp những cái kia linh thú còn chưa tập kết hoàn thành, liền muốn lao ra khỏi vòng vây. Thấy tình cảnh này, trong rừng rậm cặp kia lãnh mâu bất giác cười khẽ một tiếng, ha ha ha. Độc Cô Chiến Thiên lão gia hỏa kia, dùng binh vẫn như cũ như thế cương mãnh a. Người tới, truyền bản soái lệnh, cánh tay sắt sói, thép lưng sói, tiến lên chặn đánh, huyết ảnh lang, phong hống lang, hai cánh bọc đánh, sát phá lang, chính diện nghênh địch. Vâng. Cái kia âm thanh tiếng leng keng lần nữa truyền ra, liền vang lên một trận tất tất dẫn dẫn âm thanh, không có động tĩnh, nghĩ đến là truyền lệnh đi, chỉ có cặp kia lãnh mâu vẫn như cũ đang nhìn chăm chú trên chiến trường hết thảy, trong mắt tinh quang rạng rỡ. Hống hống hống, từng tiếng thú hống liên tiếp truyền ra, tại 4 đội nhân mã chen chúc trùng kích vào, những cái kia như ngọn núi to lớn cự thú, đúng là giống như từng hạt đá vụn giống như, chỉ là hơi chút đụng một cái. Liền đụng một tiếng bị đụng bay ra ngoài, phát ra trận trận kêu rên. Bất quá trong nháy mắt, đã có ngàn con cự thú bị đụng người ngã ngựa đổ, tê minh chu lên. Mấy chục vạn người tụ họp lại, tạo thành chiến trận về sau, nguyên lực bình chướng trùng kích mạnh, cho nên ngay cả mấy ngàn linh thú đều không phải là địch. Cái này, chính là bất bại đội quân thiện chiến, Độc Cô đại quân thực lực chân chính. Tuy nhiên bọn họ cá nhân rất nhỏ bé. Nhưng là một khi tập kết thành đại quân, cái kia chính là vô địch tồn tại. Liền xem như một đám thần chiếu cao thủ liên hợp, cũng không dám nhẹ thử phong mang. Đây cũng chính là vì sao, Độc Cô quân bên trong tuy nhiên chỉ có Độc Cô Chiến Thiên một cái thần chiếu cao thủ, nhưng lại khiến đế vương môn kiêng kỵ, Lạc Vân Hải cũng khẳng định cổ tam thông khó lay đại quân chi uy nguyên nhân. Bởi vì quân nhân ở giữa liên thủ, thực lực đem về bị vô hạn phóng đại, có bao nhiêu người liên doanh. Liền có thể thả lớn hơn bao nhiêu lần. Cho nên Độc Cô Chiến Thiên lưng tựa 3 triệu bộ đội con em, tại Thiên Vũ, mới có thể không sợ bất luận kẻ nào hoặc thế lực. Lão nhị, xem ra lần này tiến vào Thiên Vũ Huyền Nhung trong quân đội không có cao nhân, chúng ta phá vây có hy vọng. Độc Cô Phong quay đầu nhìn một chút một cái khác đội Độc Cô Lâm, cao giọng quát nói. Độc Cô Lâm khẽ gật đầu, nhưng mi đầu vẫn như cũ nhíu chặt, trong lòng hồ nghi. Đã đều đem Huyền Nhung linh thú quân đoàn đưa vào Thiên Vũ, hội không có đem người chỉ huy cùng một chỗ gọi tới sao? Không nói trước những thứ này Huyền Nhung tướng sĩ, có thể hay không nghe Thiên Vũ tướng quân hiệu lệnh, vẻn vẹn là Huyền Nhung chiến trận sắp xếp thủ đoạn,
Thiên Vũ tướng soái liền không có một cái nào tinh thông. Cho dù là bọn họ Độc Cô đại quân, cùng Khuyển Nhung quân giao chiến nhiều năm như vậy, cũng không có thể giải linh thú chiến trận chi thuật. Chỉ đem quân đội dẫn vào, không có hiểu hành chỉ huy quan tướng, chẳng phải quá bạo thiết thiên vật. Như vậy cứ như vậy, bọn này linh thú quân đoàn cùng năm bè bảy mảng có gì khác biệt. Thế mà, chính làm hắn nghi hoặc ở giữa, oanh từng tiếng tiếng vang phát ra, bọn họ ngay phía trước vị trí đột nhiên rơi xuống mấy vạn con cao mấy chục trượng cự hình linh thú, đều là bốn cấp trở lên hung sát, giống như mưa sao băng giống như, từng cái nện xuống tới. Mà lại vừa mới rơi xuống đất, bọn họ liền rất nhanh một cái dựa vào một cái nối liền cùng một chỗ, trên thân tướng sĩ trong tay kết ấn, ấn quyết một đánh. Ông một tiếng, toàn bộ linh thú nhóm tựa hồ cũng bị ngưng kết thành một cái chỉnh thể giống như, một cỗ nguyên lực ba động tại bọn họ quanh người hình thành, tựa như một mặt tường lớn, cản tại mọi người trước người. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, vừa nói không có cao nhân, liền đến cái hiểu công việc. Nghi đầu hơi hơi lắc một cái, Độc Cô Phong oán hận mắng, Khuyển Nhung linh thú chiến trận, kim cương lập tức. Hừ, cái kia sợ cái gì, trước kia chúng ta cũng không phải là chưa thấy qua. Đại ca, người trước hết để cho mở, để tiểu đệ dẫn người cho hắn xông ra cái đại lỗ thủng. Độc Cô Hỏa ở phía sau hét lớn một tiếng, mang theo quân trận đột nhiên ra tốc. Độc Cô Phong suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Bàn về xông pha chiến đấu, lão tam tại bốn người bọn họ bên trong xem như mạnh nhất. Giống như vậy xương cứng, hắn đi gặm càng thích hợp. Kết quả là, Độc Cô Phong một điệu bộ, toàn bộ đội ngũ tại trùng phong thời điểm, không khỏi hướng bên cạnh tránh ra, nhường ra một cái thông đạo. Độc Cô Hỏa không nói hai lời, mang đám người, tốc độ lần nữa tăng tốc, nhất thời liền tiến lên. Chiến đội bốn phía nguyên lực hộ trướng, đột nhiên càng thêm ngưng tụ, thậm chí đều dấy lên nguyên lực chi hỏa, nhưng là gặp bọn họ nguyên lực ngưng tụ đến như thế nào tinh túy trình độ. Một hơi, đụng đổ bọn họ, Độc Cô Hỏa trong mắt chừng một cái, nổi giận lên tiếng. Sau lưng tướng sĩ, tất cả đều hét lớn một tiếng, quần tình sục sôi. Thế mà, liền tại bọn hắn song phương muốn đụng vào lúc, một đạo kim sắc thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện tại đàn thú trước đó, trên thân nguyên lực cũng cùng sau lưng linh thú nhóm nguyên lực bình chướng hòa làm một thể. Trong mắt nhịn không được ngưng tụ, Độc Cô Hỏa không khỏi hét lớn lên tiếng, Bát Lang Vệ một trong, Thép Lưng Sói. Hừ hừ, không tệ, chính là lão tử, Độc Cô Hỏa. Người muốn từ lão tử nơi này đi qua, còn không có khả năng kia. Cười lạnh, người kia cũng là kiệt ngao cười to lên. Oanh! Một đỏ một kim hai đạo quang mang hung hăng đụng vào nhau, lại là nhất thời trì trệ, lẫn nhau cầm cự được. Mà phía trước nhất hai người, chính là mặt giận dữ Độc Cô Hỏa cùng một mặt tà cười Thép Lưng Sói. Hai nhân cánh tay, hung hăng lẫn nhau đỉnh lấy, không ai nhường ai. Mà phía sau bọn họ, thì là song phương tướng sĩ liên tục không ngừng nguyên lực phát ra. Tuy nhiên giờ này khắc này, nhìn qua là hai người tại phía trước đọ sức, nhưng mọi người đều hiểu, đây là song phương chiến trận, mấy chục vạn người nguyên lực phấn đấu. Nếu là cái nào một phương thua, cái kia cỗ cường hãn nguyên lực trùng kích, tất nhiên sẽ làm mấy chục vạn người bị thương nặng. Chính hầu như là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Độc Cô Hỏa, nhiều năm không thấy. Người vẫn như cũ như thế dũng mãnh a. Ha ha ha, không uổng công lão tử đặc biệt trước tới tìm ngươi nhất chiến. Chăm chú nhìn trước mặt cái này lão đối thủ, Thép Lưng Mắt Sói bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn. Độc Cô Hỏa gặp cũng không yếu thế chút nào, cười to lên, ha ha ha. Còn không có đem ngươi thân này ra sói cởi xuống trước đó, lão tử tuyệt sẽ không thư giãn ngày thường tu luyện. Ha ha ha, lão tử cũng là... Thép Lưng Sói cười to một tiếng, trong mắt chiến ý càng đậm. Nhưng là ngay tại lúc này, một đạo thanh sắc ánh sáng mang thoáng hiện, hai người giữ lẫn nhau mặt bên, Độc Cô Phong mang theo chiến trận giết tới, nhạt cười một tiếng nói, xin lỗi, làm phiền hai vị nhã hứng. Bất quá, đây chính là chiến tranh, không phải là các ngươi hai cái đơn đấu. Ta đến trợ lão ta một chút sức lực, nghĩ đến các ngươi đều sẽ không để tâm chứ. Hừ hừ hừ. Nhanh như gió, Độc Cô Phong, Thiên Vũ Tứ Hổ đứng đầu, tới ngược lại thật sự là nhanh a. Cười lạnh, Thép Lưng Sói từ chối cho ý kiến nói, có điều, ngươi cho rằng ngươi có thể tới trợ chiến, lão tử nơi này liền không có trợ thủ sao? Mi đầu bất giác hơi nhíu,
Độc Cô Phong trong lòng cảm thấy không ổn. Đúng lúc này, một đạo hào quang màu xám đột nhiên thoáng hiện, Độc Cô Phong giật mình, vội vàng mang theo chiến trận hướng về phía trước chặn lại. Đụng một tiếng, toàn bộ chiến trận hơn 200.000 người, đúng là tại cái này một hôi mang quét qua dưới, cùng nhau thân thể một phát, hướng bên cạnh lui ra, chờ định ra thân hình, xa xa nhìn qua lúc, đã thấy người kia là cái thân mang màu xám áo gai nam tử, sau lưng đồng dạng mấy trăm ngàn linh thú đại quân nghiêm chỉnh mà đối đãi. Trong mắt bất giác co lại, Độc Cô Phong sắc mặt dần dần trầm xuống, thì thào lên tiếng, Bát Lang vệ một trong, cánh tay sắt sói. Chính sau lưng hai người trùng phong Độc Cô Lâm thấy cảnh này, trong lòng bất an càng ngày càng nặng. Bát Lang vệ bên trong ba lang vệ làm sứ đoàn, tại đế đô làm khách, nơi này nhưng lại xuất hiện hai lang vệ, như vậy. Hống hống hống. Thế mà, còn không đợi hắn tiếp tục tỉ mỉ suy nghĩ đi xuống, lại là từng tiếng quỷ dị nộ hống, đúng là đột nhiên từ đám bọn hắn hai bên, chấn thiên triệt địa phát ra. Loại kia gào thét, bọn họ có thể nghe ra là linh thú, nhưng lại không phải bình thường linh thú, mà chính là. Trong lòng bất an càng ngày càng nặng, Độc Cô Lâm đột nhiên hướng hai bên nhìn qua. Đã thấy bên trái bỗng nhiên xông ra một nhóm linh thú đại quân, bốn phía tản ra hồng mang, tuy nhiên trận hình không loạn, nhưng trong hai con ngươi lại là một mảnh huyết hồng, giống như phát cuồng đồng dạng. Mà bọn họ trước nhất một người, là cái nam tử tóc đỏ. Nhìn thấy người này, Độc Cô Lâm không khỏi trong lòng trầm xuống, ám đạo quả nhiên là hắn. Bát Lang vệ bên trong dao nhọn, Huyết Ảnh Lang. Cùng hắn lang vệ khác biệt, hắn là Bát Lang vệ bên trong ít có ngự thú chuyên gia, có thể thông qua huyết tế bí pháp, gây nên linh thú thú tính, đem bọn hắn chiến đấu lực chỉnh một chút để cao gấp 10 lần, tiến vào điên cuồng nhưng lại chuyên chú hình thức chiến đấu. Lúc trước hai quân giao chiến lúc, chính là bọn họ Độc Cô quân nhức đầu nhất đối thủ. Hiện tại trong loạn thế gặp phải, cho dù là Độc Cô Lâm dạng này lãnh tĩnh người, cũng không khỏi đến trên đầu chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Thế nhưng là phúc vô song trí, họa bất đan hành. Ngay tại hắn chính đau đầu cái này Huyết Ảnh Lang thời điểm, hắn phía bên phải đúng là lại thoát ra một nhóm linh thú đại quân, gào rú liên tục, tốc độ cực nhanh, chớp mắt tới gần. Lại chính là Bát Lang vệ một trong Phong Hống Lang, theo khác một bên bọc đánh tới. Bất giác khẽ giật mình, Độc Cô Lâm một trái tim nhất thời chìm vào đáy cốc. Cái này Phong Hống Lang là Bát Lang vệ bên trong một vị khác ngự thú chuyên gia. Hắn cũng có một bí pháp, thì là có thể tăng tốc linh thú đại quân tốc độ tiến lên, cùng bọn hắn Thiên Vũ Tứ Hổ lão đại, Độc Cô Phong nhanh như gió đồng dạng. Thế nhưng là, đại quân loài người tăng thêm tốc độ không có gì, linh thú lớn như vậy cái khổ người, cũng tăng thêm tốc độ lời nói, cái kia cỗ trùng kích lực thế nhưng là tương đương khủng bố, như thế chiến lên, còn khiến người ta sống sao. Trên đầu lạnh mồ hôi nhỏ giọt, Độc Cô Lâm nhìn lấy song phương bao bọc. Không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng vào lúc này, một đạo hào quang màu vàng đất lóe qua, nhất thời liền ngăn tại Độc Cô Lâm cái này một đội bên người. Bất động như núi. Oanh! Phong Hống Lang cái kia khổng lồ linh thú đại quân, bỗng nhiên bị Độc Cô Sơn một đội cho đỡ được. Độc Cô Sơn cái này đội, là Độc Cô Chiến Thiên đặc biệt để hắn tự mình huấn luyện, toàn bộ Độc Cô quân bên trong, nguyên lực lớn nhất trầm ổn cũng là bọn họ. Cho nên bọn họ chiến trận tuy nhiên tốc độ chậm chạp, cũng không quen đột phá, nhưng là thắng ở trầm ổn, như núi Uyên Đại Xuyên, cho dù là linh thú đại quân, cũng khó lay mảy may, là Độc Cô đại quân một mặt khiên sát. Bất quá, đối mặt cái này Phong Hống Lang cấp tốc trùng kích, Độc Cô Sơn một đội vẫn là không nhịn được cùng nhau hướng, về, sau vạch ra hơn 10 mét khoảng cách, mới miễn cưỡng đến đỡ được, nhưng sắc mặt đã toàn bộ nín thành màu gan heo. Độc Cô Sơn lại là ngươi chặn đường ta. Phong Hống Lang hung tợn nhìn lấy hắn, mắng. Chết cắn răng, Độc Cô Sơn lộ ra một bộ chất phác nụ cười, đúng a, mỗi lần đều là ta, hắc hắc hắc. Nhị ca, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, cái kia Huyết Ảnh Lang đột kích, ta nhưng là không phân thân nổi. Độc Cô Sơn quay đầu hướng Độc Cô Lâm cao kêu một tiếng, tiếp tục cản trở đám kia tê minh linh thú trùng kích, toàn bộ quân đội cũng đang từng bước lui về. Độc Cô Lâm khẽ gật đầu, lộ ra vẻ cảm kích, sau đó nhìn về phía sắp vào tới Huyết Ảnh Lang, ánh mắt lộ ra một tia kiên định, chuyển đổi trận hình, mê tung trận, tĩnh như rừng. Bạch, nguyên bản trùng phong chiến trận đột nhiên dừng lại, tại Độc Cô Lâm chỉ huy dưới,
hơn 200.000 người đột nhiên chuyển bước, biến hóa trận hình, như năm múi đồng dạng, phân tán ra đến, các thành một cái tiểu phương đội, mỗi một đội mấy vạn nhân mã. Lẫn nhau nguyên lực vẫn như cũ tương liên, nhưng lại dọc theo từng đạo quỷ dị đường cong, đang không ngừng vận chuyển. Giống như ngôi sao đầy trời, thâm thúy mà vừa thần bí. Khẽ chau mày, Huyết Ảnh Lang nhìn lấy cái này trước đó chưa từng có trận hình, trong lòng bất giác có chút không ổn. Nhưng là ỷ vào sau lưng đã phát cuồng linh thú đại quân, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố xông đi lên. Chỉ một thoáng, nhưng gặp từng cái cự thú ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét lấy hướng nhỏ bé nhân loại phóng đi, tựa hồ vừa nhấc gót sắt, liền có thể đem tất cả mọi người dẫm dẹp đồng dạng. Thế mà, sự tình phát triển lại là để bọn hắn ra ngoài ý định, thật to thất sách. Chỉ thấy con linh thú này vừa vào tới Độc Cô Lâm đại quân lúc trước, những ngày kia vũ các tướng sĩ đúng là cùng nhau hướng bên cạnh lóe lên, nhường ra một cái thông đạo, khiến cái này phát cuồng linh thú có thể trực tiếp mãnh liệt trùng kích, thẳng hướng trung ương chỉ huy chi địa xuất phát. Thế nhưng là, còn không chờ bọn hắn đi ra mấy bước, nhưng nghe đụng một tiếng vang thật lớn. Một cỗ giống như thủy triều mãnh liệt đại lực đã là theo bên cạnh bỗng nhiên đánh tới, cái kia lúc trước xông tới linh thú đại quân, nhất thời liền bị cái này tấn công một đòn lực chen đến một bên, thoát ly đại đội. Huyết Ảnh Lang trong mắt ngưng tụ, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, lại là đã muộn. Hắn ở phía trước đi đầu trùng phong, vừa vặn là đợt thứ nhất bị hướng cách chiến trận, nhất thời liền cùng đằng sau đại quân mất đi liên hệ. Mà phía sau những cái kia linh thú mất đi chỉ huy, cũng vẫn tại không ngừng trùng phong. Mà Độc Cô Lâm đại quân chỉ tại không ngừng xoay tròn, đem những linh thú này từng cái tách rời, biến thành từng cái tiểu phương trận đơn độc đối mặt. Đến sau cùng, tất cả linh thú đại quân đều bị chia cắt ra tới. Tuy nhiên bọn họ bị gây nên thú tính sau tương đương tàn bạo, nhưng là không biết sao, nguyên bản nghĩa vô phản cố trùng phong bọn họ, trong đại trận này đúng là theo Độc Cô Lâm đại quân trùng kích mà thay đổi phương hướng. Sau cùng càng là nước chảy bèo trôi theo sát Thiên Vũ đại quân tiến lên phương hướng cùng một chỗ chuyển lấy phân chuồng. Dần dần, những linh thú này đầu liền có chút mơ hồ, thú tính cũng dần dần làm nhạt xuống tới, không còn như vậy tàn bạo. Huyết Ảnh Lang ở trong trận nhìn đến khẩn trương, hận đến nghiến răng nghiến lợi, Độc Cô Lâm bộ này chiến trận vậy mà thật để đám hung thú này thú tính bình tĩnh trở lại, đây rõ ràng cũng là nhằm vào hắn mà đến. Độc Cô Lâm tọa trấn trung ương chỉ huy, cũng là cười lạnh, tiếp tục chỉ huy đại quân biến hóa trận hình, không để bọn hắn tìm tới phá vây ra ngoài đột phá khẩu. Chỉ cần một lúc sau, những linh thú này mệt, vậy con này linh thú đại quân thì triệt để phế. Đến lúc đó muốn cầm cái này Huyết Ảnh Lang, dễ như trở bàn tay. Giờ này khắc này, Thiên Vũ tứ hổ đối Khuyển Nhung bốn lang vệ, ào ào tìm tới chính mình đối thủ, hoặc chiếm thượng phong, hoặc chỗ thế yếu. Rằng co không xong. Trong rừng rậm cặp kia lãnh mâu nhìn lấy đây hết thảy, âm thầm gật đầu, khen, Độc Cô Quân cũng là Độc Cô Quân, 10 năm không có giao thủ, y nguyên cường thịnh như vậy, khó có thể đối phó. Có điều, các ngươi trước kia có thể ngăn cản ta linh thú đại quân, trận chiến là trận thức chỉ huy. Hiện tại nóng lòng trở về cứu giá, vội vàng ở giữa, lại bị phục kích, há có nhiều như vậy chuẩn bị. Ha ha ha. Theo hắn đạo này cười khẽ phát ra, hưu một tiếng, bén nhọn tê minh vang lên, bên trong chiến trường đột nhiên lóe qua một đạo bạch mang, Độc Cô Hỏa còn không có kịp phản ứng, liền oanh một tiếng vang thật lớn, hắn toàn bộ chiến đội nhất thời liền bị đánh bay ra ngoài, nguyên bản sắp xếp chỉnh tề chiến trận, cũng tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Sát khí lạnh lẽo như là từng nhánh kiểu lưỡi kiếm sắc bén, nhất thời xuyên qua tán loạn quân trận, đột nhiên liền dẫn đi mấy ngàn tướng sĩ tánh mạng. Độc Cô Phong gặp này, bất giác giật mình, vội vàng chỉ huy chiến trận, một cái kết thúc đem cánh tay sắt lang quân trận ép ra, sau đó cấp tốc đi vào Độc Cô Hỏa đại quân trước đó, cải biến quân trận, toàn bộ hành trình phòng vệ, biến hóa trận hình, thuẫn bài thủ tiến lên, tường đồng vách sắt. Phanh phanh phanh. Bỗng nhiên, từng mặt khiên sắt tại mọi người trước người bố trí xuống, tất cả mọi người nguyên lực hòa làm một thể, nhất thời liền tại phía trước thiết trí ra một đạo vô hình bình chướng. Đạo bạch quang kia vào tới, đụng vào bình phong này phía trên, oanh một tiếng vang thật lớn, liền bị bắn ngược trở về. Thế nhưng là, cái kia cỗ trùng kích lực lại là để Độc Cô Phong ở bên trong mấy chục ngàn tướng sĩ, nhịn không được cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Chờ lần nữa nhìn về phía trước, lại thấy người tới là cái tay cầm ngân thương,
thân mang màu trắng khôi giáp thanh niên, phía sau hắn đồng dạng là một đội bạch ngân khôi giáp tướng sĩ, đúng là không có một con linh thú ở bên trong. Cái này tại Khuyển Nhung trong quân đội là 10 phần hiếm thấy, dù sao Khuyển Nhung người thiện ngữ linh thú, không có linh thú quân đội căn bản không hình thành nên chiến đấu lực. Khuyển Nhung người đối linh thú ỷ lại, đã đến khó có thể tự kềm chế trình độ. Thế nhưng là, người này lại là một ngoại lệ, tuy nhiên trong tay không có linh thú đại quân, nhưng ở Khuyển Nhung trong đại quân lại là một mực duy trì vĩnh viễn bất bại mạnh nhất chiến tích. Bát lang vệ đứng đầu, sát phá lang, trong mắt hơi hơi co rụt lại, cảm thụ lấy hắn cùng sau lưng các tướng sĩ trên thân cái kia cỗ lạnh lẽo sát khí, Độc Cô Phong trên đầu đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Độc Cô Hỏa càng là giật mình vội vàng một lần nữa tổ chức chiến trận, một khỏa trái tim nhỏ đều tại bịch bịch nhảy loạn, kém chút thì dọa cho đi ra. Vừa mới tình thế sự nguy hiểm, hắn kinh nghiệm xa trường, tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Cái này sát phá lang đại quân vừa ra tay, liền đem hắn chiến trận phá, tất cả tướng sĩ nguyên lực toàn bộ phân tán ra đến, trở thành lớn nhất nhỏ bé tồn tại. Lúc này, nếu là hắn tiếp tục trùng kích, chỉ sợ trong chớp mắt liền có thể đồ giết bọn hắn mấy chục ngàn người chúng, không quá mấy phút, bọn họ hơn 200 ngàn người sẽ chết thương tổn hầu như không còn, triệt để phế. May mắn lúc này Độc Cô Phong dẫn đội đến đây ngăn lại bọn họ, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, Độc Cô Hỏa không khỏi hướng Độc Cô Phong ném đi một cái cảm kích ánh mắt, Độc Cô Phong khẽ gật đầu, vui vẻ cười cười. Nhưng khi bọn họ đem ánh mắt hướng cái kia sát phá lang lúc, trong mắt cũng chỉ có thật sâu ngưng trọng. Nhất kích liền đem có dũng mãnh danh xưng Độc Cô Hỏa chiến đội đánh tan, cái này sát phá lang đại quân lực công kích cùng đột phá lực, đến tột cùng khủng bố cỡ nào a? Tại trước mặt bọn hắn, bọn họ cái này thiên vũ tứ hổ chiến trận, tựa hồ chỉ có phòng thủ phần. Thậm chí, cho dù nén giận bị đánh, cũng kháng không bao lâu thời gian. Độc Cô Lâm xa xa nhìn chỗ đó liếc một chút, trong lòng đồng dạng ngăn không được chìm xuống phía dưới. Không có trận thức phụ trợ, chân ướt chân ráo cùng cái này bát lang vệ đại quân xung đột chính diệt, bọn họ thật sự là thế yếu tràn đầy a. Riêng là, hiện tại bọn hắn vẫn là bị phục kích một phương, liền càng thêm không có phần thắng. Hưu. Thế mà, đúng vào lúc này, một đạo mạnh mẽ bóng người lại là vạch phá không trung, bỗng nhiên rơi xuống chiến trường vị trí trung ương nhất. Đụng một tiếng, đem trường đao trong tay lập tại mặt đất, tay vịn râu dài, uy phong lẫm liệt nói, truyền lão phu lệnh, đại quân tập kết, bố long hồn trận. Mọi người quay đầu xem xét, bất giác ánh mắt sáng lên, người này không là người khác, chính là đại nguyên soái Độc Cô Chiến Thiên không thể nghi ngờ. Kết quả là, tứ hổ cũng không ham chiến, ào ào bắt đầu hướng trung ương tụ lại đi qua. Độc Cô Phong cùng Độc Cô Hỏa rút lui, thép lưng sói, cánh tay sắt sói cùng sát phá lang cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem, cũng không đuổi theo, Độc Cô Sơn rút lui, Phong Hống Lang trùng kích tốc độ nhất thời buông lỏng, trệ tại nguyên chỗ, Độc Cô Lâm rút lui, Mê Tung trận cũng giải, Huyết Ảnh Lang lúc này mang theo linh thú đại quân, thu hoạch được tự do, lần nữa tiến vào khát máu trạng thái. Thế nhưng là, bọn họ đều không tại hành động, mà chính là chăm chú nhìn Độc Cô đại quân động tĩnh, xem bọn hắn lại tập hợp một chỗ, làm thành một vòng, bày ra cái kỳ dị trận hình. Thiên Vũ Tứ Hổ dẫn đội phân biệt trấn thủ tứ phương, Độc Cô Chiến Thiên tỏa trấn trung ương, hồng quang đầy mặt, không có chút nào bị vây nhốt xu hướng suy tàn. Năm tên tiểu tử, các ngươi có phải hay không coi là, chúng ta không có sớm bố trí phòng ngự trận thức, thì tuyệt đối không phải các ngươi địch thủ. Hừ hừ hừ, ta Độc Cô quân các huynh đệ còn không có yếu ớt như vậy. Tới tới tới, để lão phu đến tự mình lãnh giáo một chút các ngươi cái này năm cái ác lang, có bản lãnh gì đi. Độc Cô Chiến Thiên cười lớn một tiếng, bế nghệ ánh mắt quét về phía tại chỗ tất cả mọi người, làm cho dù là cái này Khuyển Nhung ngũ đại tướng quân, cũng không khỏi đến trong lòng run lên, âm thầm kính nể. Đã đây là lão nguyên soái ý tứ, vậy bọn ta năm người thì từ chối thì bất kính. Đưa tay ôm một cái quyền, sát phá lang cùng còn lại bốn người đưa cái ánh mắt, bọn họ liền cùng nhau gật gật đầu. Đón lấy, năm đội nhân mã lần nữa trùng phong, Phong Hống Lang cấp tốc tới trước, Huyết Ảnh Lang cuồng bạo tàn phá bừa bãi, thép lưng sói rợi kim lệ khí chấn động tâm hồn, cánh tay sắt sói sắc bén khó cản, giống như xé rách bầu trời. Thế mà, bốn người này chiến đội khí thế, lại tất cả đều không kịp sát phá lang cái này một nhân loại chiến đội ngập trời sát khí.
càng thêm để Thiên Vũ các tướng sĩ sợ mất mật. Thế nhưng là, ngay tại cái này ngũ đại chiến đội sắp vào tới Độc Cô đại quân trước người, giống như muốn san bằng hết thảy lúc, Độc Cô Chiến Thiên lại là trong mắt ngưng tụ, rút lên dưới thân trường đao, ngửa mặt lên trời giơ lên, nộ hống lên tiếng, long hồn trận, bàn long thiên phía dưới. Giống, vừa mới nói xong, nhưng nghe một tiếng long ngâm vang lên, Độc Cô Chiến Thiên cầu long trảm nguyệt trong đao lại thật có một con rồng hồn phi ra, mà Độc Cô đại quân tất cả mọi người cũng trong tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân nguyên lực hòa làm một thể. Chỉ một thoáng, toàn bộ đại quân ở giữa nguyên lực năng lượng, nhất thời hóa thành một mảnh như thực chất nước biển. Mà đầu này long hồn, cũng giống như rồng vào biển rộng giống như, tự do vui vẻ, liều mạng hấp thu trong nước biển năng lượng. Đây chính là, long nhập biển sâu liền xưng vương, chỉ là trong nháy mắt. Đầu này long hồn liền từ mấy chục mét tăng trưởng đến mấy chục trượng, lại đến mấy trăm trượng, sau cùng lại hoàn toàn hóa thành một đầu nhưng là uốn lượn dãy núi trùng điệp cự long, tại Độc Cô đại quân bên người du đáng, đem bọn hắn vững vàng bảo hộ ở trung gian. Mà cái kia năm đội nhân mã vào tới lúc, không khỏi trong lòng cả kinh, cũng đã không kịp dừng lại. Phanh 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 phanh. Năm đạo điếc tai tiếng vang phát ra. Ngũ lang vệ chiến trận nhất thời liền bị đầu này cự long bắn ngược trở về, cho dù là sát phá lang một đội cũng không ngoại lệ. Từng ngụm đỏ thẫm máu tươi ào ào phun ra, nương theo lấy từng tiếng gào rú kêu to, những cái kia linh thú toàn bộ bị đụng người ngã ngựa đổ, linh thú chiến trận, nhất thời sụp đổ. Trường đao trong tay vung lên, Độc Cô Chiến Thiên lần nữa đem long hồn thu hồi, nhẹ vịn chòm râu, trong mắt lóe lên không ai bị nổi ánh sáng, hừ nói, hiện tại các ngươi biết. Ta Độc Cô đại quân lợi hại đi. Chậm rãi bỏ người lên, ngũ lang vệ hung hăng nhìn chằm chằm Độc Cô Chiến Thiên không thả, trong mắt tràn đầy ghét hận cùng không cam lòng, nhưng cũng âm thầm tán phục. Không hổ là Thiên Vũ chiến thần, có hắn tại, nhánh đại quân này xác thực khó đối phó cực kỳ. Lạnh lùng liếc năm người liếc một chút, Độc Cô Chiến Thiên không còn đi xem, mà chính là cao giọng quát nói, Khuyển Nhung ngũ lang vệ đều tới. Liền một tấc cũng không rời thân người sát phá lang đều đến. Thác Bạc Thiết Sơn, người có phải hay không cũng nên đi ra gặp lão phu một mặt. Ha ha ha, lão phu này tới Thiên Vũ, cũng là muốn cùng lão nguyên soái làm đoạn, há có không thấy lý lẽ. Một tiếng cười khẽ từ trong rừng rậm truyền ra, một cái thân hình cao to, tóc mai điểm bạc nho nhã trung niên nam tử, tại mấy chục cái tùy tùng cùng đi, chậm rãi đi tới. Cái kia ngũ lang vệ nhìn thấy. Vội vàng bò người lên, hướng người kia khom người cúi đầu, cung kính nói, nguyên soái. Người này, chính là Khuyển Nhung binh mã đại nguyên soái, chiến thần Độc Cô Chiến Thiên địch nhân vốn có, Thác Bạt Thiết Sơn không thể nghi ngờ. Nhìn thấy lão đối thủ xuất hiện, Độc Cô Chiến Thiên cầm đao mà đứng, cởi mở cười to, ha ha ha. Thác Bạt Thiết Sơn, người êm đẹp Khuyển Nhung đại nguyên soái, không nghĩ cố cương bảo vệ lãnh thổ, lại ngàn dặm xa xôi chạy đến ta Thiên Vũ làm gì. Cái kia ra Cát Trường Phong lại cho ngươi chỗ tốt gì, có thể để ngươi dẫn 1 triệu hùng sư chạy đến nơi đây đến cùng lão phu gặp mặt, bên trong lương thảo kinh phí chỉ sợ cũng tốn kém không ít đi. Ha ha ha, Độc Cô Chiến Thiên, ngươi không cần dùng lời kích ta, đã lão phu có thể tự mình đến này, cũng là thụ ta hoàng ý chỉ làm việc, không phải ân oán cá nhân. Bất giác mỉm cười cười một tiếng, Thác Bạt Thiết Sơn thở sâu, thản nhiên nói, có điều. Lão phu chính mình cũng vui vẻ chạy chuyến này. Dù sao cũng là mấy chục năm lão đối thủ, đầu ngươi, lão phu cũng không nguyện để cho người khác tùy tiện lấy đi. Trong mắt tinh quang lóe lên, Độc Cô Chiến Thiên cười lạnh liên tục, hừ hừ, khẩu khí thật là lớn, chúng ta tương chiến mấy chục năm, chưa từng phân ra thắng bại. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, hôm nay ngươi thì có thể đánh bại lão phu sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Lông mày nhíu lại. Thác Bạt Thiết Sơn không khỏi cười khẽ một tiếng, ngày xưa chúng ta giao chiến, đều bằng bản sự. Ngươi có ngươi trận pháp chiến trận, ta có ta linh thú đại quân. Nhưng là hiện tại, ngươi chỉ có chiến trận mà không trận pháp, ta linh thú đại quân lại là không có chút nào tổn thất. Ngươi như hai cánh phi hổ thiếu một cánh, ta như phi long vào núi vẫn như cũ cho nên. Ngươi thực lực giảm lớn, thực lực của ta vẫn như cũ, cao thấp đã phán. Tuy nhiên như thế quyết chiến có chút thắng không anh hùng, nhưng binh pháp có lời, binh bất yếm trá, hôm nay bại trận, ngươi cũng liền khác oán trời trách đất. Độc Cô Chiến Thiên lạnh lùng theo dõi hắn, lại là từ chối cho ý kiến cười một tiếng, trường đao vung lên,
chỉ tại chỗ binh sĩ nói, ta Độc Cô Chiến Thiên mang ra binh, anh dũng thiện chiến, hướng không sợ chết, cho dù không có trận pháp đem trợ, cũng so ngươi những cái kia xúc sinh mạnh. Chẳng lẽ ngươi không thấy được vừa mới, lão phu đã đánh lui ngươi năm lộ đại quân trùng phong sao? Há, thật sao? Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị đường cong, Thác Bạt Thiết Sơn tỉ mỉ quét vào chàng tất cả mọi người liếc một chút, lại là suy cười ra tiếng, Độc Cô lão nhi, người bộ này trò xiếc lừa gạt một chút ta thủ hạ cái kia bát lang vệ còn có thể, nhưng muốn giấu giếm được lão phu hai mắt, lại là quá mơ mộng hão huyền chút. Trong mắt tinh quang lóe lên, Thác Bạt Thiết Sơn đột nhiên thân thủ chỉ hướng Độc Cô quân những cái kia tướng sĩ, mỉa mai lên tiếng, Độc Cô quân luôn luôn dũng mãnh. Cho dù không ngủ không nghỉ chinh chiến mấy tháng, cũng tuyệt không sinh vẻ mệt mỏi, lão phu rất là giải. Nhưng là vì sao tại ngươi vừa mới chiêu kia xử xuất về sau, toàn bộ đại quân liền đã có chút thở hồng hộc đâu? Mi đầu bất giác lắc một cái, Độc Cô Chiến Thiên rìa mép động động, lại là khôi phục lại bình tĩnh sắc mặt. Nhưng là Thiên Vũ Tứ Hổ tâm lại là hơi hồi hộp một chút, dần dần trở nên nặng nề. Ha ha ha! Lão phu mặc dù không sở trường trận đạo chi thuật, nhưng cũng hiểu biết, phàm là trận pháp, đều là lấy linh thạch làm cơ sở, mượn thiên địa lực lượng vận chuyển. Nhưng là vừa vặn ngươi một chiêu kia, lực lượng từ đâu mà đến? Nếu là lão phu không có đoán sai lời nói, ngươi trường đao bên trong cất giấu lấy đầu kia long hồn, bản thân không có lớn như vậy lực lượng, là thông qua thôn phệ toàn quân tướng sĩ nguyên lực, mới phát huy chớ đại năng lượng, đem lão phu cái này năm lộ đại quân đẩy lui. Không khỏi quỷ dị cười một tiếng, Thác Bạt Thiết Sơn dường như xem thấu hết thảy, quát lớn, nhưng là cứ như vậy, đối toàn quân tướng sĩ nguyên lực là cực kỳ tiêu hao. Ngươi như dùng cái này chiêu cố thủ, không ra hai ba hội hợp, tất nhiên toàn quân tê liệt, quân lính tan rã. Mà lão phu linh thú quân đoàn, cũng chỉ cần xông lên hai ba lần mà thôi. Mặc dù sẽ thụ điểm trọng thương, nhưng là đối với chúng ta cái này da dày thịt béo linh thú tới nói, lại là chẳng phải vội vàng. Độc Cô Chiến Thiên, người chỗ lấy sử xuất chiêu này, đã chứng minh người đi vào tuyệt cảnh, không thể làm gì. Nếu không, tất sẽ không làm như thế uống chậm chỉ khát tiến hành. Hôm nay người đã bại, thúc thủ chịu trói đi. Lời vừa nói ra, cái kia ngũ lang vệ ào ào trong mắt sáng lên, lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Chúng ta làm lão nhi này có này đại chiêu, trước kia làm sao chưa thấy qua, nguyên lai chỉ là vùng vẫy giấy chết chướng nhãn pháp thôi. Đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, không có gì lớn không. Trong lúc nhất thời, ngũ lang vệ lại lộ ra nụ cười dữ tợn, chỉ huy chiến trận, chuẩn bị trùng phong. Thiên Vũ Tứ Hổ gặp, ào ào sắc mặt quính lên, nhìn về phía Độc Cô Chiến Thiên, trưng cầu hắn ý kiến, cùng nói, nguyên soái. Ánh mắt khẽ híp một cái, Độc Cô Chiến Thiên suy nghĩ một chút, thì thào lên tiếng, các ngươi có nhớ hay không, cách nơi này ngoài 10 dặm có một cô hồng cốc. Địa thế hiểm yếu, chỉ có một chỗ cửa vào, dễ thủ khó công, quả thật phòng thủ chi đất lành. Một hồi chúng ta dùng long hồn trận thứ hai thức phá vây, cấp tốc tiến vào trong cốc, lưng cốc mà thủ, phải có một đường sinh cơ. Thế nhưng là nghĩa phụ. Thế mà, hắn lời ấy vừa ra, Độc Cô Lâm liền một mặt lo lắng nói, nguyên soái không thể, chẳng lẽ ngài quên năm đó đại tế Ti Vân Huyền Cơ đối với ngài căn dặn sao? Cái này cô Hồng Cốc cùng ngài mệnh bên trong xung khắc, cắt không có thể tùy ý tiến vào a. Cô Hồng rơi diệp tùy phong đi, vừa vào đáy cốc không gặp vua. Rìa mép hơi hơi run run, Độc Cô Chiến Thiên không khỏi thở dài lên tiếng, cái này là năm đó đại tế ti cho lão phu lời bình luận, hắn nói lão phu phục họ Độc Cô, tục danh Chiến Thiên, làm trái thiên kháng lệnh chi ý, chúng đích phạm húy. Cái này cô Hồng Cốc, chính là lão phu chỗ chết. Vừa vào cô Hồng, tựa như lá rụng về cội, cũng không thể ra ngoài được nữa. Có điều, bây giờ tình thế nguy cấp, lão phu lại có thể bởi vì mệnh số chi ngôn, thì đưa toàn quân 1.000.000 tướng sĩ tánh mạng tại không để ý. Ha ha ha, cởi mở cười cười, Độc Cô Chiến Thiên hăng hái, hét lớn lên tiếng, Tứ Hổ nghe lệnh, long hồn trận, phi long tại thiên. Trong lòng bất giác run lên, Tứ Hổ hốc mắt đều có chút ẩm ướt, nhưng vẫn như cũ hung hăng liền ôm quyền. Hét lớn lên tiếng, cẩn tuân nguyên soái tướng lệnh. Sau một khắc, Tứ Hổ lần nữa các tổ chức, chỉ huy chiến trận, bắt đầu trận hình biến hóa. Thác Bạt Thiết Sơn gặp này, mì đầu bất giác nhíu một cái, trong lòng cảm thấy không ổn, lập tức hạ lệnh, ngũ lang vệ nghe lệnh, sát phá lang cầm đầu,
bốn lang vệ hộ tại hai bên, phi hổ trận đột kích. Vâng. Ngũ lang vệ liền ôm quyền, cũng ào ào chỉ huy chiến trận, hướng về phía trước vọt mạnh mà đi. Chỉ một thoáng, gió dục mây vần, lệ phong gào thét, ngũ lang vệ hóa vì một thanh dao nhọn, mang lấy mấy chục vạn linh thú chỉ huy, mang theo không gì địch nổi khí thế, hướng về Độc Cô đại quân hung ác tiến lên. Cái kia cỗ hung thú gào thét, càng làm cho trong vòng phương viên trăm dặm mãnh thú phi điểu, giật mình run như cầy sấy, sợ hãi tại chính mình ổ huyệt bên trong không dám ra tới. Độc Cô đại quân bên trong thì là lão nguyên soái Độc Cô Chiến Thiên tay cầm trường đao, dẫn đầu xông lên phía trước nhất, sau đó Thiên Vũ tứ hổ dẫn đội theo sát ở phía sau, như một hàng dài giống như xung kích về đằng trước. Ngũ lang vệ gặp này, bất giác cùng nhau mỉm cười cười ra tiếng, chỉ là xếp thành một hàng dài mà thôi, chỉ là chỉnh quân chi trận, cũng không công kích phòng ngự lực. Độc Cô lão nguyên soái, ngài xuất ra thấp như vậy kém chiến trận đi ra, cũng quá xem thường chúng ta năm người đi. Hừ, không có kiến thức tiểu tử, đây cũng không phải là trường xà trận, mà là chân chính phi long tại thiên trận. Vừa mới nói xong, Độc Cô Chiến Thiên râu tóc phấn khởi, nâng đao hướng lên trời. Nhưng nghe một tiếng long ngâm thanh dương, đao kia bên trong long hồn đúng là lại một lần nữa bay lên không trung. Chỉ là lần này, nó cũng không cần lại ấp ủ rất lâu, thôn vệ chúng tướng nguyên lực. Mà chính là đánh ngay từ đầu xuất hiện, thì trong nháy mắt cùng tất cả mọi người nguyên lực hòa làm một thể. Chỉ là trong nháy mắt, vừa mới nhìn qua còn giống như dở dở ương ương xếp thành một hàng dài Độc Cô đại quân, trong nháy mắt chính là hóa thành một đầu chánh thức cự long, đằng không bay lên. Mà cái kia trăm vạn đại quân, ngay tại cự long thể nội bao vây lấy. Thấy tình cảnh này, Thác Bạt Thiết Sơn không khỏi trong mắt co rụt lại, quá sợ hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này long hồn trận không chỉ là phòng ngự trận thức, vẫn là đột kích trận thức. Thế nhưng là, chỉ là phòng ngự liền đã để toàn quân trên dưới thở hồng hộc, muốn là đột kích tiến công lời nói, cái kia hao phí nguyên lực. Nghĩ tới đây, Thác Bạt Thiết Sơn không khỏi ánh mắt hơi khép, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đụng! Đúng lúc này, ngũ lang vệ đại quân cùng Độc Cô đại quân phi long tại thiên trận cũng hung hăng đụng nhau. Không ngoài sở liệu, tại một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ vang bên trong, ngũ lang vệ phi hổ trận trong nháy mắt liền bị đầu này to lớn không tưởng nổi cự long đụng tản ra. Phốc phốc phốc! Nhịn không được phun ra từng ngụm máu tươi, mọi người ào ào té xuống đất, khóe miệng xẹt qua từng đạo đỏ tươi. Mà những cái kia linh thú cũng là đen đủi, như giống như sao băng nặng nề mà nện xuống, lúc này thì có gần vạn con linh thú không có khí tức, một nửa trở lên bị thương nặng. Nhìn lấy cái kia Độc Cô đại quân hóa thành cự long hướng nơi xa bay đi, ngũ lang vệ trong mắt, đã tràn đầy vẻ chấn động. Nguyên soái, đến tiếp xuống nên làm cái gì? Sát Phá Lang chà chà khóe miệng vết máu, đi vào Thác Bạt Thiết Sơn trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn tác chiến cả đời, chưa bao giờ thua trận, có đại chiến, càng là tại giây lát ở giữa liền có thể đem đối thủ toàn diệt, không có chút nào nửa điểm niềm vui thú có thể nói. Nhưng chỉ có gặp phải Độc Cô đại quân, mới có thể để cho hắn hưng phấn lên, cảm thấy đây là một cái có đánh bại giá trị đối thủ. Minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng, Thác Bạt Thiết Sơn trầm ngâm một chút, nhạt cười ra tiếng, đuổi theo, bọn họ chạy không bao xa. Còn truy, nguyên soái, vừa mới chiều kia, chúng ta thế nhưng là chịu nhiều đau khổ. Thì coi như chúng ta đuổi kịp, lại có thể chịu hắn gì? Phong Hống Lang nghe đến, bất giác nghi hoặc lên tiếng. Thác Bạt Thiết Sơn cười lạnh nói, nếu là chiêu kia thật lợi hại như vậy, hắn cần gì phải chạy trốn. Lấy cái kia trận thức làm phòng thủ, đã khiến đại quân thể lực tiêu hao rất lớn, lúc này hắn làm đột kích chi dụng, cái này Độc Cô đại quân còn có lại chiến lực khí sao. Hừ hừ hừ, lúc này, mới là đánh bại bọn họ thời cơ tốt nhất. Nghe được lời này, mọi người bất giác hai mắt tỏa sáng, ào ào gật đầu nói phải. Kết quả là, tại an bài tốt người bị thương ngay tại chỗ tu dưỡng về sau, Thác Bạt Thiết Sơn mang theo ngũ lang vệ hướng về Độc Cô đại quân chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nửa canh giờ về sau, đầu kia trăm vạn đại quân hình thành cự long, cuối cùng rơi xuống đất. Thế nhưng là, làm cái kia long hồn tán đi về sau, xuất hiện lại là từng cái sắc mặt tái nhợt bóng người. Đón lấy, nương theo lấy phốc 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 từng tiếng trầm đục phát ra, trong đại quân không ngừng có người té ngã. Trong nháy mắt không có khí tức. Thiên Vũ tứ hổ đồng dạng thở hổn hển, tiến lên xem, lại là phát hiện,
bọn họ đều là tinh lực hao hết mà chết. Cái này long hồn trận, thực đang tiêu hao quá lớn. Độc Cô Phong nhìn lấy đây hết thảy, mí mắt khẽ run, thở dài lên tiếng. Độc Cô Chiến Thiên cũng là trong lòng ai thán, không đành lòng nhắm lại song đồng, lẩm bẩm nói các ngươi. Đi xem kỹ một chút, tổn thương như thế nào. Vâng. Tứ Hổ liền ôm quyền, liền đi kiểm kê nhân số, chỉ chốc lát sau lại đi về tới, khom người nói, khởi bẩm nguyên soái, đã có gần 300.000 huynh đệ. Hy sinh. Còn chưa khai chiến, liền tổn hại 1/3 binh lực, đây là ta Độc Cô đại quân thành lập đến bây giờ, trước đó chưa từng có a. Lão Phu, thẹn đối với mấy cái này tướng sĩ. Độc Cô Chiến Thiên thở dài một tiếng, nước mắt tuôn đầy mặt. Thiên Vũ Tứ Hổ gặp, cũng là trong lòng bi thương. Cái này có thể nói là, Độc Cô quân lớn nhất từ trước tới nay bại trận. Nguyên soái, phía trước cách đó không xa cũng là Cô Hồng Cốc, ta muốn Thác Bạt Thiết Sơn bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới, chúng ta vẫn là nhanh chóng chuẩn bị cho thỏa đáng. Xa xa hướng về phía trước nhìn xem. Độc Cô Lâm trầm ngâm nửa ngày, đề nghị. Độc Cô Chiến Thiên thu thập tâm tình, khẽ gật đầu, dẫn đội hướng Cô Hồng Cốc đi đến. Chỉ là gần tiến trước đó, nhìn lấy miệng cốc cây kia đứng thẳng một khối dùng chu sa viết Cô Hồng Cốc ba chữ cự thạch, lại cảm thụ lấy trong cốc thỉnh thoảng truyền ra trận trận hàn khí. Không lý do, Độc Cô Chiến Thiên trong lòng lại phát lên từng tia bi thương cảm giác. Có lẽ, Lão Phu thật sẽ mất mạng nơi này đi. Thở dài ra một hơi. Lắc đầu, Độc Cô Chiến Thiên một ngựa đi đầu, bước vào, bọn người tướng sĩ cũng theo thật sát, rất nhanh liền ẩn nặc tại cái kia trong cốc lạnh lẽo vũ khí ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Oanh long long long, khắp nơi từng trận chập trùng, phát ra điếc tai tiếng vang, từng đội linh thú đại quân, đạp lên đều nhịp tốc độ, dần dần xuất hiện tại một đạo tràn đầy thương xương mù trắng miệng sơn cốc. Miệng cốc bên ngoài thiết lập lấy một tảng đá lớn. Phía trên dùng chu sa viết Cô Hồng Cốc ba chữ. Ngừng. Linh thú đại quân phía trước nhất một vị tóc mai điểm bạc trung niên nho sĩ phất phất tay, tất cả linh thú liền tất cả đều CKIT. T, T một tiếng, dừng bước lại. Ngũ lang vệ sau đó đi vào trước mặt hắn, đủ hỏi, nguyên soái làm sao? Thật sâu dò xét một phen tòa này bị pha trộn vũ khí bao phủ sơn cốc, Thác Bạt Thiết Sơn khẽ vuốt chòm râu, suy nghĩ rất lâu, thản nhiên nói. Độc Cô lão nhi vừa mới phá vây, chỗ hao tổn quân sĩ khí lực cực lớn, không có khả năng chạy ra bao xa. Mà cái này trong vòng phương viên trăm dặm, cũng không cái gì ẩn nấp chỗ, có thể giấu trăm vạn đại quân. Cũng chỉ có này quỷ dị sơn cốc, còn có thể ẩn nấp sơ qua. Phong Hống Lang nghe lệnh, trước trận điểm tướng, chọn lựa tinh binh cường tướng nhập trong cốc tìm tòi hư thực, nhanh chóng đến báo. Thác Bạt Thiết Sơn trong mắt ngưng tụ, lúc này ra lệnh. Phong Hống Lang liền ôm quyền, bình tĩnh nói, đúng, mà tướng tuân lệnh. Đón lấy, hắn liền lập tức ở phía sau quân sĩ bên trong chọn lựa tướng tài đắc lực mấy ngàn người, tạo thành thám báo đội. Dưới háng cưỡi hung hãn linh thú, hướng bên trong thung lũng kia tiến vào. Thế mà, hắn mới vừa tiến vào sơn cốc, lại là đột nhiên xảy ra dị biến. Nhưng nghe từng đạo phong khởi lôi minh thanh âm nổ vang, ngập trời liệt diễm đột nhiên từ dưới chân bọn hắn sinh ra. Giống như từng cái hỏa xà giống như, nhất thời liền đem bọn hắn bao vây lại, nhốt ở bên trong. Phong Hống Lang gặp này, không khỏi quá sợ hãi, kêu lên, không tốt, là trận pháp, mau bỏ đi. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn muốn rút lui, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ thấy hắn vừa định quay đầu, một cái thanh sắc quang mang liền đột nhiên từ hắn bên người xuất hiện, chỉ là một trong nháy mắt, liền đụng một tiếng đụng tới. Nhất thời đem bọn hắn cái này mấy ngàn linh thú chiến trận hoàn toàn đánh tan, không hình thành nên chiến lực. Phong Hống Lang nhấc mắt nhìn đi, bất giác hung hăng khẽ cắn môi, Độc Cô Phong, là ngươi. Hắc hắc hắc, chính là ta, ngươi trúng kế. Nhếch miệng cười một tiếng, Độc Cô Phong mang theo chiến đội tiếp tục hướng hắn nơi này vọt tới. Thả mắt nhìn đi, phía sau hắn, lại có mấy vạn chi chúng. Mà lại từng cái cường tráng thể kiện, khí thế rộng rãi. Nơi nào có nửa điểm khí hư chi tượng. Thế nhưng là xem xét lại hắn nơi này, đã là linh thú chiến trận tán loạn, không hình thành nên chiến lực, chỉ là trong nháy mắt công phu, mấy trăm đầu linh thú thì tất cả đều tại từng tiếng kêu gào bên trong ngã vào trong vũng máu. Bất quá, đây là linh thú, mới có thể chỉ tổn thất mấy trăm đầu,
nếu là đổi lại tiếng người, chỉ sợ hiện tại sớm đã mấy ngàn người mất đi sinh sống. Hắn nãi nãi, cái này Độc Cô đại quân chiến lực không mất, chỉ dựa vào hắn chút nhân mã này, tái chiến tiếp sẽ chỉ toàn quân bị diệt. Việc cấp bách, vẫn là nhanh chóng rút lui vì là. Nghĩ như vậy, Phong Hống Lang không dừng lại thêm, lập tức tổ chức lên còn thừa linh thú quân đoàn, trong tay đánh quyết, vận dụng bí pháp, đột nhiên tăng thêm tốc độ, hướng cốc chạy ra ngoài, thỉnh thoảng còn quay đầu hét lớn, Độc Cô Phong, có loại đi theo ta. Hừ, người chớ có dùng lời nói kích ta, lão tử mới không mắc mưu. Cười lạnh, Độc Cô Phong lúc này dừng lại đội ngũ, bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn lấy hắn dần dần biến mất bóng người. Phong Hống Lang quay đầu nhìn hắn không có đuổi theo, cũng là không khỏi thở phào một hơi. Vừa mới cái kia lời nói, thực là phản kích chi pháp, hắn mắt cũng là không cho Độc Cô Phong truy. Nếu không mà nói, lấy Độc Cô Phong nhanh như gió, chỉ sợ hắn còn không có xông ra cốc đi, liền đã bị người ta ngăn lại, đoàn diệt. Hiện tại vừa vặn, Độc Cô Phong cho là hắn đây là dụ địch kế sách, ngược lại không dám truy, để hắn trốn qua một kiếp. Thế nhưng là, hắn lại làm sao biết, đây là Độc Cô Phong cố ý gây nên, tha hắn một lần đâu. Đại ca, không biết nguyên soái cái này không thành kế, bọn họ hội sẽ không mắc lừa. Xa xa nhìn một chút Phong Hống Lang biến mất phương hướng, Độc Cô Lâm chẳng biết lúc nào đi vào Độc Cô Phong trước mặt, ngưng lông mày thở dài. Độc Cô Phong cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, đạm mạc gật đầu, đúng vậy a, nếu là bọn họ không tin lời nói, bọn họ cái kia gần trăm vạn đại quân xông tới, chúng ta thế nhưng là lại không có năng lực ngăn cản, dù sao. Nói đến đây, Độc Cô Phong quay đầu nhìn một chút sau lưng cái kia mấy chục ngàn tướng sĩ, lo lắng nói, chúng ta có thể cầm ra chiến lực, chỉ có nhiều như vậy a. Một phương diện khác, Phong Hống Lang vạn phần chật vật mang theo còn sót lại binh mã trốn tới. Sau lưng đã tất cả đều là tàn binh bại tướng. Thác Bà Thiết Sơn gặp, không khỏi quính lên, vội vàng hỏi nói, Phong Hống Lang, tình huống như thế nào? Vừa mới bản soái nghe người động tĩnh, tựa như là chúng phục kích. Khởi bẩm nguyên soái, như ngài sở liệu, Độc Cô đại quân chính trong cốc dựng trại đóng quân. Thế nhưng là giờ này khắc này, bọn họ đã bố trí xong trận thức, cái này miệng cốc lại rất nhỏ hẹp, ta khuyển nhung linh thú đại quân căn bản không thi triển được a. Nhưng nếu là chỉ đem chút ít linh thú xông vào, cũng chỉ có bị đánh phần. Nói đến đây, Phong Hống Lang cũng mặt hiện ngượng nghịu, không biết nên như thế nào hành sự. Thác Bà Thiết Sơn trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, thế nhưng là. Cho dù bọn họ hiện tại bố trí xong phòng ngự trận thức, đại quân hẳn là cũng không có bao nhiêu khí lực đi. Không không không, bọn họ khí lực tương đương sung mãn, Độc Cô Phong chiến đội tựa hồ hoàn toàn không có có chịu ảnh hưởng. Thực lực vẫn như cũ mạnh mẽ như vậy. Dựa vào trận kia thức chỉ uy, chỉ là trong nháy mắt, thuộc hạ liền bị đánh cho tàn phế. Phong Hống Lang thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Thác Bà Thiết Sơn trong lòng vẫn như cũ nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía một bên Sát Phá Lang nói, Sát Phá Lang, người đi thử xem bọn họ hư thực. Bất quá người phải cẩn thận, nếu là bọn họ chân thực lực vẫn còn tồn tại, cắt không thể ham chiến, nhất định muốn trở về bẩm báo. Vâng. Sát Phá Lang gật đầu một cái, khom người lĩnh mệnh, sau đó liền từ chính mình cái kia một đội sát khí đằng đằng tướng sĩ bên trong, chọn lựa mấy ngàn khôn khéo tài giỏi người, tạo thành đột kích đội, hướng sơn cốc phát ra trùng phong. Thế nhưng là, làm hắn mới vừa tiến vào miệng cốc về sau, cùng Phong Hống Lang đồng dạng, thiên lôi địa hỏa đột nhiên ở trước mặt hắn xuất hiện. Thế nhưng là hắn lại không hề sợ hãi. Trong tay phương thiên hỏa kích ở phía trước vung lên liền giết ra một con đường tới. Thế mà, còn không đợi hắn tiếp tục vò tới trước, một đạo thanh mang lại là đột nhiên xuất hiện, không ngờ là Độc Cô Phong dẫn đội hướng hắn nơi này công tới, thậm chí thấy là hắn, Độc Cô Phong còn lớn hơn cười liên tục, ha ha ha. Bát Lang vệ đứng đầu Sát Phá Lang, tự mình đến đây, nếu là đem hắn cầm, thế nhưng là tương đương với đoạn Thác Bạt Thiết Sơn một tay a. Hừ. Muốn cầm ta, người có bản sự kia sao? Cười lạnh, Sát Phá Lang từ chối cho ý kiến, sau lưng chiến trận tất cả sát khí ngừng ở một tay, cái kia phương thiên hỏa kích lên đều phát ra chói tai tiếng ong bay. Đụng, một tiếng vang thật lớn, vệt trắng cùng thanh mang đan xen vào nhau, lại là thoáng qua tức thì. Độc Cô Phong chiến đội nhất thời liền bị Sát Phá Lang ngày này kích vạch một cái, đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là,
còn không đợi hắn lộ ra khinh miệt thần sắc, lại là từng tiếng giết hô chấn thiên theo miệng cốc bốn phương tám hướng vang lên. Thả mắt nhìn đi, lại chính gặp Độc Cô Lâm, Độc Cô Hỏa, Độc Cô Sơn ba người, mỗi người các mang gần 100.000 binh mã hướng hắn nơi này vọt tới. Mà lại, cái kia sau lưng tướng sĩ, cũng là cái khí thế bất phàm, đầy mặt hung sát, nơi nào có hư thoát cảm giác. Chẳng lẽ nói, Độc Cô đại quân thật còn có đại bộ phận chiến lực. Ánh mắt khẽ híp một cái, Sát Phá Lang vung tay lên, tổ chức nhân mã hướng về sau rút lui, không dám ham chiến. Tuy nhiên hắn rất tự phụ, nhưng cũng minh bạch, đối mặt tứ hổ liên thủ, hắn vẫn là tương đối cố hết sức, chớ nói chi là nơi này là người ta địa bàn, sớm đã bố trí xuống trận thức. Nếu là một khi chiến lên, hắn phần thắng cũng không lớn. Kết quả là, tại mênh mông trong sương mù trắng, Sát Phá Lang bóng người rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là, hắn tuyệt đối nghĩ không ra là, ngay tại hắn biến mất trong tích tắc, đến đây gấp rút tiếp viện ba người sau lưng tướng sĩ, cũng là biến đến mở đi, đến sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ba người tới Độc Cô Phong trước mặt, Độc Cô Lâm không khỏi cười khổ một tiếng, quan tâm nói, đại ca, người vẫn tốt chứ? Thật sâu hít một hơi, Độc Cô Phong bất giác che che ngực miệng, đạm mạc gật đầu, cười nói, không có việc gì, cũng là ở ngực có chút tố. Cái này Sát Phá Lang, quả nhiên lợi hại cực kỳ. Đúng vậy a, may mắn lần này nghĩa phụ có dự kiến trước, biết Thác Bạt Thiết Sơn lão nhi kia còn muốn phái người lại dò xét, liền sớm làm chuẩn bị. Vội vàng phía dưới, một cái phong hỏa trận, một cái thiên lôi trận, còn có huyễn ảnh trận, là tuyệt đối không chặn được bọn họ. Bất quá hù dọa một chút, ngược lại là có thể, ha ha ha. Độc Cô Lâm khẽ cười một tiếng nói, đại ca, trước mắt cũng liền người chỗ này mấy chục ngàn tướng sĩ là thật, ba người chúng ta đều là phô trương thanh thế mà thôi. Muốn là vừa vặn cái kia Sát Phá Lang không có bị sợ chạy, ba người chúng ta vò tới trước mặt hắn, cũng chỉ có chịu chết phần. Vừa dứt lời, bốn người lẫn nhau nhìn xem về sau, đều là cười to lên. Mà Sát Phá Lang xông ra miệng cốc về sau, cũng không biết rõ đây hết thảy, ngược lại tin là thật, hướng Thác Bạt Thiết Sơn bẩm báo nói, khởi bẩm nguyên soái, bên trong xác thực bố trí mai phục. Mà lại Độc Cô đại quân chiến lực, cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Bằng vào ta đến xem, tối thiểu có 400.000 trở lên tinh binh có thể chiến, đến mức phục binh cũng không biết. 400.000 tinh binh phối hợp mắt xích trận thức, chúng ta muốn đánh hạ sơn cốc này, liền đã rất khó. Bất giác bất đắc dĩ lắc đầu, Thác Bạt Thiết Sơn mi đầu sâu nhăn, nghi hoặc lên tiếng, chẳng lẽ là lão phu phán đoán sai. Độc Cô lão nhi cái kia đại chiêu, cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều quân sĩ khí lực. Ai, cái kia lão già còn thật có chút tài năng, không phải dễ dàng đối phó như vậy nhân vật. Người tới, truyền lệnh xuống, đem núi này cốc đoàn đoàn vây lên, cạn lương thực đoạn thủy. Lão phu cũng không tin, bọn họ không ra. Trong mắt tinh quang lóe lên, Thác Bạt Thiết Sơn hét lớn lên tiếng. Trung tướng liền ôm quyền, ào ào lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, tứ hổ nhìn bên ngoài Khuyển Nhung đại quân đã dựng trại đóng quân, bắt đầu vây quanh hắn nhóm, biết sẽ không lại công, liền dẫn đội trở lại trong cốc đại doanh, chỉ để lại hơn 10 người bên ngoài xem chờ đợi là đủ. Đi vào soái trướng trước, thả mắt nhìn đi, trong cốc đã nằm đầy tướng sĩ. Tại cái kia chiêu phi long tại thiên về sau, bọn họ mặc dù không có khí lực hao hết mà chết, nhưng cũng đã hư thoát ngã xuống đất, muốn khôi phục, thực sự cần không ít thời gian. Cũng chỉ có còn sót lại mấy chục ngàn tu vi tương đối cao tướng sĩ, còn có thể cùng thiên vũ tứ hổ cùng một chỗ chống đỡ giữ thể diện, hù dọa một chút bên ngoài Khuyển Nhung đại quân. Nếu không mà nói, muốn để bọn hắn biết Độc Cô đại quân lúc này đã chỉ có không đến 100.000 người có thể dùng, sớm mẹ hắn như ong vỡ tổ xông tới. Bất quá dù vậy, hiện tại bọn hắn nguy cơ cũng còn không có vượt qua. Khởi bẩm nguyên soái, Khuyển Nhung đại quân tuy nhiên không dám tùy ý xâm chiếm, nhưng lại đem sơn cốc bao bọc vây quanh, chắc hẳn muốn đoạn ta lương thảo, mời nguyên soái chỉ thị. Thiên Vũ Tứ Hổ đi vào trước trướng, Độc Cô Phong đầu tiên khom người bái hạ. Độc Cô Chiến Thiên sắc mặt bi thương, nhắm mắt không nói, nghĩ đến là vô kế khả thi, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Độc Cô Lâm trầm ngâm một hồi, đột nhiên đề nghị, nếu không, chúng ta gửi thư tín cầu viện đi. Đi chỗ nào cầu viện? Đế đô lâm nguy, trước mắt bệ hạ an nguy còn không biết như thế nào,
chỗ nào có thể quản cho chúng ta. Chậm rãi mở ra hai con ngươi, Độc Cô Chiến Thiên không khỏi thở dài, ai có thể nghĩ tới, ta Độc Cô Chiến Thiên lại hội tại Thiên Vũ chính mình khu vực lâm nguy. Hừ hừ hừ, Gia Cát Trường Phong, ngươi chiêu này thật là tuyệt a. Thiên Vũ Tứ Hổ nghe, cũng là khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Có điều rất nhanh, Độc Cô Lâm liền lại đề nghị, nếu không, chúng ta hướng Tiểu Ngũ Cầu Viện thử một chút. Lời vừa nói ra, còn lại Tam Hổ nhất thời trong mắt sáng lên, tựa hồ lại nhìn đến hy vọng giống như. Không sai, Tiểu Ngũ cái kia ra hỏa hiện tại thế nhưng là liên tục đại thắng, thu bảy nhà cao thủ cho mình dùng, Xuân Phong đắc ý. Tuy nhiên Lạc Gia binh mã không nhiều, nhưng hắn thủ hạ cái kia Trác Phàm, lại là thủ đoạn quỷ dị, quả thực. Có lẽ đối với hôm nay chi vây, hắn hội có cái gì giải quyết con đường. Độc Cô Phong vỗ tay một cái, nhìn ba vị huynh đệ liếc một chút, hét to lớn tiếng. Còn lại hai người, cũng là liên tục gật đầu. Nhưng là, Độc Cô Chiến Thiên lại là sắc mặt nghiêm một chút, cả giận nói, im ngay, cầu viện một chuyện, làm tiếp hắn nghĩ. Mặc kệ cầu đến người nào trên cửa, đều tuyệt không thể hướng Lão Ngũ gửi thư tín. Ách, vì cái gì? Độc Cô Phong khẽ giật mình, không rõ ràng cho lắm. Thật sâu hít một hơi, Độc Cô Chiến Thiên trên mặt lóe qua một đạo buồn bã sắc, từ khi Trác Phàm đến Long Hồn, thành hoàng thất cái đinh trong mắt, Tiểu Ngũ không chút do dự cùng hắn đứng chung một chỗ về sau, cha con chúng ta chi tình liền đã đứt. Các người bị hại, xa trường gặp lại, không oán không hối. Huống chi, lúc trước chúng ta còn muốn đi tiêu diệt Lạc Gia, bây giờ lại ăn nói khép nép tới cửa cầu cứu. Thiên hạ cái nào có như thế vô sỉ sự tình. Thế nhưng là nguyên soái, Tiểu Ngũ hẳn là sẽ không để ý, dù sao, hắn tâm lý thế nhưng là một mực trang lấy ngài vị này phụ soái a. Độc Cô Phong tâm lý hơi hồi hộp một chút, suy nghĩ một chút, khuyên lơn. Khóe miệng Rear Map hơi hơi động động, Độc Cô Chiến Thiên trong mắt ít có lóe qua một đạo nhu sắc, nhưng rất nhanh lại biến thành kiên định, quát to, bốn người các ngươi đều cho lão phu nghe rõ ràng. Hôm nay khốn cục, không cho phép cho Tiểu Ngũ phát ngọc giản. Nếu không, quân pháp xử trí. Nguyên soái, mọi người đồng nói. Nhưng là Độc Cô Chiến Thiên vẫn như cũ ngoan cường khoát khoát tay, quát nói, hắn có lẽ còn đọc trước kia chi tình, nhưng khi đó đoạn tình tuyệt nghĩa, là lão phu sách đi ra. Hiện tại nguy nan thời khắc nhắc lại ngày đó chi tình, để cầu mạng sống. Như thế quả liêm vô sỉ sự tình, há lại lão phu Độc Cô Chiến Thiên gây nên. Bốn người các ngươi như coi là thật hướng Tiểu Ngũ cầu cứu lời nói, chính là hãm lão phu tại bất nhân bất nghĩa, cả đời trong sạch, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão phu, sẽ không còn thể diện lập giữa thiên địa. Trong lòng bất giác run lên, Thiên Vũ Tứ Hổ liếc nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ ai thán một tiếng, lắc đầu. Nghĩa phụ lời nói đều nói đến đây phần phía trên, bọn họ biết coi như lại khuyên cũng vô dụng, liền thật sâu cúi đầu, thở dài lui ra ngoài. Nhìn lấy bốn người rời đi bóng lưng, Độc Cô Chiến Thiên trong mắt, cũng không thấy lóe qua nồng đậm sầu bi. Đại ca, nhị ca, đã nghĩa phụ không để cho chúng ta hướng Tiểu Ngũ cầu viện, bây giờ nguy cơ, chúng ta cái kia như thế nào hành sự mới tốt. Ra đến chướng đến, bốn người tới một chỗ tối tăm bên trong, Độc Cô Hỏa ồm ồm mà nói. Độc Cô Lâm trầm ngâm một chút, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, bình tĩnh nói, ta hiện tại thì phát ngọc giản. Hướng Tiểu Ngũ cầu viện. Không thể, vừa mới nghĩa phụ lời nói ngươi không nghe thấy sao. Việc này liên quan nghĩa phụ khí tiết, như là Tiểu Ngũ thật đến, cho dù chúng ta được cứu, nghĩa phụ chỉ sợ cũng. Vội vã khoát khoát tay, Độc Cô Phong cau mày thâm tỏa, một mặt lo lắng. Độc Cô Lâm lại là nhíu mày, thản nhiên nói, đại ca, tam đệ, tứ đệ, không biết các ngươi có hay không cảm thấy, sự kiện này vô cùng kỳ quái. Cái gì kỳ quái, ba người cùng nhau hỏi. Cũng là bệ hạ để cho chúng ta tiêu diệt đế vương môn cùng Lạc Gia, một đường lên đều 10 phần bình tĩnh, thế nhưng là mắt thấy muốn chiến lên thời điểm, nhưng lại hạ chỉ triệu hồi chúng ta. Đế đô gặp nạn, bệ hạ vời chúng ta cần vương cứu giá, có gì có thể kỳ quái. Mi đầu lắc một cái, Độc Cô Phong nghi nói. Cái này xác thực không có gì kỳ quái, nhưng là bệ hạ là ai, người khác không rõ ràng. Chúng ta còn có thể không rõ ràng sao? Có thể châm ngòi Lạc Gia cùng đế vương môn khai chiến, lấy ngồi thu ngư ông chi lợi mưu đồ người, hội dễ dàng như vậy bị người đánh trở tay không kịp sao? Dù vậy, hắn cũng hẳn phải biết,
nước xa giải không gần lửa, làm sao có thể vội vàng hướng chúng ta hạ chỉ, làm đến hai bên đều thành không sự tình. Độc Cô Lâm yên tĩnh phân tích, còn lại ba người cũng là âm thầm suy nghĩ, khẽ gật đầu. Còn có, các ngươi không cảm thấy chúng ta lần này chúng phục kích, bị ép vào núi này, cũng tựa hồ là bị người thiết kế sao? Đón lấy, Độc Cô Lâm lại nói, chúng ta Độc Cô Đại Quân luôn luôn kinh nghiệm tác chiến phong phú, nếu không phải là bệ hạ cái kia đạo chiếu dụ, chúng ta há có thể như thế vội vàng lên đường, liền thám tử cũng không kịp thả, ngã vào cái này trong cạm bẫy. Ngươi nói là, cái kia chiếu dụ là giả. Gia Cát Trường Phong dùng cái này hống gạt chúng ta, lừa gạt chúng ta vào cuộc. Thân thể nhịn không được lắc một cái, Độc Cô Phong trong lòng kinh nghi bất định, nếu thật là như thế tới nói. Nói rõ đế đều đã bị chiếm đóng, bệ hạ ấn giám rơi vào Gia Cát Trường Phong trong tay, cho nên hắn có thể giả truyền ngự chỉ. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Độc Cô Lâm chậm rãi lắc đầu, thở dài cái này. Ta không xác định. Nhưng là có một người, nhất định biết tất cả mọi thứ. Người nào, mọi người cùng nói. Lạc gia đại quản gia, Trác Phàm. Trong mắt tinh quang lóe lên, Độc Cô Lâm bình tĩnh nói, các ngươi chẳng lẽ quên, tại Trác Phàm phát hiện chúng ta tung tích về sau, vẫn như cũ thản nhiên chỗ chi, an nhưng bất động. Lúc đó chúng ta cho là hắn cuồng vọng tự đại, ngay cả chúng ta Độc Cô đại quân trăm vạn hùng binh đều không để vào mắt. Nhưng là bây giờ nghĩ lại. Hắn rõ ràng cũng là sớm đã rõ ràng, chúng ta cùng hắn căn bản không đánh được, liền sẽ bị triệu hồi. Không khỏi sợ hãi cả kinh, Độc Cô Phong sắc mặt đại biến, nói như vậy đến, Gia Cát Trường Phong bên trong thông bán nước, Trác Phàm cũng tham dự bên trong. Vậy chúng ta hướng Tiểu Ngũ cầu viện, há không hoàn toàn không có hy vọng. Người nào không biết, bây giờ Lạc gia, Trác Phàm trưởng quản hết thảy. Nghe được lời này, còn lại hai người cũng là một mặt ngưng trọng. Độc Cô Lâm suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, thản nhiên nói, chưa hẳn, Tiểu Ngũ cùng với chúng ta lúc, từng không chỉ một lần đề cập qua, Trác Phàm tại Lạc gia, một mực là tìm kiếm nghĩ cách dựng nên hắn trong gia tộc gia chủ địa vị. Tuy nhiên nghiêm khắc, nhưng xưa nay không lấn chủ, thậm chí đối bọn hắn ý kiến tương đương tôn trọng. Cho nên, ta không cho rằng Lạc gia hội tham dự vào nhằm vào chúng ta Độc Cô đại quân trong âm mưu tới. Lại nói. Cho dù Trác Phàm có tham dự bên trong, từ Tiểu Ngũ ra mặt, chúng ta hẳn là cũng có thoát khốn tỷ lệ. Đến lúc đó, lại hướng Trác Phàm hỏi cho rõ, chân tướng hết thảy rõ ràng. Mọi người nghe xong, khẽ gật đầu, cho rằng lời ấy có lý. Có điều, nghĩa phụ hắn, Độc Cô Hỏa do dự một trận, lo lắng nói. Không khỏi mỉm cười cười một tiếng, Độc Cô Lâm thản nhiên nói, nghĩa phụ thể diện đương nhiên trọng yếu, là ta Ngọa Lâm Hổ. Độc Cô Lâm tham sống sợ chết, hướng Tiểu Ngũ cầu cứu, sau đó ta một mình gánh chịu. Ai, há có thể ngươi một người danh dự bị hao tổn, lại thêm ta một cái, ta cũng không muốn chết. Độc Cô Phong khoát khoát tay, cười khẽ một tiếng. Độc Cô Hỏa cùng Độc Cô Sơn gặp, cũng là nhún nhún vai, bĩu môi nói, đại ca nhị ca, lúc trước chúng ta tứ huynh đệ phát qua chí nguyện, đồng sinh cộng tử. Đã các ngươi muốn sinh, cũng mang chúng ta hai cái cùng một chỗ thôi. Nghe được lời này, bốn người lại lẫn nhau nhìn xem, cùng nhau cười to lên. Đón lấy, Độc Cô Lâm liền lấy bốn người danh nghĩa, đem ngọc giản phát ra khỏi sơn cốc. Xanh biếc ánh sáng thẳng vào mây trời, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại là mang theo toàn bộ Độc Cô đại quân sinh hy vọng. Chỉ là, bọn họ không có chú ý tới là, tại cách đó không xa trong rừng rậm, Độc Cô Chiến Thiên bóng người, chính chăm chú nhìn bọn họ nơi này. Trên mặt nổi lên một đạo vẻ mặt vui vẻ, Độc Cô Chiến Thiên thở dài một tiếng, cười lắc lắc đầu, ai, bốn cái ngốc hài tử, các ngươi về sau đường còn rất dài rất, cái này quả liêm thiếu hổ thẹn tiếng xấu, vẫn là để lão phu đến kháng đi. Nói, cái kia đạo dẻo dài bóng người, dần dần biến mất tại nồng đậm trong sương mù trắng. Một phương diện khác, Phong Lâm Thành Lạc ra trong một gian mật thất, Lệ Kinh Thiên đang lẳng lặng nằm tại một cái giường đá phía trên. Sắc mặt hơi có vẻ trắng xám. Hắn thân chu vi lấy hai người, chính là đại quản gia Trác Phàm cùng đan phòng trưởng lão Nghiêm Tùng. Tinh tế xem một phen, Nghiêm Tùng không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, than nhẹ lên tiếng, ai, cái này Lệ lão cũng thật sự là đầy đủ bướng bỉnh, thà rằng liều mạng gân mạch tận tổn hại mạo hiểm, cũng muốn xính nhất thời chi dũng. Hiện tại lầm cả đời, cái này cần gì phải đâu. Ha ha ha,
võ si thế giới, ngươi không hiểu. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Trác Phàm nhìn về phía Nghiêm Tùng, hí ngược nói, ngươi quên ban đầu ở Hoa Vũ Thành Bách Đan Thịnh Hội phía trên, ngươi cũng là vì cùng ta đánh bạc một hơi, từng ngụm tâm huyết liều mạng hướng ra phía ngoài nôn, thì vì tại luyện đan phía trên thắng ta một bậc. Ngươi chấp nhất, không kém hắn a. Nghe được lời này, Nghiêm Tùng cũng là cười ngây ngô lấy gật gật đầu, Trác quản gia lời này có lý, củ cải rau xanh, đều có chỗ thích. Lệ lão là võ si, lão phu là đan si. Hai người chúng ta đều là có thể vì chính mình chỗ tốt, liều hết tất cả người, ngược lại là cùng người một đường a. Hắc hắc hắc, ta thì yêu mến bọn ngươi đoạn đường này người, đầy đủ chấp nhất, có bồi dưỡng giá trị. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm hớn hở nhìn hai người liếc một chút, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Có điều, lão phu năm đó đại nạn không chết, bây giờ tại Trác quản gia bồi dưỡng ra, cũng nhập cửu phẩm luyện đan sư hàng ngũ. Nhưng là, Lệ lão hiện tại gân mạch đứt từng khúc, chỉ sợ đã là một phế nhân, sau này lại nên như thế nào chỗ chi đâu. Nếu là cho hắn biết sau này không cách nào lại tu luyện, đoán chừng so giết hắn trả thống khổ, ai? Bất đắc dĩ lắc đầu, Nghiêm Tùng thở dài lên tiếng, bây giờ có thể tạm thời giúp hắn chữa trị gân mạch, chỉ sợ chỉ có bổ đề tu căn, bất quá cái kia đồ chơi hiện tại đã bị luyện hóa biến mất, nên làm thế nào cho phải? Không không không. Thế mà, đúng lúc này, Trác Phàm lại là khoát khoát tay, cười khẽ một tiếng, bồ đề tu căn chính là thiên địa tinh hoa, có thể cung cấp liên tục không ngừng sinh mệnh khí tức, nhưng là đối với cường gân kiện mạch, lại không lớn như vậy hiệu lực. Cho dù hiện tại chúng ta còn có bồ đề tu căn, cũng chỉ có thể để Lệ lão khôi phục nguyên bản tu vi, nhưng gân mạch đứt gãy chỗ vẫn như cũ có chỗ tỉ vết. Cái này cho thấy, hắn sau này lại khó có chút tiến thêm khả năng. Hắn đem dừng bước tại thần chiếu đỉnh phong cánh cửa, rốt cuộc đột phá không? Đối với Lệ lão cái này võ si tới nói, vẫn như cũ là cái đả kích a. Ai, có thể khôi phục thực lực đã không tệ, còn suy nghĩ gì đột phá? Bật cười lắc đầu, Nghiêm Tùng đạm mạc lên tiếng. Ha ha ha, Nghiêm lão lời ấy sai rồi, nếu là chỉ khôi phục hắn thực lực lời nói, ta đem hắn luyện thành chiến khôi, cương gân thiết cốt, thực lực càng mạnh. Ta đã phải cứu. Liền muốn để hắn so trước kia càng có tiềm lực mới là. Không phải vậy cứu sống một phế nhân, hắn không tốt, ta cũng không tiện. Ánh mắt không khỏi sáng lên, Nghiêm Tùng nhìn về phía Trác Phàm, cười nịnh nói, Trác quản gia, ngài lại có đồ tốt. Đương nhiên, lông mày nhíu lại, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, không phải vậy lời nói, hắn cùng cái kia Hoàng Phủ Phong Lôi liều mạng thời điểm, ta thì xuất thủ ngăn cản. Chính bởi vì ta có biện pháp cứu hắn, mới khiến cho hắn hoàn thành một chút chính mình tâm nguyện. Nói, Trác Phàm trong tay ánh sáng lóe lên, xuất ra một bình sứ nhỏ đến, cười nói, cái này bên trong chứa, là 12 phẩm linh dược, tiếp thiên bách diệp hoa cam lộ, tiếp thiên ngọc lộ, đây là thập phẩm đan dược luyện chế dược tài. Dùng nó luyện thành thập phẩm đan, thông thiên đan, có thể kết nối gân cốt, cường kiện mạch lạc. Đừng nói hắn gân mạch đứt từng khúc, cũng là nát thành bụi phấn, cũng có thể cho hắn liên tiếp hoàn hảo. Mà lại, so trước kia gân mạch, càng thêm mạnh mềm dai. Là vì tu luyện giả, lớn nhất linh dược. Cái gì, thập phẩm đan? Trong mắt bất giác ngưng tụ, Nghiêm Tùng ừng ực một tiếng nuốt ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy hỏa nhiệt dục vọng. Chỗ nào không biết hắn suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm không khỏi bật cười lớn, đem cái kia bình cam lộ đưa cho Nghiêm Tùng, khiêu mi nói, Nghiêm lão, có hứng thú hay không luyện cái tay, khiêu chiến một chút thập phẩm đan độ khó khăn. Trác quản gia, ngài để cho ta luyện a. Không khỏi liếm liếm hơi khô chát bờ môi, Nghiêm Tùng không biết làm gì, đã muốn ra tay, lại có chút lo lắng nói, muốn là luyện xấu, chẳng phải uổng công cái này khó được linh dược a. Sợ cái gì, linh dược mình có là, không sợ hao tổn. Thờ ơ vung tay lên, Trác Phàm mười phần thoải mái cười lớn một tiếng, tiếp lấy liền lại móc ra một tờ giấy mỏng đưa tới, cười nói, đây là thông thiên đan đan phương. Ngươi nếu có thể luyện thành lời nói, chẳng những Lệ lão được cứu vớt, sau này Lạc gia các huynh đệ, cũng sẽ thụ ích lợi nhiều. Nghe được lời này, Nghiêm Tùng khờ cười một tiếng, không khách khí đem cái kia linh dược cùng đan phương toàn bộ nhận lấy, khen có Trác quản gia dạng này thổ hào làm chỗ dựa, thật là chúng ta luyện đan sư phúc phận a. Ngài yên tâm, lão phu nhất định nghiêm túc luyện chế, tuyệt không cô phụ Trác quản gia vun trồng. Nghiêm Tùng ánh mắt kiên định, Trác Phàm gặp. Hơi hơi gật gật đầu.
Về sau, Trác Phàm một bên tính toán sau cùng quyết chiến ngày, một bên thuận tiện đem những cái kia mới được đến cường giả thi thể luyện làm chiến khôi. Như thế như vậy, 7 ngày thời gian, trong nháy mắt đi qua. Ngay tại Trác Phàm muốn xem kỹ một chút Nghiêm Tùng đối thông thiên đan luyện chế vào độ lúc, Nghiêm Tùng cũng đã cười to liên tục tìm tới cửa, vui kêu lên, Trác quản gia, Trác quản gia, ta thành công, thành công. Trong mắt không khỏi sáng lên, Trác Phàm tựa hồ cũng là có chút ngoài ý muốn. Dù sao cái này Nghiêm Tùng mới vừa vặn bước vào cửu phẩm đan sư hàng ngũ, bây giờ luyện thập phẩm đan, thế mà dễ dàng như vậy thì hoàn thành. Vốn là hắn còn nghĩ đến, cái này đệ nhất bình tiếp thiên ngọc lộ, bất quá để hắn luyện cái tay, sau đó chờ hắn luyện đến thứ 10 bình lúc mới có thể có điểm tiến triển, không nghĩ tới. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm trong mắt càng hiện vẻ tán thành. Cái này Nghiêm Tùng quả nhiên không hổ là độc thủ dược vương, luyện đan thiên phú khác hẳn với thường nhân. Nếu là có thể sớm đi gặp phải hắn ma hoàng điều giáo mấy câu nói, trước mắt thành tựu tuyệt không vẻn vẹn cửu phẩm đan sư tình trạng như thế. Nghiêm Tùng không có nghĩ qua nhiều như vậy, chỉ là giống như điên cuồng, một mặt mừng rỡ chạy đến trước mặt hắn, cầm trong tay một cái bình sứ đưa lên, nhếch miệng cười nói, Trác quản gia, ngài nhìn xem ta cái này thập phẩm đan phẩm chất như thế nào. Tuy nói một bình ngọc lộ, lão phu chỉ luyện cái này một khỏa mà thôi. Một khỏa đã rất không tệ, hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm lộ ra vẻ mặt vui vẻ, liền đem cái kia nắp bình mở ra. Chỉ một thoáng, một cỗ pha trộn đan khí đột nhiên thoát ra, khiến người ta vừa nghe liền tinh thần lắc một cái, huyết mạch nhất thời thông suốt. Trác Phàm trong mắt thần sắc càng dị, không nghĩ tới cái này thập phẩm đan vậy mà đạt đến thượng phẩm hàng ngũ. Phải biết, đây chính là lão già này lần thứ nhất luyện thập phẩm đan A, có thể có thành tựu như thế này, quả thực cũng là kỳ tích. Sau đó không nói hai lời, Trác Phàm ngay lập tức đem đan hoàn nhét vào trong miệng, thì ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa dược lực. Sau 3 canh giờ, nhưng nghe ông một tiếng phong minh, Trác Phàm toàn thân khí thế đột nhiên phóng đại, đúng là tại vừa mới đột phá thiên huyền ngũ trọng cảnh sau đó không lâu, lại tấn một cấp, trở thành thiên huyền 6 tầng cảnh cao thủ. Chậm rãi mở hai mắt ra, Trác Phàm cảm thụ một chút toàn thân gân mạch đại sướng, tựa hồ so trước kia càng rộng lớn cứng cỏi rất nhiều, bất giác đại hỉ lên tiếng, ha ha ha. Tốt, Nghiêm lão, người cái này thông thiên đan phẩm chất đã coi như không tệ, không nghĩ tới dược hiệu tốt như vậy. Nghiêm lão, người thật sự là luyện đan giới thiên tài a. Gương mặt xẹt qua một đạo đỏ ửng, Nghiêm Tùng một gương mặt mo mừng khấp khởi, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cho, những thứ này cho hết ngươi, luyện thật giỏi tay a, mau chóng để lệ lão khôi phục thực lực. Trác Phàm đứng dậy, lúc này lại lấy ra 10 bình tiếp thiên ngọc lộ đưa tới. Nghiêm Tùng nhìn thấy, không khỏi kinh hãi, vội vàng không kìm được vui mừng liền liền nhận lấy, khóe miệng đều nhanh cười đến liệt đến cái ót đi, ha ha ha. Giống chúng ta làm luyện đan sư, sau lưng có thể có ngài như thế cái nhà giàu chỗ dựa, thật sự là lớn lao hạnh phúc a. Nghiêm lão, không phải ta Trác Phàm nói ngoa, hiện tại ta trên tay bất luận cái gì hiếm lạ dược tài cũng không thiếu. Chỉ cần ngươi luyện đan không dừng tay, ta thì không sợ tiêu xài đi xuống. Thân thể lạnh không khỏi lắc một cái, Nghiêm Tùng thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, tiếp lấy trùng điệp gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Thân là một tên luyện đan sư, có thể không ngừng mà khiêu chiến chính mình, hướng càng cao cấp bậc xuất phát, luyện ra càng phẩm cấp cao đan dược, là mỗi một cái luyện đan sư suốt đời tâm nguyện. Thế nhưng là, hiện thực lại là tàn khốc, không nói trước chính người luyện đan mức độ, tu vi tiến triển như thế nào, vẻn vẹn là phẩm cấp cao thiên tài địa bảo, cũng không phải là dễ dàng như vậy dễ dàng đến. Cho dù tiêu tốn mấy chục năm tìm tới một khỏa thiên địa linh dược, tại luyện đan bên trong một khi hủy, chính là nhiều năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Giống Trác Phàm hiện tại, tùy ý đem những người kia nghe đều chưa từng nghe nói thiên tài địa bảo cho thủ hạ luyện đan sư tiêu xài sự tình, lại là từ xưa đến bây giờ chưa bao giờ qua phá của hành động. Dù sao, Trác Phàm trong tay tư nguyên, thế nhưng là thượng cổ ngũ đại thánh thú đứng đầu, Kình Thiên Côn Bằng theo thượng cổ thời kỳ thì thu thập được lớn lao tài phú. Tuy nhiên khả năng chỉ là nó chín châu mất sợi lông, nhưng chỉ là cái này một hào, liền đã đủ để giàu có thể địch toàn bộ đại lục. Có thể nói, hiện tại trên phiến đại lục này, đoán chừng không có một cái nào tông môn hoặc là thế lực, có thể so với Trác Phàm vốn liếng càng dư giả. Nghiêm Tùng đi theo Trác Phàm bên người,
quả thực cảm động hai mắt đẫm lệ rưng rưng, tâm đạo lúc trước lựa chọn con đường này, thật sự là chọn đúng. Cái này Trác Phàm, thật mẹ hắn là đáng tin đến không thể lại đáng tin chủ tử a. Trác Phàm loại này thổ hào thức đốt tiền, nếu là bị hắn luyện đan sư biết lời nói, không phải chen chúc mà tới, ôm chặt bắp đùi không thể. Dạng này nhà giàu mới nổi, thế nhưng là tất cả mọi người tha thiết ước mơ kết giao đối tượng. Thổ hào, chúng ta làm bằng hữu đi. Trác đại ca, không tốt, nghĩa phụ bọn họ ra chuyện. Lúc này, hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên, Trác Phàm hai người quay đầu nhìn qua, lại chính gặp Lạc Vân Hải mặt hốt hoảng hướng bọn họ nơi này chạy tới. Nghiêm Tùng gặp, nhanh chóng vội vàng khom người cúi đầu, thiếu chủ. Trác Phàm lại là sắc mặt bình thản, tựa hồ sớm có chủ ý giống như, thản nhiên nói, độc cô chiến thiên lão nhi này làm người ngu chung, bảo thủ không chịu nổi, lần kiếp nạn này, cũng là báo, không có gì ngạc nhiên. Làm sao, Trác đại ca, người sớm đã ngờ tới. Không khỏi khẽ giật mình, Lạc Vân Hải ngơ ngác nhìn Trác Phàm, thì thào lên tiếng. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm trong mắt lóe lên một đạo cơ trí ánh sáng, đương nhiên, nếu không hôm đó chúng ta đánh xuống đế vương môn về sau, phát hiện độc cô đại quân thì ở chung quanh, vì sao ta sẽ bỏ mặc? Chẳng lẽ ta thật sẽ như thế tự đại sao? Ha ha ha, bởi vì ta biết, so với chúng ta, có người càng muốn độc cô chiến thiên chết. Khuyển Nhung, mi đầu lắc một cái, Lạc Vân Hải trong tay cầm xanh biếc ngọc giản, bất giác rung động. Liếc mắt liếc nhìn hắn một cái, Trác Phàm không khỏi cười khẽ một tiếng, thì ra là thế, lão nhi kia phát tới thư cầu cứu, là Khuyển Nhung đại quân vây hắn. Cứ như vậy, tất cả sự tình ngược lại tất cả đều bình thường. Trác đại ca, bất luận như thế nào, hiện tại nghĩa phụ bọn họ gặp nạn, bị Khuyển Nhung đại quân vây khốn tại cô Hồng Cốc bên trong, đoạn thủy cạn lương thực, người mau nghĩ biện pháp cứu cứu bọn họ a. Lạc Vân Hải một mặt lo lắng, Trác Phàm lại là từ chối cho ý kiến tả tiếu một tiếng cứu. Cứu cái gì, bọn họ lúc trước còn muốn đem chúng ta toàn diệt đây, hiện tại phát tới giấy viết thư để cho chúng ta đi cứu, dựa vào cái gì? Lạc Vân Hải khí tức trì trệ, trầm mặc xuống. Một bên Nghiêm Tùng cũng lại yên lặng cười cười, khuyên nhủ, thiếu chủ, lúc trước là cái kia độc cô chiến thiên tuyệt tình tuyệt nghĩa, muốn đối địch với chúng ta. Hiện tại gặp rủi ro, thế mà cầu đến chúng ta cái này hắn muốn tiêu diệt phản tặc trên thân, chẳng phải là chuyện cười lớn a? Ha ha ha. Lạc Vân Hải cắn cắn miệng môi, không nói gì, thật lâu, mới thì thào lên tiếng, ai thán nói, mặc kệ hắn đối với ta như thế nào, cũng là nghĩa phụ ta. Cho dù hắn muốn xuất binh thảo phạt ta, cũng là phụng chỉ làm việc, không có quan hệ gì với hắn. Nghĩa phụ cả đời trung thần nghĩa sĩ nhân hiếu, lại có thể tuân quân vương chi mệnh. Ta tin tưởng, hắn tại xuất binh thời điểm, nội tâm cũng không muốn cùng chúng ta đao binh gặp nhau. Thì tính sao? Thế mà, còn không đợi Lạc Vân Hải nói xong, Trác Phàm đã là lạnh lùng ngắt lời nói, hắn nếu thật nghĩ thầm tiêu diệt chúng ta, xuất binh thảo phạt, ta còn kính hắn ba phần. Rõ ràng nội tâm không chịu, lại muốn trái lương tâm hành sự. Bất bại chiến thần, hừ hừ, buồn cười biết bao xưng hào. Ngay cả mình tâm đều không thể thuận theo người, tại sao bất bại? Hắn sớm đã thua với quân vương cùng phần kia ngu chung, là trên đời này lớn nhất thất bại người. Không hỏi thị phi, không vấn tâm hướng tới, mà chỉ hỏi trung thành người, chính là thiên hạ đến ngu, chết chưa hết tội. Tốt, Trác quản gia câu nói này nói có lý. Nghiêm Tùng ở một bên vỗ tay khen hay, tiếp tục hướng Lạc Vân Hải khuyên nhủ, thiếu chủ, lão nhi kia lúc trước đã theo ngươi đoạn tình phụ tử, bây giờ lại còn muốn làm một giấy hoàng mệnh, thảo phạt chính mình con nuôi. Như thế vô tình vô nghĩa lão nhi, người vẫn để ý hắn làm gì? Lạc Vân Hải giữ im lặng, sắc mặt thống khổ, trầm ngâm thật lâu, mới lại thì thào lên tiếng, lại là cũng không lại cầu tình, mà chính là nhớ lại chuyện cũ, Trác đại ca, không biết ngươi còn nhớ hay không đến. Lúc trước Lạc gia gặp khó, người rõ ràng có thể chạy đi, đơn độc sông chân trời. Lại không phải muốn mang theo chúng ta hai tỷ đệ cùng bàng thống lĩnh ba cái vướng víu, một đường cùng cường địch tác chiến, chém giết đến bây giờ, mấy lần trở về từ cõi chết, đến tột cùng vì sao? Không bỏ xuống được, mi đầu hơi hơi run run động một cái, Trác Phàm lạnh lùng phun ra ba chữ này. Vì sao không bỏ xuống được? Lạc Vân Hải tiếp tục ép hỏi. Suy nghĩ một chút, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng, trong lòng sở hướng, không được để xuống.
Như vậy, ta cũng vậy, Lạc Vân Hải chỉ chính mình tâm, một mặt chân thành nói, nếu là lần này nghĩa phụ ra chuyện, ta không thể toàn lực thi cứu. Sau này trong lòng, chắc chắn sẽ lưu lại lớn lao tiếc nuối. Trác đại ca, người mới vừa nói muốn tùy tâm hướng tới mà làm việc, đây là ta chi tâm hướng, cũng không phải là cha con tình nghĩa chỗ bài bố, nhìn ngươi giúp ta thành sự. Thật sâu nhìn lấy hắn, Trác Phàm ánh mắt híp lại, im lặng không nói. Lạc Vân Hải cũng chăm chú nhìn ánh mắt hắn, đây là chân thành. Thật lâu, Trác Phàm mới mở miệng nói, Nghiêm lão, đi đem Tiểu Tam Tử gọi tới, chúng ta cùng Vân Hải ba người đi chuyến Cô Hồng Cốc. Lời vừa nói ra, Lạc Vân Hải nhất thời song đồng sáng lên, vui vẻ ra mặt. Nghiêm Tùng thì là sững sờ, lẩm bẩm nói, Trác quản gia, ngài thật muốn đi cứu lão gia hỏa kia à. Vạn nhất hắn được cứu về sau, hoàng đế để hắn lại đánh chúng ta chẳng phải càng thêm phiền phức. Không quan trọng, ta không phải đi cứu cái kia độc cô lão nhi, chỉ là chấp hành gia chủ mệnh lệnh. Đây là gia chủ tâm ý, ta thân là quản gia, nhất định sẽ giúp hắn làm đến. Trong mắt lóe lên một đạo khiếp người tinh quang, Trác Phàm toàn thân bá khí lộ ra ngoài. Lạc Vân Hải gặp, bất giác liên tục cảm ơn, kích động không thôi. Nghiêm Tùng lại là bật cười lắc đầu, đi tìm Cổ Tam Thông truyền tin. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 34.